Lý Vân Tiêu nói. Đừng vậy, chuyến này rất hung mãnh, ta không thể trông nom ngươi được. Đứng xa chút đi, có chết cũng cách xa ta ra. Lý Vân Tiêu giơ chân đá. Thường Tử An không đỡ được, bị đá trúng ngực, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Thường Tử An phun ngụm máu bay ngược vào trong âm phong, khi lại rơi xuống đảo thì đã tắt thở. Con người Lý Vân Tiêu co rút, nhìn bên trong âm phong. Trong đó tràn ngập lực lượng cực kỳ cuồng bạo không ngừng cuồn cuộn, liên miên bất tận càng lúc càng nhiều. Cú đá vừa rồi Lý Vân Tiêu không dùng nhiều sức mạnh, Thường Tử An cùng lắm bị thương nhẹ, không ngờ đụng vào âm phong liền chết ngay. Lý Vân Tiêu cảnh giác hơn. Tại đằng quang Lý Vân Tiêu có nghe tiếng cửu thiên thập địa sát trận nhưng chưa bao giờ được thấy, trong âm phong dường như ẩn chứa sát khí cực mạnh. Diệu pháp linh mục chỉ nhìn nó đã làm tinh thần Lý Vân Tiêu choáng váng. Lý Vân Tiêu vội thu về tầm mắt, vỗ ra một trường. Trong phút chốc thần hỏa cương phong hóa thành vòng phong hỏa to trước mặt Lý Vân Tiêu chém tới trước. Ầm 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 ầm. Bánh xe to bay vào âm hong chém ra một con đường, mù mịt bay đầy trời không ngừng giạt ra trước phong hỏa. Cái gì? Ân chỉ ở trên trời giật mình kêu lên. Phá dễ vậy sao? Nhuận Lung cũng hết hồn, vội nói. Chết tiệt, thần thông phong hỏa rất mạnh, có thể chém ra âm sát. Mau ném hỗn ám kim kỳ xuống. Ân chỉ đánh ra mấy ấn quyết, lá cờ nhỏ màu vàng lơ lửng trên cao liền rơi xuống. Một luồng sáng vàng to lớn cắm vào trong trận, lực lượng bao la khuếch tán bốn phía. Phong và hỏa của Lý Vân Tiêu bị ánh sáng vàng dập tắt. Khí âm sát vòng quanh lá cờ vàng hóa thành chín trường long màu xám gầm giống lao xuống. Khi hỗn ám kim kỳ cắm xuống đất thì ánh sáng vàng mênh mông tràn ngập trong trận, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy lực lượng khó cưỡng lại phô thiên cái địa ập đến. Ánh sáng vàng bao bọc toàn thân Lý Vân Tiêu như xiềng xích vô hình, hoàn toàn phong tỏa hắn. Chín con rồng màu xám cuồng giống. Ầm 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 ầm. Từng con rồng xông vào người Lý Vân Tiêu, mặt hắn vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Thống khổ giống to mấy tiếng. Cơ thể Lý Vân Tiêu nổ tung thành một mảnh lôi quang bay lượn. Chín con rồng lại hiện hình, đuổi theo thanh lôi gầm giống, rượt đuổi trong ánh sáng vàng. Thanh lôi bị ánh sáng vàng ức chế nên tốc độ chạy rất chậm. Trong lôi quang màu xanh hiện ra một đoàn ma nguyên, ngày càng lớn dần, trong khoảnh khắc đỉnh thiên lập địa, hóa thành chân ma cự linh giơ tay đè xuống chín con rồng. Một hưởng từ trên cao vạn trượng giáng xuống đánh tan một con rồng xám lún xuống đất hòn rảo, vô số đá vụn bay lên. Xung quanh cái hố to xám cho, tầng nham thạch màu nâu đều bị mục giữa. Chân ma cự linh lại giơ tay lên vỗ hướng con rồng xám khác. Bảy con rồng vòng quanh ma ảnh không ngừng công kích nhưng không đánh tan ma nguyên đi được. Con rồng xám bị công kích trốn hướng hỗn ám kim kỳ. Ầm 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 ầm. Nhưng nó không trốn thoát vận mệnh. Bị ma ấn trưởng to lớn đập nát trên trời, nổ thành âm phong tán đi. Đám người Ân chỉ ở trên cao trợn mắt há hốc mồm nhìn. Thanh lôi lây lại tinh thần từ rồng xám công kích, biến thành hình dạng Lý Vân Tiêu, ba đầu sáu tay, sáu bàn tay nhanh chóng kết ấn. Ba ấn ký to lớn ngưng tụ trên bầu trời Lý Vân Tiêu, ba ấn hợp nhất, ánh sáng vàng càng chói mắt hiện ra đột nhiên đánh hướng lá cờ màu vàng. Growl! Một tiếng gầm điếc tai vang lên. Ba ấn hợp nhất, một con rồng bay lên cao, mặt mày hung trợn dường như chất cứ cực kỳ giận dữ, ánh sáng rực rỡ. Ầm 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 ầm. Mọi người kinh hoàng nhìn con rồng vàng đánh vào hỗn ám kim kỳ, chấn động sóng vàng vô biên khuếch tán bốn phía. Lý Vân Tiêu ở trong đó bị lực phản chấn đè ép liên tục thụt lùi. Nguyên hòn đảo bị sóng vàng đánh nát, bảy trường long mau xám không ngừng biến hình, tan rã, tan biến thành âm phong nguyên thủy nhất. Chân động khủng bố qua đi, sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống. Lá cờ nhỏ màu vàng biến mất, hóa thành chín lá cờ vàng to lớn vây quanh bốn phía như liền thành một mảnh thép. Cả thế giới biến mất, địa dương, bầu trời, đám người Ân chỉ đều biến mất, chỉ còn lại chín lá cờ màu vàng kỳ dị cắm tại đó. Đồ án trên chín lá cờ khác nhau. Trên biển, đám người Ân chỉ lại thấy cảnh tượng khác. Sóng vàng dao động phá hủy hòn đảo hoàn toàn, ánh sáng vàng quét qua mặt biển. Lý Vân Tiêu và chân ma cự linh biến mất, chỉ còn lại hỗn ám kim kỳ còn sừng sững bên trên nước biển. Từng vòng sóng vàng không ngừng khuếch tán ra. Ân chỉ kinh sợ la lên. Sao, sao rồi, Lý Vân Tiêu đã chết chưa? Vẻ mặt Ân chỉ kinh hoàng. Cảnh thất biểu tình cực kỳ khó xem, cảnh giác cao độ nhìn bên dưới, tùy thời ra tay.
nhưng một lúc sau không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu, vẫn chỉ có lá cờ vàng không ngừng khuếch tán sóng vàng. Nhuận Lung há to miệng, tay bưng ly rượu không nhúc nhích, ngơ ngẩn nói. Hút, hút vào. Nhuận Tông nuốt nước bọt khan, hỏi. Thúc phụ, thế là sao? Lý Vân Tiêu chết hay chưa? Nhuận Lung lắc đầu, nói. Hiện tại chưa chết nhưng cũng sắp. Ân Chỉ bay tới, đáp xuống cột nước hổ kình phun ra, hỏi. Sốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhuận Lung chỉ vào hỗn ám kim kỳ. Cờ này hấp thụ oán, ghét, tử, nộ, các cảm xúc mặt trái của vô số sinh linh trong tứ hải mà sinh ra, bản thân nó vạn kiếp khó diệt. Cường giả đỉnh cửu tinh bình thường không ngăn được cửu long âm sát khí vừa rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu dễ dàng đánh tan, còn dùng sức mạnh cường đại bao la công kích lá cờ, nên bị hút vào. Chắc chắn Lý Vân Tiêu sẽ chết, nhưng rắc rối là mọi thứ hắn mang trên người đều sẽ bị hủy hoại. Ân Chỉ biến sắc mặt nói. Sao có thể như vậy? Trên người hắn có thánh khí. Nhuận Lung nhíu mày nói. Thánh khí đúng là đặc biệt, ta chưa từng gặp tình huống thế này, nhưng trừ thánh khí ra e rằng mấy thứ khác sẽ không tồn tại. Ân Chỉ trầm ngâm nói. Có thể thả kẻ hấp hối hoặc mới chết ra không? Tránh cho bị hủy báu vật mang trên người. Ân Chỉ có chút không cam lòng. Nhuận Lung nói. Suy nghĩ này rất ngây thơ. Hỗn ám kim kỳ này chỉ có vào chứ không ra được, vật bên trong tất nhiên hóa thành oán ghét tử nộ vô biên. Ân Chỉ nói. Lần này rắc rối rồi, làm sao ăn nói với thiên giả đây? Nhuận Lung đáp. Nói thế nào là chuyện của các người phải lo, bổn tọa chờ Lý Vân Tiêu hoàn toàn tan rã sẽ mang hỗn ám kim kỳ về giao nhiệm vụ. Nhuận Lung dần bình ổn tâm tình, dựa vào bảo tọa tiếp tục nhấp rượu, con người trong trẻo, dường như đang suy tư điều gì. Mặt cảnh thất như người chết nhìn lá cờ vàng. Làm sao để hoàn toàn tan rã? Nhuận Lung nói. Chờ những sóng vàng biến mất chứng minh vật bên trong đã bị luyện hóa. Nhìn độ mạnh của sóng gợn e rằng phải qua một thời gian. Mọi người nhìn sang, sóng gợn màu vàng mạnh mẽ đầy sức lực, hoa văn rõ ràng khuếch tán trên mặt biển. Nhuận Lung nói. Các vị đại nhân cứ đi về trước, Lý Vân Tiêu vào hỗn ám kim kỳ thì chết chắc. Dù là ta cũng không cứu hắn ra được, cứ yên tâm. Cảnh thất lạnh lùng nói. Bổn tọa không yên tâm chút nào, người đừng đánh gái huyền khí của mình quá cao. Ta sẽ chờ tại đây, xem hắn có chết thật không. Ân Chỉ đồng ý. Chờ hắn chết rồi hắn đi, như vậy bảo đảm hơn, dù sao tiểu tử này rất yêu nghiệt. Nhuận Lung tỏ ra khó chịu nhưng không tiện làm mọi người mất mặt, gã khẽ hừ tự rót tự uống, phớt lờ bọn họ. Hiện tại Lý Vân Tiêu đang ngồi xếp bằng giữa lá cờ to chín mặt, từng đợt sóng lực lượng hùng hồn từ bốn phía vào tới hóa thành từng vòng sóng gợn rầm rộ. Loại lực lượng này, thân hình Lý Vân Tiêu lắc lư theo những đợt sóng vang gần như hòa vào đó, đầu óc choáng váng, ý chí chìm nổi. Rất quái dị. Tim Lý Vân Tiêu đập nhanh, một tay bấm quyết, mà văn tu N ra khỏi người bảo vệ hắn bên trong. Những sóng vàng công kích vào ma văn có nhiều cái bị nuốt vào nhưng có một phần chắn ngược lại. Trong phút chốc năng lượng trong không gian hỗn loạn, lộn xộn. Những sóng gợn màu vàng này là ánh sáng. Lý Vân Tiêu lăng không điểm một cái, một vệt sáng vàng bay ra từ đầu ngón tay, chậm rãi biến to lên, tỏa sáng lăn tăn. Là đại bi mộ vân kính, hai tay bắt ấn quyết, mặt kính tách thành hai, chia bốn, rất nhanh biến thành vô số mặt kính. Ngưng tụ thành 10 hình lăng giác chậm rãi đáp xuống vây quanh Lý Vân Tiêu. Những sóng vàng đụng vào lăng kính thì bị phản chiếu lại, trong phút chốc sóng gợn trong không gian rối loạn, không gian run rẩy. Lý Vân Tiêu có hơn 10 lăng kính bảo vệ không dính chút gợn sóng, là nơi ổn định nhất trong không gian. Bên ngoài lăng kính thì sóng gợn không dứt, trùng kích nhau. Trên mặt biển, sóng gợn bình ổn quanh hỗn ám kim kỳ chợt rối loạn, sóng gợn khác nhau, hơi dồn dập. Mọi người phát hiện khác lạ. Có chuyện gì? Nhuận Lung vội quan sát, nói. Không sao, là Lý Vân Tiêu đang dốc hết sức lực đối kháng lực lượng tan rã của Kim Kỳ, có lẽ sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn chỉ tốn công. Đám người Ân Chỉ không lạc quan như vậy, lạnh nhạt nói. Hy vọng như ngươi mong muốn. Nhuận Lung hơi khó chịu nói. Nếu đã không tin tưởng bổn tọa như vậy tại sao còn đến Bắc Hải mượn trận làm gì? Ân Chỉ cười nói. Cẩn thận là hơn, không phải chúng ta không tin các hạ mà chỉ hy vọng bảo đảm không có gì sơ sót. Trong hỗn ám kim kỳ, Lý Vân Tiêu không ngừng vắt óc suy tư.
ánh sáng phát ra từ lá cờ vàng chín mặt bị đại bi kinh chấn ngược về, hai lực lượng đánh nhau, nhưng không tiêu trừ. Không gian tích góp năng lượng càng lúc càng nhiều, rồi sẽ có lúc tới điểm giới hạn. Đại bi mộ vân kính đem lại tác dụng là đập lớn con sông, tuy chặn được một lúc nhưng nước sóng không ngừng tích lũy dâng lên thì sẽ có lúc vỡ đập. Cứ tiếp tục thế này kim kỳ chín mặt và mộ vân kính sẽ có một cái bị phế trước. Vừa rồi ta ba ấn hợp nhất oanh kích vào kim kỳ nhưng không tổn thương được nó, e rằng là mộ vân kính không chịu nổi trước. Lý Vân Tiêu thầm lo âu, giơ tay lên, đầu xuất thiên phong biến ra ánh sáng ngũ sắc bay ra ngoài đập vào một mặt cờ. Ầm 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 ầm. Mặt cờ bị đập trúng đột nhiên tan vỡ hóa thành vô số đốm sáng vàng. Nhưng giây sau các đốm sáng vàng lại ngưng tụ thành một lá cờ to, giống y như đú. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, hắn hiểu rằng cờ lớn chín mặt này chỉ có ảo ảnh biến ra, chỉ có một mặt là thật. Con người Lý Vân Tiêu co rút, lực lượng đồng nguyệt tập trung nhìn, lập tức phát hiện có điều khác biệt. Lý Vân Tiêu đắc ý cười to mấy tiếng, ném đầu xuất thiên phong xuống. Để xem lần này ngươi làm sao phục nguyên. Ầm 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 ầm. Mặt lá cờ vàng kia vỡ nát, vô số ánh sáng vàng tản ra. Nhưng giây lát lại ngưng tụ thành cờ, giống y như đúc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc bật thốt. Cái gì? Thế này Lý Vân Tiêu mới phát hiện lá cờ trước mắt cũng là ảo ảnh. Lý Vân Tiêu quét mắt qua, lá cờ mặt thật đã biến thành cái bên cạnh. Thì ra chín cái hóa thân đều là giả, chín hóa thân lại đều là thật. Rắc rối rồi đây. Lý Vân Tiêu liên tục biến sắc mặt, trừ phi có lực lượng cùng lúc phá hủy chín lá cờ vàng nếu không đừng hòng phá được trận chiến. Hiện ánh sáng kia không ngừng tích lũy, tuy tốc độ rất chậm nhưng sẽ có lúc tràn đầy. Nếu đại bi kính vỡ nát thì lực lượng mênh mông sẽ ập đến, e rằng Lý Vân Tiêu sẽ tan xương nát thịt ngay. Ánh sáng lắng đọng cũng là trùng kích chín mặt kim kỳ. Khi đại bi kính không chịu đựng được nữa thì ta sẽ cùng đánh ra chín trùng kích. Chắc phần thắng sẽ rất lớn. Lý Vân Tiêu kêu đám người Sa Vưu ra khỏi giới thần bi, kể rõ tình huống, phân phối nhiệm vụ. Sa Vưu lo hai đợt công kích, Lý Vân Tiêu, Bắc Quyến Nam lực lượng yếu hơn nên mỗi người một đòn. Cá sấu sau lưng thu nạp cương phong cự linh thì lực lượng không ngừng tăng lên, đã vượt trên người khác nên cũng vào hàng chủ công. Tuyệt thế thần thể của tân thần đã mở ra lục môn, vượt trên đỉnh cửu tinh bình thường, làm chủ công. Ác linh tuy đoạt xá thân đỉnh cửu tinh yêu an nhưng dù gì là thân thể người ngoài, huyền lôi kinh vân hống sau khi bước vào cửu giai liền mất cơ duyên, mãi chậm chạp không tiến bộ. Hai người sức chiến đấu siêu phàm nhưng đa phần dựa vào thân bất tử, hóa thân sấm CS, về mặt công kích hơi yếu. Lý Vân Tiêu kêu hai người hợp sức đánh ra một đòn công kích. Tuần thiên đấu nghiêu là thần khôi, lực siêu cường, đơn độc lô một đòn công kích. Kim cương quyền của hồ lô tiểu kim cương phối hợp băng sát tâm diễm trong công kích đơn nhất thì cực kỳ sắc bén, nhưng Lý Vân Tiêu không yên tâm nên để Thủy Tiên và Hóa Tu phối hợp, ba người cùng công kích một đòn. Thủy Tiên rất ngạc nhiên nhìn khôi lỗi, tò mò liên tục đánh giả, vỗ sờ. Trong mắt hồ lô tiểu kim cương xoay theo Thủy Tiên, làm nàng cười to. Cuối cùng có Trần Tinh Vũ, Tô Liên Y thì lo hậu chiêu, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có sắp xếp này gần như không sơ sẩy gì, Lý Vân Tiêu yên tâm, bắt đầu điều tức trong trận mộ vân kính kết thành, chờ thời gian tích lũy. Mọi người ngồi vòng tròn trong không gian, yên lặng chờ. Bên ngoài kính gợn sóng liên tục, làm tốc độ đại bi mộ vân kính phản chiếu tăng nhanh, như cái ao nhỏ nước, nước rơi ngày càng nhiều. Đột nhiên một luồng sáng lóe lên giữa mọi người, dần ngưng tụ thành thân hình cao lớn. Mấy người cùng kêu lên. Đại nhân! Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói. Đại nhân đã thích hợp với thân hình này. Cười tủm tỉm đến là Linh Mục Địch. Linh Mục Địch nhẹ gật đầu, nói. Cũng gần được rồi, thân hình thần luyện cương cứng rắn hơn ta trước kia, điều tiếc nuối duy nhất là không thể tu luyện. Nhưng 10 vạn năm qua có thể sống lại một lần xem như ông trời dày yêu ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Thiên đạo vô thường, cảnh tượng thế này chắc ngày xưa đại nhân có nằm mơ cũng không nghĩ ra đi. Hiếm khi Linh Mục Địch nở nụ cười, nhìn quanh một vòng. Sao đây, bị trận pháp nhốt? Lý Vân Tiêu kể đại khái tình huống. Linh Mục Địch gật đầu, nói. Cách của ngươi ổn, khi đại bi mộ vân kính không ngăn được thì bản thân kim kỳ chín mặt cũng tới cực hạn, làm sao chịu nổi cả đám các ngươi đánh ra một kích? Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu đại nhân chịu hỗ trợ thì càng tốt. Linh Mục Địch nói. Cũng được,
ta làm tuyến thứ hai cho, nếu xảy ra tình huống gì thì ta sẽ ra tay. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, vội cảm ơn. Hiện tại có Linh Mục Địch, Tô Liên Y, Trần Tinh Vũ làm tuyến thứ hai phòng ngừa, hầu như không có sơ sẩy gì nữa. Linh Mục Địch hỏi, chuyện Vạn Linh Chi Địa thế nào? Lý Vân Tiêu kể lại tỉ mỉ tình hình, đặc biệt là về Tiểu Hồng. Linh Mục Địch nhíu mày nói, phân thân ma chủ và Nghê Hồng Thạch kết hợp với nhau. Đúng là chó bố thật, muốn tách bọn họ ra gần như là chuyện không thể. Tim Lý Vân Tiêu run rẩy nói, ngay cả đại nhân cũng không có cách nào sao. Linh Mục Địch nói, dưới vòng trời này gần như khó thực hiện được, ngày xưa tập hợp gần hết lực lượng cường giả một giới, tử thương vô số mới chân áp ma chủ, phân hủy được. Nghê Hồng Thạch tự sinh ra linh trí, rất quái dị. Linh Mục Địch giơ tay, một ngón tay đặt bên gò má, dường như đang suy tư điều gì. Lý Vân Tiêu kiên quyết nói, mong đại nhân chạy dạy cách cho, dù thế nào thì ta cũng phải thử một lần. Linh Mục Địch ngẫm nghĩ, nói, tạm gác chuyện này sang bên đi, Ngô Đại Thầy Nha có chân long pháp thân đó làm ta thấy hứng thú. Không có huyết mạch chân long tuyệt cường làm sao lĩnh ngộ được hai trong chân long pháp thân. Sa Vưu tiên sinh có ý kiến gì không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Sa Vưu mờ mịt lắc đầu, nói, nếu ta biết thì đã sớm tu thành pháp thân hoàn chỉnh, cách chân long không xa. Linh Mục Địch cười nói, chuyện thú vị thật là nhiều, nếu có cơ hội ta rất muốn gặp thử người này. Lý Vân Tiêu căm giận nói, ta cũng rất muốn, chỉ không hiểu tại sao mỗi lần hắn đều giả mạo ta lừa sắc, đây chẳng khác nào làm hỏng danh dự của ta. Linh Mục Địch nói, danh tiếng chỉ là mây bay, cần gì để ý như vậy? Lý Vân Tiêu mặt âm trầm nói, đại nhân nói phải, từ hôm nay trở đi, ta liền đem Hồ Lô Tiểu Kim Cương cải danh gọi Linh Mục Địch, thật là dễ nghe, đại nhân sẽ không để tâm chứ. Danh tiếng bất quá là phù vân. Cái này, khục. Linh Mục Địch tay trái nắm thành quả đấm, ở bên mép ho khan hai tiếng nói, tự nhiên sẽ không chú ý, bất quá mặc dù là phù vân cũng phải chú ý một chút. Ngô Đại Thành thật sự là rất ác liệt, việc này tuyệt không có thể nhẹ dàng bỏ qua. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân nói cực phải, Hồ Lô Tiểu Kim Cương vẫn là kêu Hồ Lô Tiểu Kim Cương đi. Mọi người, chấm, Linh Mục Địch nói, được rồi, người ở chân long bí tàng lấy được ma thạch đâu, cho ta xem. Lý Vân Tiêu cũng đang muốn hỏi hắn việc này, liền lấy ra hộp ngọc kia, đẩy tới nói, ta dùng linh mục quan sát. Nó cùng Nghê Hồng Thạch tuyệt nhiên khác nhau, nhưng lại có cảm ứng giống nhau, mặc dù là Tiểu Hồng cũng đoán được. Linh Mục Địch đem hộp ngọc kia nắm ở trong tay, tất cả mọi người nhìn sang, rất muốn nhìn đồ vật bên trong một chút. Hắn đưa tay sờ soạn ngọc hạp, nhất thời kích ra một trận ánh sáng, liên tiếp đánh ra mấy đạo quyết ấn ấn xuống, trận quang kia mới như mặt nước biến mất. Ngọc hạp thoáng cái mở ra, bên trong là một thạch đầu giống như quả dưa hấu, không có bất cứ dị thường nào. Chỉ bất quá thần thức tìm tòi, lại bị hút vào, vô tung vô ảnh. Cẩm cung Xuân Lan, đây là... Sắc mặt Linh Mục Địch đại biến, thân thể vậy mà không nhịn được run rẩy, hai tay ôm ma thạch kinh hãi nói. Nguyên thạch, nguyên thạch, nguyên thạch, mọi người đều sửng sốt, không hiểu nói. Cái gì là nguyên thạch, mặc dù là nguyên thạch cũng không có gì đáng kích động a. Bắc Quyến Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả kinh nói. Ý của đại nhân, đây là... Linh Mục Địch vẫn là mặt đầy kinh hãi, cổ họng thật giống như bị đồ đạc gì ngăn chặn, không ngừng ôm lấy ma thạch, cuối cùng mới khẳng định nói. Đích thật là nguyên thạch, Nghê Hồng nguyên thạch. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Nghê Hồng nguyên thạch, cùng Nghê Hồng thạch có quan hệ như thế nào? Linh Mục Địch nâng Nghê Hồng nguyên thạch, vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, mà là rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm. Trong chân long bí tàng tại sao lại có Nghê Hồng nguyên thạch? Không có đạo lý a, lẽ nào ở thượng cổ, hai giới có liên hệ? Hắn trầm ngâm bất định, Lý Vân Tiêu cũng không tiện quấy rầy, mà là lẳng lặng chờ. Một lúc lâu, Linh Mục Địch mới hồi phục tinh thần lại, nói. Lý Vân Tiêu, người đi theo ta. Lý Vân Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua đại bi mộ vân cảnh, nơi đó kim quang vẫn đang không ngừng tích xúc, cũng chẳng biết lúc nào sẽ đầy, nhân tiện nói. Chư vị chú ý giúp ta, có khác thường lập tức cho ta biết. Sau đó hai người liền tiến vào giới thần bia,
tất cả mọi người biết là có chuyện trọng yếu cần thương lượng, bất tiện ở trước mặt bọn họ nói thẳng. Trong giới thần bia, trên một đỉnh núi, linh mục Địch Thủy Chung nâng ma thạch, nhìn mấy lần, mới thở dài nói. Thật là nghe hồng nguyên thạch, quá làm cho người ta giật mình a. Lý Vân Tiêu hỏi lần nữa. Nghe hồng nguyên thạch này cùng nghe hồng thạch có gì khác biệt? Linh mục Địch lắc đầu nói. Cũng không có khác biệt gì, nói nguyên thạch là vì nó chưa từng trải qua ma khí nhiễm, khối nguyên thạch này còn có thạch gia bao vây bên trong, rất là khó được. Lý Vân Tiêu thất kinh nói. Nghe hồng thạch không phải là ma chủ chi khu phân liệt sinh ra sao, chẳng lẽ là thiên địa sinh thành? Ngoại trừ ma chủ chi khu ra, hắn chưa từng nghe qua có loại vật nghe hồng thạch này. Linh mục Địch nói. Ngươi đối với ma chủ hiểu bao nhiêu? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, nhân tiện nói. Chỉ biết là 10 vạn năm trước xuất hiện siêu cấp cường giả, hầu như quét ngang một giới, cuối cùng bị vô số nhân vật tuyệt thế đồng tâm hiệp lực mới chân áp xuống. Linh mục Địch nói. Vậy ngươi có biết lai lịch của ma chủ không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, đồng thời lộ ra vẻ tha thiết mong muốn. Linh mục Địch nói. Cũng là thời điểm nói cho ngươi biết một việc, phong ma chi chiến thảm liệt lúc trước, mong sẽ không có lần nữa. Trên mặt hắn tràn đầy cô đơn, tựa hồ nhớ tới đồng bạn từng người vẫn lạc. Câu nói đầu tiên của Linh mục Địch để Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, tựa hồ có chút khó có thể tự hỏi. Ma chủ không phải là sinh linh của thiên vũ giới ta. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ý của đại nhân là, ma chủ là đến từ không gian phụ cận thiên vũ giới. Linh mục Địch nói. Cái khái niệm, không gian, này mặc dù không sai, nhưng cũng không chuẩn xác. Chỗ đó tựa như thiên vũ giới bát ngát vô biên, hẳn xưng là một giới, mà chúng ta xưng nó là ma. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm, hắn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Linh mục Địch gật đầu nói. Người biết ma giới tồn tại cũng không nhiều, mà bổn tọa trùng hợp là một cái. Điểm ấy Lý Vân Tiêu cũng không kỳ quái, lúc trước Linh mục Địch chấp trưởng toàn bộ Bắc vực, coi như là nhân vật đỉnh phong thời đại kia, nếu ngay cả hắn cũng không biết, vậy không nói được rồi. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Trong ma giới không phải chỉ có một cao thủ là ma chủ đi. Đột nhiên hắn nhớ lại ma chủ đế cùng phổ. Nếu là tồn tại một giới mà nói, số lượng ma chủ là xa xa không chỉ hai cái. Linh mục Địch nói, ma giới có rất nhiều cao thủ, bọn họ căn cứ thực lực, có đẳng cấp phân chia nghiêm khắc, nhưng ma chủ chỉ có một. Ma chủ, là một loại danh xưng, ý là đứng đầu ma giới. Lý Vân Tiêu rốt cuộc nhịn không được hỏi, ma chủ rốt cuộc tên đế hay là tên phổ? Linh mục Địch nhíu mày lại nói, vấn đề này của ngươi lại dính đến một chuyện khác. Ta trước nói cho ngươi việc ma giới. Ngươi được diễn thần đại nhân truyền thừa, vậy dĩ nhiên là đi qua thiên đãng sơn mạch. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt nói. Không sai, ta đời trước chính là vẫn lạc trong đó, lẽ nào? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đầu linh quang chợt lóe, nhưng rất nhanh lại nhức đầu, tựa hồ thiếu sót ký ức. Linh mục Địch nói. Ngươi có biết Hắc Diễm hung hồn sát không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi tái. Gật đầu nói. Ban đầu ở Mai Cốt Trì địa hóa Long Trì, ta từng gặp qua Thiên Thu Ngự Đao chủ nhân, chỉ còn một luồng tàn hồn ở trong khô lâu. Hắn nói với ta, thiên địa hỗn độn sơ khai, đạo hóa thành nhất, nhất phân thành nhị, từ nhị lại sinh tam, ma khí là một trong ba cái này, sống ở hỗn độn, do đạo diễn hóa mà đến, bất tử bất diệt. Khi nó tụ tập tới trình độ nhất định, sẽ ngưng tụ thành vật có linh, tên là Hắc Diễm hung hồn sát, cũng là tồn tại thập phương cảnh giới đáng sợ. Linh mục Địch nói, không sai, nghĩ không ra hắn cũng kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, ai? Ma giới là một trong ba đạo khí kéo dài hạo kiếp, diễn hóa mà đến. Ở trong ma giới, đạo khí này theo thời gian trầm tích mà ngưng tụ, hóa thành tồn tại có linh thức sơ cấp, xưng là hắc sát. Những hắc sát này không ngừng thu nạp ma nguyên, đồng thời thôn vệ hắc sát khác, có thể làm linh thức càng ngày càng cao, cuối cùng đạt tới trình độ nhất định. Phá bỏ đến thập phương thần cảnh, đó là Hắc Diễm hung hồn sát. Hắc Diễm hung hồn sát ở trong ma giới có địa vị rất cao, có thần thức, cùng loại với ma giới chân linh. Nhưng sau khi đột phá đến thập giai, những Hắc Diễm hung hồn sát này vẫn như cũ không ngừng tu luyện, không ngừng thôn vệ Hắc Diễm hung hồn sát khác, cuối cùng tiến hóa đến một cảnh giới kinh khủng, lúc này chúng có linh trí không kém gì loài người, được xưng là ma quân. Đến ma quân cảnh, chúng đã rất ít thôn vệ đồng loại.
thôn vệ hắc diễm hung hồn sát cũng chỉ có thể để cho bọn chúng khôi phục năng lượng, mà không có thể tăng lực lượng. Đồng thời ma quân cũng chỉ là do vô số hắc sát ngưng thành, không có thân thể thực chất, lúc này bọn họ liền cần rèn thể, mà nghe hồng nguyên thạch này là một loại thạch tài vì ma quân mà tồn tại ở ma giới. Linh Mục Địch nói đã để cho Lý Vân Tiêu triệt để sợ ngây người, nghĩ không ra ma tồn tại vậy mà phức tạp cùng gian nan như vậy, hắn kinh ngạc nói. Ma chủ cùng ma quân lại là quan hệ như thế nào? Linh Mục Địch nói, ma chủ kỳ thực chính là ma quân, chẳng qua là nắm giữ ma giới lực, trở thành ma quân chí cao vô thượng nhất giới chi chủ. Mà tiêu chí nắm một giới lực trong tay, là lục đạo ma binh, nói vậy ngươi cũng đã gặp. Lý Vân Tiêu không chỉ gặp qua, hơn nữa còn dùng qua, đích xác dùng phi thường tốt, sát nhân bằng ý nghĩ. Hắn nói, ta từng nghe đế giả nói, lục đạo ma binh được xưng là thiên thánh khí. Đồng tử của Linh Mục Địch hơi co lại, gật đầu nói. Không sai, người có biết như thế nào là thiên thánh khí không? Hắn thấy vẻ mặt Lý Vân Tiêu mờ mịt, liền cười nói. Nói thiên thánh khí, đó là khi một giới sinh ra, sẽ đồng thời sinh ra thánh khí, cùng toàn bộ một giới liên hệ với nhau, nói trắng ra nó là do giới lực ngưng thành. Nếu lực lượng của thiên thánh khí hoàn toàn bộc phát, trừ khi ngươi có lực lượng chống lại một giới, bằng không chỉ có con đường chết. Lý Vân Tiêu nghe mà hai tay đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Ma chủ cường đại như vậy, lúc trước chư vị đại nhân phong ấn cùng phân thây hắn như thế nào? Linh Mục Địch thở dài một tiếng, tựa hồ việc lúc trước để cho hắn cực độ bi thống, sau một lúc mới nói. Không chỉ ma giới mới có thiên thánh khí, thiên vũ giới chúng ta cũng có thiên thánh khí. Giới thần bia của ngươi là thiên thánh khí của thiên vũ giới. A, à, Lý Vân Tiêu thoáng cái dại ra, há to mồm, trong đầu trống rỗng, như là máy móc hỏi. Nhưng giới thần bia này, uy lực cùng lục đạo ma binh. Linh Mục Địch nói, đó là bởi vì giới thần bia ở trong phong ma chi chiến bị hỏng, hơn nữa thiên địa mất đi thập phương quy tắc, cũng trực tiếp dẫn đến lực lượng của giới thần bia giảm xuống, có khả năng chém ra giới lực cũng cực hạn ở cửu giai quy tắc. Lý Vân Tiêu nói, ta vẫn không hiểu, mặc dù chỉ có cửu giai quy tắc chi lực, vậy cũng không chỉ có lực lượng như bây giờ a. Linh Mục Địch nói, ngươi chỉ là tu bổ giới thần bia mà thôi, nhưng khí linh có thể làm cho thần bi phát ra uy lực lớn nhất từ lâu đã không còn. Khí linh, thứ này còn có khí linh. Lúc này Lý Vân Tiêu mắt choáng váng nói, khí linh nên đi nơi nào tìm? Linh Mục Địch lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng nếu giới thần bia xuất thế một lần nữa, phong ấn ma chủ cởi ra, người chung quy có một ngày sẽ tìm về khí linh. Lý Vân Tiêu trầm mặc, Linh Mục Địch nói những tin tức này quá lớn, để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Ta có một chuyện vẫn không rõ, trước đây sao không trực tiếp đánh chết ma chủ đế, lại đi phân chia trấn áp. Đó là bởi vì bản thân ma chủ đế là một thông đạo liên kết hai giới. Linh Mục Địch chậm rãi đem đáp án khốn nhiễu Lý Vân Tiêu mấy năm nói ra. Hai giới thông đạo. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lập tức hiểu then chốt trong đó, thất thanh nói. Cái này thật khó tiếp thu a. Linh Mục Địch ngưng thanh nói. Đích xác rất khó tiếp thu, nhưng sự thực là như thế. Lúc trước nếu triệt để đánh chết ma chủ, như vậy ma giới thông đạo sẽ trực tiếp mở ra, vô số ma quân cùng ma sát phủ xuống, loại tràng diện này rất khó tưởng tượng. Sợ là cả thiên vũ giới sẽ bị hủy triệt để. Lý Vân Tiêu thất kinh, vô số mồ hôi lạnh từ trên người xông ra. Linh Mục Địch than thở. Nhưng mặc dù thông đạo hai giới đang ở trên người ma chủ, bị phân chia trấn áp, nhưng giữa hai giới vẫn tồn tại một cái khe. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cả kinh nói. Ta hiểu được, thiên đãng sơn mạch là cái khe đó. Khi ta đạt được Phượng Hoàng thần hỏa, đã từng bám vào trên người Phượng Hoàng gặp qua thượng cổ chi chiến, Phượng Hoàng đánh bại hắc diễm hung hồn sát. Nga, có sự tình bực này. Linh Mục Địch kinh ngạc nói. Vậy khó trách, quả nhiên từ thượng cổ thì nảy lên, có ma xâm lấn. Thiên đãng sơn mạch đích thật là cái khe của hai giới, may mà lúc trước chỉ có hắc sát đê giai tiến nhập, đồng thời bị diễn thần đại nhân phong ấn. Xem ra cái khe ở thiên đãng sơn mạch cũng là khi mạnh khi yếu a. Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại thiên vũ giới không tồn tại thần cảnh, nếu để cho ma giới thông đạo mở ra, vô số ma quân phủ xuống, chẳng lẽ không phải chỉ có thể mặc cho người xâm lược sao? Linh Mục Địch nói, không kém bao nhiêu đâu,
cho nên thông đạo nhất định không thể mở, Thiên Đãng sơn mạch phong ấn cũng không thể phá. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một trận đau đầu, trong lúc bất chợt cười hắc hắc nói. 10 vạn năm trôi qua đều không có sự tình, lại qua mấy trăm năm khẳng định cũng không thành vấn đề, chờ sau khi ta chết, tạm gác lại cho hậu nhân giải quyết đi. Ha ha, hậu nhân. Linh Mục Địch cười như không cười nói. Ngươi là chủ nhân của giới thần bia, tất cả phong ấn lúc trước bị phá ra, tất cả đều có số mệnh, ngươi nghĩ có thể kéo dài tới mấy trăm năm sau sao? Lý Vân Tiêu nói. Dù vậy, trời sập còn có vóc cao gánh, dù sao thánh vực cùng hóa thần hải cũng phải đứng ra gánh đi, không tới phiên ta quan tâm. Linh Mục Địch nói. Ha ha, ngươi nghĩ thật tốt. Lý Vân Tiêu. Chấm. Hắn chỉ cảm thấy một trận lo lắng nói. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Linh Mục Địch không chút nghĩ ngợi nói. Đem tất cả ma chủ phân thân trấn áp trở lại. Trấn áp, làm sao trấn áp? Lý Vân Tiêu khó chịu nói. Đừng quên trên người ta còn có đại lượng ma nguyên, hơn nữa trong cơ thể còn phong ấn thông đạo ma chủ phổ đào sinh. Được rồi, phổ cùng đế có quan hệ gì? Linh Mục Địch nói. Hai người này đích xác rất có ý tứ. Lúc trước ma chủ tên là đế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhóm lớn thần cảnh cường giả của thiên vũ giới vẫn lạc. Về sau chẳng biết tại sao, đế ở thiên vũ giới lâu, vậy mà sinh ra một tia thiện niệm, dần dần có vài nhân cách phân liệt ra, cuối cùng từ trong thân thể phân chia ra một nửa, đó là phổ. Lý Vân Tiêu. Chấm, cái này cũng có thể. Linh Mục Địch nói. Đừng quên, quá trình ma quân sản sinh, vốn là không ngừng thôn phệ. Ngàn ngàn vạn vạn vô số ma sát mới có thể sinh ra một ma quân. Toàn bộ ma giới có bao nhiêu ma quân ta không biết, nhưng nhất định sẽ không nhiều. Hắn tiếp tục nói. Lúc phổ bị phân liệt ra, tính cách hai người hoàn toàn phân minh, nhất thiện nhất ác, tương hỗ xem không vừa mắt, ở thiên vũ giới đại chiến. Lúc đó mọi người miễn bàn cao hứng biết bao nhiêu, ước gì bọn họ đồng quy vô tận. Nhưng thực lực của hai người tương xứng, giao đấu nhiều năm cũng không chia ra thắng bại. Toàn bộ thiên vũ giới bị phá hư. Hơn nữa ở trong lúc này, hai người thiện ác chi niệm cũng không có cực đoan như vậy, bắt đầu bình thường hóa phát triển. Bình thường hóa? Lý Vân Tiêu không hiểu hỏi. Linh Mục Địch nói. Đó là đế cũng không có quá tà ác, phổ cũng không có quá thiện lương, như vậy sẽ không có chấp niệm đối lập, nên ngừng chiến. Lại về sau, hai người bị phân biệt đánh bại, đế vô cùng tà ác, bị phân thây trấn áp, phổ lại bị phong ấn ở Nam Vực. Để phong ấn ma phổ, có thể nói tập trung toàn bộ linh khí Nam Vực, cái này mới đưa đến hiện tại Nam Vực linh khí khô kiệt, lúc trước trong tứ vực, nó là vực cường đại nhất a. Lý Vân Tiêu nói. Nói như thế, Nam Vực phong ấn chi địa ta còn đi không được. Hắn cùng với Kỳ Thắng Phong có ước định, nên vẫn dự định đi Nam Vực phong ấn chi địa. Linh Mục Địch cau mày nói. Phong ấn là trăm triệu lần không được động, nhưng làm ta không hiểu là... Sao ngươi lại có thể vào được nội bộ thông đạo phong ấn a? Lý Vân Tiêu cũng nghi hoặc không thôi, từ khi đạt được Hải Hoàng Ba Gia huyết mạch, ma chủ phổ mới xuất hiện ở trong cơ thể của mình, sợ là Ba Gia cùng ma phổ có liên hệ cực lớn. Linh Mục Địch nói, những thứ này tạm thời mặc kệ, việc cấp bách của ngươi là để thăng lực lượng của mình. Nghe Hồng Nguyên Thạch này mặc dù là ở ma giới cũng rất khó được, một khi xuất hiện sẽ dẫn tới tinh phong huyết vũ, vô số ma quân tranh đoạt. Ngươi nếu tu luyện ma công, có thể hảo hảo lợi dụng nó. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nghe Hồng Thạch ma tính quá mạnh mẽ, mặc dù là đại nhân cũng bị ảnh hưởng tâm tính, không có thể khống chế, ta sao có thể nắm trong tay. Linh Mục Địch cười nói. Đó là bởi vì ngươi ta tiếp xúc Nghe Hồng Thạch không phải tinh thuần, phía trên sớm bị ma chủ ô nhiễm. Mà khối Nghe Hồng Thạch này là nguyên thạch thuần túy, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Hắn đưa nguyên thạch tới. Lý Vân Tiêu nhận lấy, ở trong tay ước lượng vài cái nói. Làm sao dùng, ta cũng không thể cầm nó đi đập người a. Linh Mục Địch nói. Ngươi có khả năng đem nó luyện chế thành binh khí, trình độ kiên cố của nó thậm chí có thể so sánh với thần luyện thép. Về phần bên trong ẩn chứa băng sát tâm diễm, sau khi được ma nguyên dưới lực lượng vào, thì càng không cần ta nói. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ lên. Linh Mục Địch nói. Luyện hóa vật ấy cần dùng ma nguyên, ngươi thử xem đi. Hảo! Lý Vân Tiêu lên tiếng, liền bắt đầu dùng ma nguyên lực luyện Nghe Hồng Nguyên Thạch. Hắn vốn là thuật luyện sư đỉnh phong,
luyện chế bảo kiếm là không nói chơi. Khi ma nguyên lực dưới vào Nghê Hồng Thạch, có một cổ lực lượng khiến lòng người run sợ truyền ra, mắt chăm chú nhìn lại, trong thạch mơ hồ có tâm diễm màu trắng nhảy lên. Linh Mục Địch ở một bên lẳng lặng nhìn, trên mặt đã khôi phục thần thái bình tĩnh. Hắn đem tất cả việc về ma giới nói ra, tựa hồ giống như đem một phần trách nhiệm từ 10 vạn năm trước truyền tới hiện tại, khóe miệng không khỏi hơi vung lên. Lý Vân Tiêu hết sức chuyên chú rèn luyện bảo kiếm, Nghê Hồng Nguyên Thạch này tựa hồ khá có linh tính, sau khi bị ma nguyên lực của hắn dưới vào, trong lòng có một loại cảm giác rõ rệt hiện lên, giống như tâm ý tương thông. 3 ngày sau, một thanh trường kiếm ở trên không trung lượn vòng, trên thân kiếm in một đóa hoa nhỏ màu trắng, tâm diễm như ẩn như hiện, phương viên vài dặm đều bị bao phủ trong một luồng nhiệt hỏa. Hai tay của Lý Vân Tiêu ở trước người bấm niệm thần chú, trên da tràn đầy ma văn đen nhánh, từ tay trải rộng đến gót chân, song đồng cũng hóa thành màu đen kịt thuần túy, từng vòng câu ngọc ở bốn phía con ngươi hiện lên. Hắn giơ tay lên, ngũ chỉ hư nắm. Nghê Hồng ma kiếm ở trên không trung vòng vo mấy vòng liền hạ xuống, trực tiếp ẩn vào trong lòng bàn tay của hắn. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay của mình sinh ra một đóa hoa nhỏ màu trắng, theo ma văn thối lui, đóa hoa nhỏ bạch sắc cũng dần dần trong suốt, cho đến biến mất. Linh Mục Địch bước lên phía trước hỏi. Thế nào rồi? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không tệ. Hai người nhìn nhau cười, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, thoáng cái xuất hiện ở ngoài giới thần bia, trong ám kim kỳ trận pháp. Kim ba của đại bi mộ vân cảnh cuộn trào mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ có thể gánh, năng lực chịu đựng tựa hồ trên Lý Vân Tiêu dự tính. Sa Vưu nói, cái này phải chờ tới khi nào, lấy cái nhìn của ta, hiện tại có thể xuất thủ, tập hợp lực lượng của mọi người chúng ta, thiên địa này không gì không phá được. Lý Vân Tiêu nhìn Linh Mục Địch, tựa hồ trưng cầu ý kiến của hắn. Linh Mục Địch nói, động thủ đi, đại bi mộ vân cảnh này có bảo vật sắp xuất thế, muốn chờ tới nó thừa nhận cực hạn, trời mới biết là lúc nào. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, tốt, mọi người y theo an bài, xuất thủ một lượt đi. Tất cả mọi người đứng lên, tâm tình tăng vọt, ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, đã sớm không nhịn được. Khí thế trên người bộc phát ra, vậy mà hình thành từng đạo cương khí chấn đi ra ngoài, toàn bộ không gian cực kỳ bất ổn. Không chỉ có bọn họ không nhịn được, đám người ân trì ở phía ngoài tâm tình đều có chút táo bạo lên. Bốn phía ám kim kỳ sóng gợn càng ngày càng nhanh, không có dấu hiệu biến mất chút nào. Hơn nữa ân chỉ cùng cảnh thất là siêu phàm nhập thánh, đối với thiên đạo lĩnh ngộ cực cao, luôn có một loại cảm giác xấu quanh quẩn ở trong lòng, lái đi không được. Cảnh thất rốt cục không nhịn được nói. Bổn tọa không muốn chờ đợi, ân chỉ, không bằng ta ngươi liên thủ phá vỡ kim kỳ này, kéo Lý Vân Tiêu ra ngoài giết. Ngươi điên ư, Nhuận Lung lại càng hoảng sợ, vội la lên. Nếu các ngươi xuất thủ, kia là cứu hắn một mạng. Cảnh thất cười lạnh nói. Nhắc tới chuyện này, ta vốn đã không tin, nhưng thấy các ngươi nói như tin chắc, ta mới ôm thái độ thử nhìn một chút, hiện tại hiển nhiên là không được. Nhuận Lung cười lạnh nói. Không được, từ khi bổn tọa xuất đạo, liền chưa có người từ trong kim kỳ trốn qua, nếu không tin, sao lúc đó lại tìm tới chúng ta? Ta là tuyệt sẽ không để cho ngươi động cơ này. Trong mắt cảnh thất phun ra sát khí, làm mấy người Nhuận Lung kinh sợ lùi lại mấy bước. Đều tức giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Cảnh thất cười nhạo nói. Muốn làm cái gì không phải do ngươi? Hắn thoáng cái bay lên trời, gương mặt trẻ tuổi từ từ dữ tợn, trên người bắt đầu hiện lên thi ban. Đột nhiên ân chỉ kêu lên. Dừng tay, mau nhìn phía dưới, hình như có biến hóa. Mọi người vội vàng đem ánh mắt nhìn xuống, sóng gợn bốn phía kim kỳ dị thường kịch liệt, lúc này càng thêm sôi trào. Ánh sáng màu vàng kia không chỉ dọc theo nước biển kích động, hơn nữa không ngừng chấn lên. Sắc mặt Nhuận Lung đại biến, loại tình huống này hắn chẳng bao giờ gặp qua, cả kinh nói. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trên kim kỳ đột nhiên phát sinh kim quang kịch liệt, thân kỳ run rẩy, ầm ầm một tiếng, toàn bộ biển rộng trong nháy mắt nổ tung. Kim mang mênh mông vô biên, như là đập lớn vỡ đê. Lực lượng kinh khủng nhằm bốn phương tám hướng. Nước biển trong phương viên vài dặm trong nháy mắt trưng lại, toàn bộ thiên địa cũng bao phủ dưới một mảnh kim mang kia, giống như thái dương bị nổ tung. Trên bầu trời mười mấy tên cường giả trưởng khống kim kỳ, có vài tên vừa bước vào cao giai vũ đế cường giả,
trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Nhuận Tông cũng tránh không kịp, bị chấn ra long thân, bay thẳng ra mấy trăm trượng. Lân giáp đều bóc ra, một thân huyết nhục mơ hồ, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía dưới. Hai gã hộ vệ ở sau lưng Nhuận Lung bị chấn chết tại chỗ, ngay cả hổ kình ở trong biển cũng bị kim quang vắt nát bấy, máu trực tiếp hóa khí, vô số xương bể thịt nát bay ngang. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Nhuận Lung hoảng sợ kêu lên, trong một mảnh ánh vàng kia, làm mắt hắn khó mở, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Hừ, còn có thể là chuyện gì, phá kỳ quả nhiên áp không chế được Lý Vân Tiêu. Thanh âm của cảnh thất lạnh như băng truyền đến, hừ nói. Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, vẫn là chúng ta xuất thủ mới được. Nội tâm Nhuận Lung kinh hoàng so với kim quang kia càng thêm mạnh, muốn nói có người có khả năng phá vỡ kim kỳ, đánh chết hắn cũng không tin, nhưng bạo tạc trước mắt lại chân thật như vậy a. Kim quang kia từ từ tản ra, xuyên thấu qua tia sáng lân lân, Nhuận Lung mơ hồ có thể thấy được, ở trên bầu trời biển rộng đứng một đoàn người. Mỗi người đều là mặt mang châm chọc, hai tay ôm trước ngực, một bộ chẳng đáng cùng cười nhạo. Không chỉ Nhuận Lung, ngay cả đám người cảnh thất cũng chấn động mãnh liệt. Biết những người trước mắt này là cường giả trong thánh khí của Lý Vân Tiêu. Đồng tử của cảnh thất co lại, trong con người bắn ra hàn ý, nhìn chằm chằm Sa Vưu. Ở trong 81 đại trận, chính là người này kéo mình, thành tích mới có thể kém như vậy. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, những người trước mắt này tuyệt đại đa số đều là cửu tinh đỉnh phong cường giả, còn sót lại mấy người cũng là cao giai vũ đế. Sắc mặt Ân Trì cũng ngưng trọng, bất quá may là nhân số của bọn họ chiếm ưu thế, hơn nữa bất luận là siêu phàm nhập thánh hay vũ đế đỉnh phong, kể cả cao giai vũ đế, ở trên số lượng đều áp chế đối phương. Chi, sư phụ, người đây là đắc tội với ai? Lý Vân Tiêu đem hai tên đồ đệ của mình cũng gọi ra, ở trong giới thần bia không ngừng dùng thiên tài địa bảo cùng các loại hoàn cảnh ác liệt rèn luyện, lúc này hai người đều bước chân vào cao giai vũ đế. Hách Liên Thiếu Hoàng vừa ra vốn cho là có khả năng đại triển thân thủ, nhưng vừa nhìn lại, khuôn mặt liền tái rồi, ngoại trừ vài tên thất tinh vũ đế ra, có hơn 40 khí tức cùng uy thế đều trên hắn. Mạc Tiểu Xuyên so với Hách Liên Thiếu Hoàng mạnh hơn vài phần, nhưng cũng chỉ là bát tinh trung giai vũ đế, đồng dạng trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau đó nhìn bên người mình, càng giật mình không thôi, chẳng biết sư phụ mình khi nào chiêu mộ nhiều đồng bọn cường đại như vậy. Hai người nhìn nhau một cái, ngoại trừ cười khổ ra, nội tâm càng có một loại cảm giác cấp bách. Thảo nào hồi lâu không thấy sư phụ triệu hồi bản thân ra, nguyên lai là thực lực quá kém, trong mắt hai người đều lóe lên xấu hổ. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra được hai người quẫn bách, cười nói. Không cần tự coi nhẹ mình, phải kiên trì không ngừng đi về phía trước, sớm muộn gì cũng có thể đặt chân lên đỉnh phong. Dạ, cần tuân sư phụ giáo huấn. Hai người đều vội vàng hành lễ, khiêm tốn ứng tiếng nói. Linh Mục Địch nói, đệ tử của ngươi sao? Thiên tư không tốt, có thể đi đến bây giờ đã rất tốt, nhưng tương lai. Hách Liên Thiếu Hoàng ngẩng đầu nhìn Linh Mục Địch, không chỉ nhìn không thấu thực lực, ngay cả niên linh của đối phương cũng nhìn không thấu, chẳng qua là cảm thấy dị thường trẻ tuổi. Lý Vân Tiêu nói, nếu có cơ hội, mong Mục Địch đại nhân chỉ điểm hai người bọn họ một chút. Linh Mục Địch cười nói, có ngươi là đủ rồi. Dừng một chút lại nói, nếu có cơ hội, ta sẽ lưu ý. Lý Vân Tiêu đại hỉ, vội nói, còn không mau cảm ơn Mục Địch đại nhân. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hách Liên Thiếu Hoàng là gương mặt phiền muộn, cũng không biết người trước mắt là ai, nhưng không dám chống lại ý chỉ của Lý Vân Tiêu, vội vàng bái nói. Đa tạ Mục Địch đại nhân. Mấy người nói cười cười, chấn định như thường. Hoàn toàn không có đem nguy cơ trước mắt để vào mắt, làm cho sắc mặt đám người Ân Trì cùng cảnh thất càng khó xem, tức giận không ngừng dâng lên. Ân Trì lăng không nói. Có thánh khí là một sự tình khiến người hướng tới a, bên người vậy mà ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, nhưng đây đã là toàn bộ lá bài tẩy của ngươi đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Phải mà cùng không phải, nhưng đây không trọng yếu. Trọng yếu là bản thiếu nghĩ bọn họ có thể ứng phó việc trước mắt. Lời của hắn nói nhẹ nhàng, để cho nội tâm Ân Trì cực độ bất an cùng khó chịu. Mặc dù nhân số bên mình chiếm thượng phong, nhưng nếu thật đánh nhau, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, sợ là lánh đời tông môn mấy nghìn năm qua gặp phải trận chiến mạnh nhất. Nếu đối phương chỉ có những người này, đánh cũng không sao, tử thương thảm trọng một chút,
cuối cùng vẫn có thể thắng. Nhưng nếu những người này chỉ là tiên phong mà nói, chuyện về sau hắn hầu như không dám tưởng tượng, nếu đánh tới cuối cùng lại ra một nhóm cường giả như vậy nữa, không chỉ những người mình toàn diệt, đối phương tức giận tìm tới tông môn, sợ là tông môn cũng theo đó diệt phong. Cảnh Thất nói, không cần lo lắng quá nhiều, những người này 8-9 phần là toàn bộ lực lượng. Thử nghĩ toàn bộ thiên vũ giới cũng không có bao nhiêu cao thủ, có thể tụ tập những người này cũng đã là kỳ tích, tuyệt đối không thể còn có cường giả ẩn giấu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tuy rằng Cảnh Thất nói chúng, nhưng chỉ cần hắn không tỏ vẻ, đối phương liền thủy chung kiêng kỵ. Lúc này trong giới thần bi chỉ còn lại Diệp Phàm, Viên Cao Hàn, Đoàn Việt, Nhạc Cửu Lâm, Đinh Linh Nhi, còn có Côn Ngô thần thụ hóa thân Tiểu Ngô. Đoàn Việt cùng Nhạc Cửu Lâm vừa đột phá đến sơ giai vũ đế, ở chỗ này không chịu nổi một kích. Diệp Phàm thì bế quan đã lâu, không có thể nhúc nhích. Đinh Linh Nhi thực lực quá kém, đồng thời còn chưa ra khỏi bi thống. Viên Cao Hàn tuy rằng tinh thần công kích rất mạnh, nhưng thực lực cùng phòng ngự cực yếu, không muốn để cho hắn ra đây mạo hiểm. Còn lại Tiểu Ngô, chỉ có thể làm sủng vật mà thôi, hoàn toàn không có chiến lực. Có thể nói toàn bộ giúp đỡ của Lý Vân Tiêu đều đã bày ra. Tuy rằng trên mặt hắn bất cần đời, nhưng nội tâm cũng dị thường cảnh giác. Ngoại trừ những địch nhân trước mắt này ra, còn có thiên nhân cường đại dị thường, mơ hồ không rõ, chẳng biết người ở chỗ nào, cũng không biết có ra tay hay không. Mà thiên nhân muốn một vật ở trên người mình, bày cửu thiên thập địa trận, hầu như dốc toàn bộ lực lượng của thiên minh, hơn phân nửa là ở phụ cận, nếu tình thế kém, tất nhiên sẽ xuất thủ. Điểm ấy mới là chỗ hắn lo lắng nhất, những người trước mắt này mặc dù số lượng chiếm ưu thế, nhưng phương mình vẫn có thể ứng đối. Ân Chỉ nói, ta cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc Mục Trang cùng người này giao tình không cạn, bằng không Mục gia lại phái người đến liền vạn vô nhất thất. Cảnh Thất từ lâu không nhịn được, quát. Giết! Nhất thời tất cả người thiên minh đều lấy ra huyền khí, cẩn thận từng bước bước tới. Lý Vân Tiêu kêu lên. Thủy Tiên! Thủy Tiên lập tức hội ý, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, một mảnh kim quang ở trên người nàng hiện lên, bắt đầu triệu hoán thâm hải cự thú. Nhuận Lung cùng Nhuận Tông ở phía xa sửng sốt, nhìn Thủy Tiên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thân thể Nhuận Tông tràn đầy vết thương đột nhiên chấn động, kinh sợ nói. Công chúa, nàng là công chúa Điện Hạ. Nhuận Lung cũng tỉnh ngộ lại, hắn cũng đã từng thấy qua Thủy Tiên, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra, liền cả kinh nói. Tứ Hải công chúa. Ân Chỉ hơi quay đầu, cau mày nói. Có ý tứ gì? Nhuận Lung vội nói. Nàng kia chính là Tứ Hải công chúa, Hải Hoàng đại nhân chi nữ, nghìn vạn lần không tổn thương được. Người thiên minh đều thất kinh nhìn Thủy Tiên. Ân Chỉ cũng sửng sốt nửa ngày, lúc này mới nói. Không nên tổn thương cô bé kia, người còn lại đều giết. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Chỉ bằng những lời này của ngươi hôm nay, bản thiếu tất diệt Bích Lạc Tông. Hàn ý trên người của hắn theo nhãn quang ngưng mắt nhìn đi, trong lòng Ân Chỉ không khỏi chấn động mãnh liệt, sinh ra cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ. Sắc mặt Ân Chỉ dị thường ngưng trọng, biết đã là cục diện ngươi chết ta sống, nếu không có thể giết chết Lý Vân Tiêu, vậy liền phiền phức lớn, nhất thời hai mắt trầm xuống, sát ý như thực chất, vô cùng kiên định. Lý Vân Tiêu nói, Lão Long, Cảnh Thất giao cho ngươi, Bắc Quyến Nam đại nhân, Ân Chỉ giao cho ngươi, kéo hắn nửa canh giờ, có thể làm được không? Bắc Quyến Nam nói, yên tâm đi. Lý Vân Tiêu nói, rất tốt, để cho Tuần Thiên Đấu Ngưu trợ giúp ngươi. Người còn lại theo ta trước quét sạch Lâu La. Tất cả mọi người dùng mình, nhiệt huyết ở trong người sôi trào. Hơn 40 cao giai vũ đế, trong đó có 12 vũ đế đỉnh phong cường giả, ở trong miệng Lý Vân Tiêu chỉ là Lâu La, không khỏi hào khí can vân. Lúc này trên bầu trời xa xăm, theo Thủy Tiên triệu hoán, không ngừng hiện ra bóng đen to lớn, từng con thâm hải cự thú vượt không mà đến. Đó là cái gì? Tất cả mọi người run lên, kinh hãi nhìn lại, lại có hơn 10 con thâm hải cự thú, trong miệng phát ra thanh âm lẩm bẩm cổ quái. Nhuận Lung cùng Nhuận Tông trực tiếp trợn tròn mắt, há to mồm, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Sắc mặt Cảnh Thất trầm xuống, quát. Hải Hoàng chi nữ cũng giết. Thân ảnh hắn lóe lên liền bay đi, muốn đánh chết Thủy Tiên. Không. Nhuận Lung sợ hãi giống một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy giận dữ, hóa ra bán long chi thân, đen kịt không gì sánh được, lăng không dương nanh múa vuốt.
nhưng thực lực của hắn không đủ, hơn nữa cách nhau quá xa, căn bản không kịp cứu viện. Chú cháu hai người đều kinh sợ không thôi, nếu Tứ Hải công chúa ở trước mắt mình thụ thương, phần trách nhiệm này thật sự là quá nặng rồi. Hai người còn nghĩ, trước đem Lý Vân Tiêu vây trong kim kỳ, may mà phá kỳ trốn thoát, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Suy, ở trong nháy mắt cảnh thất khẽ động, thân ảnh của Sa Vưu cũng tiêu thất, một kiếm trực tiếp chém qua, trực tiếp bổ ra Hải Thiên. Bên cạnh cái khe có nhân ảnh lóe lên, cảnh thất hiện ra, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Sa Vưu. Thù mới hận cũ có khả năng cùng tính một lượt. Sa Vưu cười hắc hắc nói. Trước chỉ là chơi với ngươi mà thôi, lần này liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hai tay hắn cầm kiếm, kiếm thế bỗng nhiên chém xuống. Suy, hai đạo kiếm cương thật lớn ở trên không trung đan vào nhau, như là gió thu, quét ngang đại địa, tựa hồ muốn càn quét sạch hơn 10 người trước mắt. Thật mạnh, nội tâm cảnh thất trầm xuống, chính như Sa Vưu nói, ở trong Vân Thê đại trận, đối phương vẫn chưa chăm chú xuất thủ, chỉ là không ngừng can thiệp cùng quấy rầy bản thân, không cho bản thân phá trận mà thôi. Lúc này hai kiếm chém ra, liền minh bạch rõ ràng, thực lực người này không thua kém mình. Kiếm cương oai hắn căn bản không dám ngạnh kháng, thân ảnh ở trên mặt biển đạp liên tục mấy bước, độn khai ra mấy dặm, hắn hét lớn một tiếng, hóa thành dáng dấp thi sát, tay như hai lưỡi dao sắc bén vỗ xuống. Ầm ầm, hai tay chấn ở trên kiếm cương, nhất thời kích ra kiếm phong vô biên, từ trên người cảnh thất nổ lên, xông thẳng tới chân trời. A à, cảnh thất ở trong kiếm cương giống to không ngớt, lông toàn thân dựng thẳng lên, mắt muốn nứt ra. Phía sau hắn hiện ra kim quang, mọc lên một bộ quan tài màu vàng, bên trong bắn ra một đạo quang mang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Sa Vưu, hai tay trực tiếp vỗ tới. Chính là thần sát thi khôi, sắc mặt thanh tú, so với cảnh thất càng giống người hơn. Sa Vưu cũng giống lớn, thân thể hóa long, vùng đuôi trực tiếp quét tới. Phanh! Long vĩ đánh vào song trưởng của đối phương, Sa Vưu chỉ cảm thấy phần đuôi bị lực lượng khổng lồ ngăn cản. Thân thể của mình trực tiếp bị đánh văng ra, ở trên không trung chợt đi mấy trăm trượng mới dừng lại được. Thật mạnh! Trong lòng hắn giật mình, vạn phần cảnh giác, lực lượng của thần sát thi khôi này còn trên cảnh thất. Về phương diện khác, Bắc Quyến Nam cũng trực tiếp xuất thủ, cùng Tuần Thiên đấu như một tả một hữu công kích tới Ân Trì. Hai người một trầm ổn một phiêu giật, một chậm một nhanh, hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau, nhưng thực lực đều hùng hồn, mỗi một chiêu tuyệt không dây dưa. Hơn nữa đây đó tựa hồ rất có ăn ý, công kích liên miên bất tuyệt, tương hỗ bù tổn hại. Ân Trì ở dưới mấy chiêu liền bị bức lui, nội tâm kinh hãi không thôi. Xa xa người Thiên Minh gặp hai tông chủ đã xuất thủ, cũng đều lao lên. Lấy nhân số cùng thực lực của bọn họ, đủ để quét ngang đối phương. Mọi người đang định xuất thủ, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản, tất cả mọi người sửng sốt một chút, không khỏi trông lại. Chỉ thấy nửa khuôn mặt của Lý Vân Tiêu dữ tợn không gì sánh được, kinh lạc chạy đầy khuôn mặt, trong hai tròng mắt một mảnh tinh hồng, dị thường đáng sợ. Con người nhìn tới, trực tiếp cải thiên hoán địa, thay đổi thời không. Hơn 40 người sắc mặt đều đại biến, hoàn toàn không thấy hải đảo nữa, bản thân ở trong một mảnh tinh dạ, không có nửa điểm quang mang. Ngay cả đồng bạn cũng hoàn toàn không thấy, trong vũ trụ vô tận chỉ còn có một mình ta. Mỗi người đều vạn phần cảnh giác. Biết là chúng ảo thuật. Đột nhiên một đạo quang mang hơi yếu ở trong đêm đen sáng lên, như là một viên tinh thần, lóe ra ánh sáng nhạt, càng ngày càng mạnh. Đó là, mọi người nhìn thấy tràng cảnh đều là độc nhất vô nhị, trước sau có người thay đổi sắc mặt, cũng không phải là tinh quang càng ngày càng mạnh, mà là bởi vì tinh thần rớt xuống, cách mình càng ngày càng gần. Ảo thuật mà thôi. Tuy rằng mỗi người khẩn trương, nhưng vẫn không hoảng loạn, mà là cẩn thận công kích tới. Ở đám người linh mục địch xem ra, là hơn 40 người ở trên không trung thoáng cái dừng lại bước tiến, sau đó Lý Vân Tiêu ném đầu xuất thiên phong tới, hơn 40 người đồng thời xuất thủ, một mảnh quang mang hoa mỹ vọt lên, đánh ra các loại chiêu thức cường đại, cả thiên hải chấn động. Trong tròng mắt linh mục địch bắn ra tinh quang, uy lực của đầu xuất thiên phong hắn tất nhiên là biết đến. Ầm ầm, đầu xuất thiên phong rốt cục rơi vào trong hơn 40 đạo công kích, chấn ra khí kình kinh khủng. Như hỏa sơn phun trào, như vẫn thạch rơi vào đại địa, toàn bộ không gian sụp đổ. Phanh, phanh, phanh. Đầu xuất thiên phong hạ xuống, số lớn quang mang bị đánh bay, kia đều là một tên võ giả,
miệng phun huyết, trong nháy mắt liền trọng thương. Có mấy người ở dưới đâu xuất thiên phong, ngay cả vận khí bị đánh bay cũng không có, trực tiếp bùm bùm, toàn thân nổ lên, phấn thân toái cốt. Hoa hoa, đã nghiền, đập một cái liền chết một mảnh. Ác Linh vui vẻ kêu to, vỗ tay nói. Một lần nữa, một lần nữa, thấy chưa đã nghiền. Những thành viên thiên minh từng cái sắc mặt trắng bệch, kinh khủng không ngớt, trận chiến còn chưa đấu võ, người một nhà thương thì thương, chết thì chết, cái này còn đánh như thế nào? Lý Vân Tiêu thu đâu xuất thiên phong trở về, sắc mặt trắng bệch, thở hắt ra nói. Lên! Một cái ảo thuật vây khốn nhiều cường giả như vậy, hầu như đã tiêu hao hết tinh khí thần của hắn, lúc này đầu óc chóng mặt, nhưng thành quả là thập phần đáng mừng. Đám người ác linh trong nháy mắt liền xông tới, có người, có yêu, có thú, có con rối, đều là diện mục dữ tợn, khí thế thoáng cái nổ lên, kinh thiên động địa, cục diện cùng người thiên minh tan tác hoàn toàn tương phản. Người thiên minh đều hoảng sợ, có loại cảm giác lạnh thấu tâm, trận thế cường đại như vậy bị người một kích đánh tan, khí thế hoàn toàn biến mất. Có người vậy mà không nhịn được muốn bỏ chạy. Không cần sợ, chúng ta vẫn như cũ chiếm ưu thế tuyệt đối. Một gã cửu tinh đỉnh phong cường giả thiên minh hét lớn một tiếng, nhất thời khí thế của mọi người khôi phục lại. Tuy lánh đời tông môn không thiện giao tiếp, nhưng có thể tu luyện tới trình độ này, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tâm tính thật tốt. Có người vung tay hô lên, lập tức liền trầm ổn xuống, đón công kích mà lên. Chạy ở trước mặt nhất là huyền lôi kinh vân hống, toàn thân nó kim sắc, bộ lông dựng thẳng lên, thân thể trực tiếp hóa thành lôi điện kim sắc, như là mây vàng quyển đi. Ngũ hành linh thú. Một lão giả bận tử bào kinh hô, mày dương lên, hai tay ngưng ra một đạo kiếm cương thật lớn phóng lên cao. Suy a, toàn bộ bầu trời cùng lôi điện thoáng cái bị phách làm hai nửa. Uy thế kiếm cương không giảm hướng trong đoàn người chém xuống. Tán. Tân thần hét lớn một tiếng, trên người có vô số kim quang bốc lên, bóng người lóe lên liền tiêu thất ở trong kiếm cương, lao về phía trước. Kiếm cương uy thế rất mạnh, có mấy đạo nhân ảnh lao ra, còn có mấy người né tránh không kịp. Mạc Tiểu Xuyên, Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Hóa Tu đều là sắc mặt trắng bệch, một kiếm kia uy thế phong thiên tỏa địa, lấy tu vi của bọn họ căn bản là chạy không ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô bước ra một bước, hồ lô tiểu kim cương hét lớn một tiếng, thân thể kim trúc vậy mà nở lớn vài phần, một quyền đánh tới. Phanh! Kim trúc chấn minh vang lên, kiếm cương trong nháy mắt mở tung, hóa thành kiếm khí chi hải cực mạnh quét ngang. Hồ lô tiểu kim cương bị đánh lui mười mấy trượng, trên quả đấm có từng vòng kiếm văn kích bắn. Đám người thiếu hoàng mới từ trong một kiếm kia lấy về tính mệnh, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt phân tán ra. Nhằm về phía địch nhân thực lực cùng bản thân không sai biệt lắm. Lúc này, từ trên cao phiêu miểu nghìn dặm, bay xuống từng đạo hắc mang, kích vào trong vòng chiến. Phanh, phanh, phanh. Thâm hải cự thú đi qua thủy tiên cảm ứng, đem người thiên minh tập trung, mỗi một đạo hắc mang đều oanh tinh chuẩn không gì sánh được, có vài tên võ giả thực lực kém bị đánh phấn thân toái cốt. Hơn 10 con thâm hải cự thú gia nhập, lập tức đem thế cục cân bằng, tuy rằng nhân số vẫn chiếm hạ phong, nhưng chiến lực cao đoan lại cao hơn. Tuy rằng thâm hải cự thú công kích chậm, mỗi một chiêu đều cách rất lâu, nhưng uy lực lớn, hơn nữa điểm chết người là, những thứ này đứng ở trên hải không, người thiên minh hoàn toàn đánh không được bọn nó, chỉ có né tránh a. Toàn bộ bầu trời thập phần mất trật tự, ngàn vạn kiếm khí phụt ra, còn không ngừng có hắc mang chấn vào trong nổ lên, từng vòng linh áp cuộn trào tứ phương, nước biển trong mấy trăm dặm bị trưng một giọt không thừa. Tất cả tộc đàn Hải Dương toàn bộ phấn thân toái cốt. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở trên Hải Thiên, một mặt điều tức thương thế, một mặt quan sát tình hình chiến đấu. Có hơn 10 con thâm hải cự thú áp trận, phương mình đều là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa chỉ cần kháng trụ một đoạn thời gian, thế cục sẽ hướng bên mình. Vũ đế đỉnh phong chiến đấu là thiên băng địa liệt, tuy rằng nhân số ở hạ phong, nhìn qua bị ngược vô cùng thảm, nhưng cũng may hồ lô tiểu kim cương, tân thần, ác linh. Huyền lôi kinh vân hống đều là tồn tại thập phần khó chơi, phòng ngự mạnh gấp mấy lần đối phương, căn bản là đánh không chết. Mà vũ đế đỉnh phong, thành viên thiên minh từng cái bị diệt, đặc biệt võ giả dưới cửu tinh vũ đế, ba đạo phá giới hắc mang là cực hạn, đa số ở đạo thứ hai kích tới liền phấn thân toái cốt. Gì? Đột nhiên Linh Mục Địch ngạc nhiên kêu một tiếng, nhìn chằm chằm kiếm trong tay Mạc Tiểu Xuyên nói. Thiên Chu Đãng Ma, hắn là hậu nhân của Mạc Cảnh Châu. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động,
vội nói. Tên đệ tử này của ta chính là họ Mạc. Linh Mục Địch nói. Khó trách, phải có huyết mạch Mạc gia mới có thể khu động chuôi Thiên Chu Đãng Ma kiếm này. Nhưng ta thấy lực lượng hắn không đủ, không thể đem uy năng trong kiếm phát huy. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân ý là chỉ kiếm linh, nửa tàn hồn của chân linh thôn thiên. Nửa tàn hồn, hồn phách của chân linh thôn thiên cũng bị đánh tan sao, lúc trước là thôn thiên chi hồn hoàn chỉnh a, thanh kiếm này ở lúc ấy có uy danh hiển hách. Linh Mục Địch nói. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, nhất thời đem chuyện thanh kiếm kia đại khái giảng thuật một phen, bao quát chuyện lần trước Mạc Tiểu Xuyên bị người trong kiếm phụ thể chém ra thôn thiên kiếm linh. Linh Mục Địch trầm ngâm nói. Nói như thế. Bám vào trong kiếm này, hơn phân nửa là tiền bối của đệ tử ngươi, chỉ không biết có phải Mạc Cảnh Châu hay không. Lý Vân Tiêu vội vàng gọi Mạc Tiểu Xuyên trở về, dù sao hỗn chiến như vậy, có hay không có hắn khác nhau không lớn. Đem kiếm của ngươi cho Mục Địch đại nhân nhìn một chút. Mạc Tiểu Xuyên vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là hai tay đem kiếm đẩy tới. Linh Mục Địch tiếp nhận kiếm, tỉ mỉ đánh giá nói. Quả nhiên là Thiên Chu Đãng Ma. Thanh kiếm này là do mấy vị thuật luyện đại sư, chuyên vì chu ma mà chế tạo, trong đó có mấy trăm loại nguyên liệu quý trọng từ lâu đã tuyệt tích. Hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo quyết ấn vào trên thân kiếm, nhất thời thân kiếm thông minh, từng đạo phù văn từ bên trong bắn ra. Mạc Tiểu Xuyên thất kinh, trong mắt cũng lồi ra, hắn kinh hãi là Linh Mục Địch không chỉ biết rõ lai lịch thanh kiếm này, lại có thể đơn giản kích phát kiếm ý, điểm ấy mặc dù là hắn, cũng không có thể đơn giản làm được. Thảo nào sư phụ đối với người này cung kính có thừa, xem ra người này xác thực có lai lịch. Mạc Tiểu Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Trên thân Thiên Chu Đãng Ma kiếm dâng lên từng vòng phù văn, một bóng người mơ hồ, như ẩn như hiện chậm rãi xuất hiện. Trong mắt của Mạc Tiểu Xuyên lần thứ hai mở to, lão nhân trên kiếm này mặc dù là hắn muốn liên lạc, cũng không thể bắt tay vào làm, nhưng không nghĩ đơn giản như vậy đã bị Linh Mục Địch gọi ra. Bóng người trên thân kiếm có chút không nhịn được nói. Chuyện gì? Mạc Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Tiền bối. Bóng người kia phảng phất còn buồn ngủ, mở mắt ra, lập tức sửng sốt, nhìn chằm chằm Linh Mục Địch một hồi, nhất thời cả người run rẩy, thất thanh kêu lên. Ngươi, ngài là, Bắc Vực Chi Vương, Linh Mục Địch đại nhân. Linh Mục Địch cười nói. Ha ha, quả nhiên là Mạc Cảnh Châu, ngươi còn chưa có chết à? Tàn hồn sửng sốt nửa ngày. Nhìn Mạc Tiểu Xuyên một chút, lại nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Đại nhân ngài làm sao cũng không chết a? Mạc Tiểu Xuyên cả người đại chấn, cái tên Mạc Cảnh Châu này hắn quá quen tai, chính là Hắc Thiết Thành Mạc gia đệ nhất đại tổ tiên, ở vị trí nhất trên linh bài từ đường. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh hãi vạn phần là, lấy tổ tiên tôn sư, vậy mà đối với người trước mắt này tất cung tất kính. Linh Mục Địch nói. Nói rất dài dòng. Có thể nhìn thấy người năm đó, thật sự là cảm khái. Ta xem hồn lực của ngươi lờ mờ, phiêu hốt bất định, sợ cũng kiên trì không được bao lâu đi. Tàn hồn nhìn Mạc Tiểu Xuyên một cái, cười khổ nói. May mà Mạc gia ta rốt cục có người có khả năng kế thừa thanh kiếm này. Linh Mục Địch nói. Ta gần đây học một bộ hồn luyện chi pháp, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Mạc Cảnh Châu vui vẻ nói. Hồn luyện thuật của đại nhân. Tất nhiên cao minh đến cực điểm. Linh Mục Địch nói. Lấy trạng thái thời khắc này của ngươi, sợ là không thể ly khai kiếm, đợi sau khi đại chiến kết thúc, ta lại nghĩ biện pháp đem ngươi lấy ra. Mạc Cảnh Châu kinh hỉ, nói liên tục. Đa tạ đại nhân. Mạc Cảnh Châu kích động không thôi, nguyên tưởng rằng 10 vạn năm qua chỉ còn lại bản thân sống sót, không nghĩ gặp lại chiến hữu năm đó, hơn nữa còn có thể kéo dài tàn hồn bản thân, thoát ly Thiên Chu Đãng Ma kiếm ràng buộc. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, ở trên thân kiếm bay tới bay lui. Linh Mục Địch cười nói. Lúc này giết địch, nếu ngươi còn có tinh lực mà nói, lại giết mấy người đi. Dạ, đại nhân. Mạc Cảnh Châu kích động vạn phần, trong mắt hiện lên một tia tinh mang nói. Tiểu Xuyên, buông ra linh đài thức hải, để cho ta chế ngự thân thể của ngươi. Mạc Tiểu Xuyên vội vàng làm theo, lão nhân này cho tới nay thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh xuất hiện. Chỉ điểm bản thân tu luyện vũ đạo, nguyên bản vừa là thầy vừa là bạn, bây giờ mới biết dĩ nhiên là tổ tiên, liền không dám có nửa điểm vi phạm. Mạc Cảnh Châu thoáng cái tiến nhập trong cơ thể hắn, khí thế của Mạc Tiểu Xuyên nhất thời phát sinh biến hóa vô cùng lớn. Ha ha, đã lâu không có vui vẻ như vậy,
lần này nhất định phải giết thống khoái. Mạc Tiểu Xuyên cười ha hả, tay trái cầm Thiên Chu Đãng Ma kiếm, nhất thời có một cổ sức mạnh cuồn cuộn bay ra. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đồng thời vui vẻ nói. Là Bắc Quyến Nam, còn có thanh nghiêu của đại nhân ngài. Một cổ nhiệt huyết ở trong người chảy xuôi, thậm chí không nhịn được có nước mắt lưng tròng, Mạc Tiểu Xuyên lau nước mắt, cuồng tiếu mấy tiếng, trực tiếp nhảy vào trong vòng chiến. Một đạo khí tức kinh khủng từ trên thân Thiên Chu Đãng Ma kiếm bay lên, ở trên không trung hóa thành thôn thiên cự thú, rít gào lao xuống. Người Thiên Minh càng đánh càng kinh hãi, nội tâm không ngừng lo nghĩ, hiện tại lại ra một người điên, kiếm uy kia trùng trùng điệp điệp, như hoang cổ mãnh thú phủ xuống, khiến người khiếp sợ. Rất nhiều người Thiên Minh vội vàng nhìn xa xa, tuy rằng hai tông chủ siêu phàm nhập thánh hơi chiếm ưu thế, nhưng lại bị người cuốn lấy, căn bản phân không ra. Bắc Quyến Nam cùng Ân Chỉ đấu kiếm, thân ảnh của hai người hầu như không thể công nhận, chỉ có kiếm ảnh đầy trời không ngừng bắn ra, mặc dù là tuần thiên đấu nghiêu cũng chen vào không lọt, chỉ có thể đạp thanh quang võng lộ, bắn xuyên qua tàn ảnh, đối với Ân Chỉ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Ân Chỉ càng đánh càng kinh sợ, tuy rằng lực lượng của đối phương bị bản thân áp chế, ở dưới kiếm khí đầy trời, thân thể đối phương sớm bị chém trúng mấy trăm kiếm, vết thương chồng chất nhưng thủy chung không chết. Ngay cả trên mặt chúng một kiếm, bị đâm ra lỗ thủng, nhưng một giọt huyết cũng không có, vẫn như cũ chiến ý không giảm, một kiếm tiếp một kiếm chém ra. Càng làm cho hắn kinh hãi không thôi là, trong kiếm mang của Bắc Quyến Nam, mỗi lần đều mang theo lục mang hoa mỹ, hết sức đẹp mắt. Nhưng trực giác võ giả lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy trình độ nguy hiểm của lục mang càng hơn kiếm khí, không dám mạo muội đụng vào. Hơn nữa tuần thiên đấu nghiêu như pho tượng đứng ở bên cạnh giống gọi, kỳ thực mang đến cho hắn ảnh hưởng cực lớn, mỗi lần thi triển toàn lực muốn đem Bắc Quyến Nam giết chết, thì con trâu kia liền vọt tới, hai người cơ hồ đều là bất tử thân khu, cộng thêm kiêng kỵ lục mang, sau khi giao đấu hơn ngàn chiêu, liền biến thành trạng thái rằng co không dứt. Bên kia Sa Vưu lại không có vận khí tốt như vậy, bị cảnh thất cùng thần sát thi khôi bức bách, càng đánh càng yếu. Nếu không phải hắn có chân long pháp thân cường hãn, sợ là sớm bị đánh tan, dù vậy, long lân trên người bắt đầu xuất hiện thi ban, đồng thời đang dần khuếch trương. Bồn tọa với hai con cương thi các ngươi liều mạng. Sa Vưu chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất không gì sánh được, lửa giận ngập trời, một kiếm chém ra Thiên Điệp Phong, một kiếm chém ra Bất Lạc Trần, hai đạo kiếm ý vô biên vô tận, trùng trùng điệp điệp đẩy đi. Cảnh thất cùng thần sát thi khôi đều lui ra, ở dưới song kiếm oai. Mặc dù là hai người cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng Sa Vưu đánh ra song kiếm xong, nhất thời yếu thế, miệng to thở hổn hển, ngay cả cưu Sa Huyền Vũ độc trên vảy rồng cũng áp không chế trụ được, cấp độ khuếch tán bắt đầu nhanh hơn. Lý Vân Tiêu vội nói. Xin đại nhân lược trận, ta đi trợ giúp Lão Long giúp một tay. Linh Mục Địch nói. Vẫn là ngươi lược trận đi, ta đi trợ giúp hắn. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút. Trong mắt hiện lên kinh hỉ, dù sao lấy thân phận địa vị của Linh Mục Địch, rất ít khi nguyện ý xuất thủ. Linh Mục Địch cười nói. Ngươi mới là chủ tướng. Thân ảnh hắn lóe lên, liền xông vào vòng chiến, trực tiếp xuất hiện ở phía sau thần sát thi khôi, một trưởng đánh tới. Trưởng thế kia hiện ra một mảnh tinh vân, lấp lánh vô số ánh sao, như tinh không vô tận sán lạn. Thần sát thi khôi vội vàng xoay người, trong miệng phun ra một đoàn khí thể bạch sắc. Song trưởng cũng đánh ra. Phanh! Trưởng lực chấn động, hai người đều bị đẩy lùi, độc khí cũng tản ra, đem Linh Mục Địch cháo vào. Linh Mục Địch từ trong khói trắng đi ra, đầy người trải rộng thi ban, hắn nhẹ nhàng run thân, những thi ban kia đều tán đi. Sắc mặt cảnh thất đại biến, lộ ra cực độ khiếp sợ, thần sát thi khôi không có bao nhiêu linh thức, nhưng mà đồng tử cũng co lại. Ngoại trừ ma khí của Lý Vân Tiêu ra, hắn vẫn chưa từng thấy qua có người có khả năng chống lại cưu Sa Huyền Vũ. Mặc dù Lý Vân Tiêu cũng chỉ là cùng độc đạo của cảnh thất bình hành, nhưng thần sát thi khôi là có đại diệt tuyệt ngũ độc thuần túy A. Sa Vưu một thân long lân, đây chính là vật của thập giai chân linh, cũng bị cưu Sa Huyền Vũ ăn mòn không còn hình dáng, người trước mắt này vậy mà giống như bụi run liền rớt ra. Cảnh thất sợ hãi nói. Ngươi là người phương nào? Linh Mục Địch cười mà không nói. Lần thứ hai xuất trưởng vỗ tới thần sát thi khôi. Thình thịch, hai người lại đối oanh một trưởng, đồng thời bị đánh văng ra, tựa hồ có chút cân bằng, trên người Linh Mục Địch lần thứ hai dính vào thi ban, vẫn như cũ khẽ cười bắn rớt.
Nội tâm Cảnh Thất dị thường kinh hãi, biết đây không phải là trùng hợp, mà là Cưu Sa Huyền Vũ thực không có tác dụng với đối phương. Hắn nhìn thoáng qua Sa Vưu, sắc mặt trầm xuống liền hướng linh mục địch công tới. Ánh mắt của Sa Vưu hơi co lại, tay cầm song kiếm muốn lần thứ hai công lên, lại nghe Lý Vân Tiêu truyền âm nói. Người đã trúng kịch độc, trở về áp chế độc tính, bằng không phiền phức liền lớn. Hắn hơi trầm tư một chút, nhìn linh mục địch ở dưới hai người vây công, không ngừng chịu đòn, nhưng thân thể của hắn cứng rắn không gì sánh được, vô luận Cảnh Thất công kích làm sao, cũng thủy chung không phá nổi thần luyện thép chi khu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi song kiếm bay trở về bên cạnh Lý Vân Tiêu, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Lý Vân Tiêu ân cần nói. Làm sao? Sa Vưu nói. Đều ở trên Long Lân, nghĩ không ra độc tính kia lợi hại như vậy, này là Long Bí Bảo, thập phương thần cảnh Long tộc lưu truyền xuống A. Lý Vân Tiêu nói. Đây chính là đại diệt tuyệt ngũ độc, mặc dù là thần cảnh cường giả dính vào cũng khó chịu. Ngươi nghìn vạn lần cẩn thận. Sa Vưu nói. Yên tâm đi, lòng tức lực của ta không dưới ma nguyên của ngươi, muốn thanh trừ những độc tố này không khó, chỉ là cần đại lượng thời gian mà thôi. Ai, đáng tiếc trong bí tàng lần này không có tìm được long tinh, bằng không bổn tọa có khả năng trong nháy mắt khôi phục, chém hai cương thi. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Chớ nói chuyện, an tâm điều dưỡng đi. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn ở trên chiến trường, thực lực của linh mục địch và Sa Vưu kém không nhiều. Nhưng hắn ỷ vào mình có đạo thần lĩnh ngộ, cùng bất tử bất diệt chi khu, tuy rằng không ngừng chịu đòn, nhưng vẫn đơn giản đem Cảnh Thất cùng thần sát thi khôi kéo lại. Hơn phân nửa thành viên thiên minh đều có loại cảm giác hỏng mất, không rõ bản thân gặp phải dạng địch nhân gì, nội tâm vô cùng bất an. Linh Mục Địch, Bắc Quyến Nam, Tuần Thiên Đấu Ngưu, Ngạc Ngư, Ác Linh, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Hồ Lô Tiểu Kim Cương, những thứ này đều là đánh không chết. Lý Vân Tiêu nhìn trên bầu trời xa xa, mấy tồn tại đứng vững trên đám mây kia. Lần chiến đấu này thắng bại then chốt chính là những thâm hải cự thú kia, từng đạo phá giới hắc mang lao xuống, đánh vào trong vòng chiến, không ngừng đem thắng bại kéo ra xa. Thủy Tiên ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay bấm niệm thần chú, cả người lóe ra kim quang. Nàng chỉ là làm một cái cầu câu thông, tập trung những thành viên thiên minh, để cho thâm hải cự thú công kích không đến mức thất bại. Chú cháu hai người Nhuận Lung sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, cả người đầy mồ hôi lạnh. Đại chiến có 1-0-2 như vậy, cao thủ mạnh, cao thủ nhiều, cũng là văn sở vị văn, hai người căn bản không dám tới gần vòng chiến, để tránh bị lan vào. Mặc dù Lý Vân Tiêu ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thần thức thủy chung bao trùm toàn bộ chiến trường, bởi vì chủ mưu toàn bộ chiến sự là thiên nhân, đến nay còn chưa xuất hiện. Thiên nhân bày ra trận thế như vậy tới giết hắn. Bản thân không có khả năng không đến. Đột nhiên thần thức của hắn khẽ động, quay đầu lại, chỉ thấy bên người Thủy Tiên lặng yên không tiếng động xuất hiện một người. Người nọ mặc bách hoa hồ điệp váy, khuôn mặt mềm mại, hình tượng khả ái, chính là Tiểu Hồng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Thủy Tiên. Mà Thủy Tiên vẫn như cũ hai tay bấm niệm thần chú, không có cảm thấy. Cả người Lý Vân Tiêu run lên, kinh sợ quát. Tiểu Hồng, người muốn làm gì? Thanh âm quát chói tai này, lập tức làm Thủy Tiên từ trong nhập định ngất lịm. Tiểu Hồng nói, đại ca ca, ta không thể để cho nàng triệu hoán những quái thú kia, bằng không tất cả mọi người sẽ chết sạch. Nàng giơ tay lên, trực tiếp nắm thành quả đấm, phía trên lóe ra bạch quang. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, bạch quang kia chính là băng sát tâm diễm quang. Tim hắn trầm xuống, vội la lên. Tiểu Hồng dừng tay, Bích Lạc Tông đều là người xấu. Đợi đại ca ca giết bọn họ xong, Tiểu Hồng và đại ca ca cùng đi. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Tông chủ không phải là người xấu, nữ nhân này triệu hoán quái thú giết người Bích Lạc Tông, Tiểu Hồng muốn giết nàng. Dừng tay. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vội vàng thuấn di tới. Nhưng quả đấm của Tiểu Hồng còn nhanh hơn, trực tiếp đánh xuống. Thủy Tiên gương mặt không phục, cáu giận nói. Người cái nhà đầu chết tiệt này, lại dám nói muốn giết ta. Bản công chúa giết ngươi. Trên người nàng nổi lên một mảnh kim quang, hải thần sáo trang lập tức di động, nắm lên kim sắc đại kiếm liền chém xuống. Bát khổ kiếm ý, lưu loát không ngừng, vô số kiếm phủ bay lên. Sinh, lão, bệnh, tử, oán, giận, ái, biệt, cầu, ngũ uẩn. Ầm ầm, kiếm ý ngưng tụ thành kiếm cương, mạnh mẽ chém ở trên nắm tay của Tiểu Hồng,
làm tay nàng ngưng trệ thoáng cái, bỗng nhiên nổ lên. Thình thịch, vô biên kiếm cương hóa thành kiếm khí, hướng bốn phía bay vụt, giống như là bóng cao su bị đâm thủng, thoáng cái xì hơi. Thủy Tiên kinh hãi, cả người run lên, một cảm giác dị thường nguy hiểm hiện lên trong đầu. Nhưng đã không kịp, nắm tay non nớt của Tiểu Hồng đã hạ xuống, một đóa hoa nhỏ bạch sắc ở ngay trước người mình nở rộ. Ầm ầm, kim quang khắp bầu trời bị bạch mang nuốt hết, một đóa đại hoa thông thấu, như thủy tinh không mờ. Trên bầu trời bắn ra một đạo tiên huyết, Thủy Tiên như một đóa hoa điêu linh, hướng xa xa rơi xuống. Lý Vân Tiêu thuấn di tới, vội vàng đuổi theo, thoáng cái đem Thủy Tiên ôm vào trong ngực. Chỉ thấy khí thức của nàng thập phần yếu ớt, trên trán có một đóa kim sắc liên hoa lóe ra liên tục. Chính là liên hoa thai tự động hộ chủ, bằng không một kích vừa rồi kia, sợ là đã bỏ mạng. Lý Vân Tiêu vừa sợ vừa giận, vội vàng thu Thủy Tiên vào giới thần bia, chỉ cần tính mệnh không lo, dựa vào pháp hoa liên thai, hơn phân nửa có thể khôi phục lại, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Sư muội, xa xa hóa tu cũng phát hiện, hét lớn một tiếng, vội vàng bỏ qua đối thủ, hóa thành lưu quang bay tới. Chú cháu Nhuận Lung cũng sợ hãi, lại cũng không sợ bị lan đến, trong nháy mắt bay tới, cả kinh nói. Công chúa điện hạ như thế nào? Lý Vân Tiêu tức giận nói. Không có chết. Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim thoáng buông xuống, nhưng cả người vẫn là mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. Thủy Tiên tổn thương, thâm hải cự thú trên bầu trời đều kêu to, bắt đầu không bị khống chế. Mất đi phá giới hắc mang công kích, thành viên thiên minh mừng như điên, lập tức tất cả biệt khuất cùng phẫn nộ bộc phát ra, liều mạng công kích. Lý Vân Tiêu phương này chi người nhất thời nghĩ áp lực đại tăng, thực lực hách liên là yếu nhất, đã bị đánh cả người thổ huyết, thậm chí thần trí không rõ. Sắc mặt Mạc Tiểu Xuyên ngưng trọng, một kiếm đánh văng đối thủ của hắn ra, vội vàng đỡ lấy hắn nói. Đi! Hai người hóa thành một đạo lưu quang hướng Lý Vân Tiêu bay đi. Người còn lại áp lực càng tăng, giết đỏ cả mắt rồi, bắt đầu liên tiếp bại lui. Tiểu Hồng nói. Đại ca ca, nữ nhân kia là nữ nhân xấu, ngươi không nên cứu nàng. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Tiểu Hồng, đại ca ca đến Bích Lạc Tông chính là vì mang ngươi đi, theo ta trở về thôi. Hắn đưa tay tới. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Ta không đi, ta muốn ở lại Bích Lạc Tông, tông chủ đại nhân đối với Tiểu Hồng rất tốt. Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Hồng không muốn khu trục người xấu trong cơ thể sao, đại ca ca sẽ có biện pháp. Thân thể Tiểu Hồng run nhẹ nhẹ, lập tức lắc đầu nói. Đại ca ca ngươi đừng lừa Tiểu Hồng, người xấu là khu trục không được. Tiểu Hồng có cảm giác người xấu nguyên bản đã ở trong cơ thể Tiểu Hồng, ta và người xấu chính là một thể. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, vội hỏi. Ngươi là Nghê Hồng Chi Khu, người xấu trước đó ký túc ở trong cơ thể ngươi, nhưng cổ thân thể này là của Tiểu Hồng, không phải của người xấu. Trong mắt Tiểu Hồng lóe lên mê man, kinh ngạc nói. Thực sự là thế này sao? Thực sự. Lý Vân Tiêu kiên định gật đầu, bước lên trước một bước, đưa tay trái tới trước người Tiểu Hồng nói. Theo đại ca ca đi thôi. Trên mặt Tiểu Hồng lộ ra thần sắc thống khổ, thân thể cũng run lợi hại, tựa hồ nội tâm cực độ dãy giụa. Nhưng vẫn như cũ run rẩy đưa tay lên, hướng bàn tay của Lý Vân Tiêu bắt đi, trong con người một mảnh mong đợi. 3. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đột nhiên hóa thành ưng chảo, bóp lấy thủ trưởng của Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng, ngươi. Lý Vân Tiêu cả kinh, trong sát na cảnh giác. Thân thể Tiểu Hồng đình chỉ rung động, khuôn mặt khôi phục yên tĩnh như nước, lưu quang trên người chớp động, tản mát ra cường quang cực nóng, đúng là tâm diễm quang mang. Đại ca ca, Tiểu Hồng không đi, ngươi lưu ma thạch lại, sau đó đi thôi. Tiểu Hồng, ngươi bây giờ, thật là ngươi sao? Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, sắc mặt Tiểu Hồng bình tĩnh, cũng không có hình thái bị đế dạ chiếm cứ, con ngươi càng trong suốt như nước. Chỉ là sinh ra mấy phần băng lãnh cùng đạm mạc, để cho Lý Vân Tiêu nghĩ có chút xa lạ, thậm chí là nguy hiểm. Tiểu Hồng nói, bây giờ ta, thật là Tiểu Hồng. Trái tim Lý Vân Tiêu không ngừng trầm xuống nói. Tiểu Hồng, người đã bắt đầu bị người xấu ảnh hưởng, cải biến tâm tính. Nhanh theo đại ca ca đi thôi. Tiểu Hồng nói, có đúng không, thế nhưng Tiểu Hồng đã không quay đầu được. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh. Một cảm giác dị thường nguy hiểm xông lên đầu.
Trong ánh mắt Tiểu Hồng bắn ra quang mang quỷ dị, tựa hồ khuôn mặt có chút biến hình. Tay trái của nàng bấm niệm thần chú, trực tiếp phách về phía ngực Lý Vân Tiêu, một thanh âm trầm ổn cùng bén nhọn vang lên, nói. Nếu đại ca ca không chịu giao ma thạch ra, Tiểu Hồng cũng chỉ có thể tự thân tới lấy. Không thể. Ở trong nháy mắt ra trường, mặt của Tiểu Hồng vặn vẹo thoáng cái, thanh âm thanh thuần từ trong miệng hét dầm lên, phảng phất có hai linh hồn đang không ngừng giãy giụa. Không có gì không thể. Ngươi đã không thể quay đầu, giết hắn đi. Thanh âm bén nhọn kia vang lên, ánh mắt Tiểu Hồng thê lương không thôi. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hắn có khả năng khẳng định hai thanh âm kia đều là của Tiểu Hồng, chỉ là hai chấp niệm đang không ngừng đấu tranh mà thôi. Rốt cục đạo chấp niệm bén nhọn kia chiếm cứ thượng phong, trong mắt bắn ra sát ý vô biên, một trường thế như trẻ che oanh tới. Lực lượng này, cả người Lý Vân Tiêu chấn động, trong một trường này ẩn chứa ma khí vô biên, uy thế không kém một kích của đế giả. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, phảng phất trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều chuyện. Tại sao đế giả tranh đoạt Nghê Hồng chi khu này thất bại, nguyên lai Tiểu Hồng có hai chấp niệm, một mạnh một yếu, đế giả là bại bởi đạo chấp niệm cường đại này. Có khi năm đó Hồng Thạch Chi Linh chỉ có một đạo thần niệm, về sau thu nạp Nghê Thạch lại sinh ra một đạo nữa cũng không biết chừng. Nếu đế giả có khả năng vận dụng Nghê Hồng thân, như vậy Nghê Hồng thân tự nhiên cũng có thể mượn lực đế giả, cái cảm giác kinh khủng kia chỉ còn cách mình có mấy tấc. Thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Từng lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra. Ở dưới một trường kinh khủng kia, ma khí vô biên tự động từ trong cơ thể tuôn ra, ở trước người ngưng tụ thành áo giáp hộ thể. Nhưng mà không có gì dùng, ma thiên khải trong nháy mắt nổ lên. Lý Vân Tiêu kinh hãi, đã không có thời gian, trực tiếp đánh tới một chiêu kim cương quyền. Thình thịch, quyền kình ở dưới một trường kia triệt để vỡ nát, cả cánh tay kim quang sáng quắc, như là lưỡi dao sắc bén tước qua kim trúc. Da thịt trên cánh tay như là sóng nước cuồn cuộn, đầu khớp xương bên trong vỡ vụn tảng lớn, tiên huyết chảy xuống. Khóe miệng Tiểu Hồng có một tia cười nhạt, một quyền kia tiếp tục đánh xuống nói. Đại ca ca, vĩnh biệt, Tiểu Hồng vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ đại ca ca. Mấy người hóa tu cùng Nhuận Lung ở bên người cả kinh đến tột đỉnh, đều ở dưới cổ lực lượng kinh khủng kia bị đẩy lui mấy trăm trượng. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hách Liên Thiếu Hoàng cũng hoảng sợ không thôi, ở dưới quyền phong không thể tới gần. Đột nhiên 12 đạo kim quang từ trong ngực Lý Vân Tiêu bay ra, giống như xiềng xích kim sắc ở trước người kết thành tinh vân, như là thực chất. Ầm ầm, trường thế đánh vào kết giới, kim quang trở nên bất định, run rẩy kịch liệt. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đều đại biến. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tình xưa, tay phải lập tức rút trở về. Ngũ chỉ lăng không chảo xuống, đầu xuất thiên phong lập tức lượn vòng ra, ném tới trước người. Đầu xuất thiên phong không ngừng bay đi qua, toàn bộ không gian xoay tròn, như là con quay. Tiểu Hồng biết chiêu này lợi hại, thu hồi trưởng thế, một cái lắc mình liền bay ngược ra trăm trượng, lăng không mà đứng. Pháp tắc hư quang lần thứ hai trở lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu, nhưng lực lượng giảm đi, một loại cảm giác xấu ở trong tâm lan tràn. Tựa hồ trong không gian vô cùng xa, có khí tức ma chủ phổ truyền đến. Biến cố kinh thiên như vậy, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Sắc mặt đám người linh mục địch đều đại biến, sau khi đẩy lui cường địch đều bay trở về bên cạnh Lý Vân Tiêu. Người thiên minh thì sĩ khí tăng vọt, gào thét giết qua. Ánh mắt Tiểu Hồng lạnh lẽo nói. Tất cả dừng tay. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng có một cổ lực lượng khiến người khó mà kháng cự, thành viên thiên minh nhất thời ngừng lại. Đều giật mình nhìn Tiểu Hồng, không rõ tại sao bản thân lại nghe nha đầu kia nói, cũng không hiểu nha đầu kia làm sao khí thế thay đổi lớn như vậy. Ngay cả cảnh thất cùng ân chỉ cũng kinh sợ, hai người thoáng cái bay đến bên người Tiểu Hồng. Ân chỉ kinh ngạc nói. Tiểu Hồng, ngươi. Tiểu Hồng hai tay chắp sau lưng, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt nói. Ân chỉ, cảnh thất, hai người không biết bổn tọa sao. Hai người đại chấn. Lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ân chỉ càng thất thanh nói. Ngươi, ngươi. Cảnh thất biến sắc, tuy rằng nội tâm cực độ chấn động, nhưng vững tin không nghi ngờ, lúc này hai tay ôm quyền, cung kính nói. Gặp qua thiên nhân đại nhân. Chi. Vô số tiếng hít không khí vang lên, không chỉ là những thành viên thiên minh, ngay cả đám người Lý Vân Tiêu cũng cả kinh trợn mắt,
trong đầu một mảnh trống không. Tiểu Hồng là thiên nhân. Tựa hồ Ân Chỉ hiểu cái gì, cũng vội vàng nói. Ân Chỉ gặp qua thiên nhân đại nhân. Lúc này mọi người đều kinh ngạc không thôi, những thành viên thiên minh kia sau khi kinh hãi cũng phục hồi tinh thần lại, tất cả đều xa xa bái hạ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch không gì sánh được, trong tay phải không ngừng truyền đến tiếng khớp xương vang vọng, vận chuyển nguyên công, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Sắc mặt mọi người vạn phần ngưng trọng, biết lâm vào trong nguy cơ cực lớn. Thần sắc Tiểu Hồng lạnh lùng, đứng chắp tay nói. Chư vị cực khổ. Mọi người ngăn chặn nội tâm kinh hãi, tất cả đều vội vàng nói. Không khổ cực, đa tạ thiên nhân đại nhân quan tâm. Ân Chỉ càng cười khổ nói. Thiên nhân đại nhân giấu chúng ta thật khổ a. Tiểu Hồng nói. Bổn tọa hạ mình đi tham gia vũ quyết, kia tự có thâm ý, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch. Ân Chỉ nói. Nói không có thu hoạch cũng quá khiêm tốn, không phải thiên nhân đại nhân lấy được không linh diệu thư sao? Tiểu Hồng trở tay lấy ra một vật nói. Ngươi nói là cái bụi bặm trồng chất này. Tất cả mọi người là một trận không nói gì, trong mắt muốn rớt. Kia là chí bảo có thể cùng bá thiên luyện thể quyết sánh ngang, vậy mà nói là bụi bặm trồng chất. Ân Chỉ cũng chật vật nuốt nước miếng, gương mặt bất đắc dĩ. Tử Anh thiên nhân, trước đó bọn họ là chưa từng thấy qua hình dáng, chỉ là bị thực lực cường đại chấn phục, nghĩ không ra sẽ là Tiểu Hồng mỗi ngày ở chung với bọn họ. Tiểu Hồng đem không linh diệu thư ném cho Ân Chỉ nói. Ngươi đã thích, cái này liền cho ngươi, cũng coi như thù lao ngươi làm việc trong khoảng thời gian này. Ân Chỉ đại hỉ, vội vàng tiếp nhận nói. Đa tạ thiên nhân đại nhân. Tất cả mọi người đều đỏ mắt, nhưng không dám nói thêm cái gì. Tiểu Hồng đưa mắt nhìn xa xa nói. Vân Tiêu đại ca ca, tuy rằng ngươi biết thân phận của ta, nhưng nghĩ tình xưa, ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ cần giao ma thạch ra, ngươi có thể đi. Người của thiên minh đều sửng sốt, vốn cho rằng thiên nhân giết Lý Vân Tiêu là vì thánh khí, nguyên lai là vì ma thạch gì đó. Lẽ nào giá trị còn trên thánh khí sao? Ân Chỉ vội nói. Thiên nhân đại nhân, người này không lưu được. Hôm nay bước hắn đến sơn cùng thủy tận, nhất định phải chém tận giết tuyệt, bằng không ngày sau hắn báo thù, chúng ta sẽ không chịu được a. Tất cả mọi người đều nhận đồng. Tiểu Hồng nói. Cái này khó làm a, đại ca ca, người cảm thấy thế nào mới tốt? Những thuộc hạ của ta đều muốn giết ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Không nói chư vị là cường giả đỉnh phong, chí ít cũng là người trưởng thành a. Vậy mà nghe lời của một tiểu cô nương, chậc chậc, lánh đời thế gia, quả nhiên càng ẩn càng có tiền đồ. Người thiên minh đều là trong nháy mắt đỏ mặt lên, cúi đầu không nói. Khanh khách, Tiểu Hồng nở nụ cười nói. Đại ca ca thật xấu nha, vì sao muốn gây xích mích thiên minh chứ? Trên đời này cho tới bây giờ chỉ hỏi nắm tay, không hỏi xuất thân a. Niên kỷ của đại ca ca cũng không lớn, nhưng vẫn có nhiều lão gia hỏa theo ngươi lăn lộn đấy thôi. Bọn người linh mục địch đều không nói gì. Lý Vân Tiêu than thở. Tiểu Hồng, năm đó ở Đông Hải, ngươi liều mình giúp ta, thủy chung quanh quẩn trong tâm, cảm động vạn phần. Bằng hữu lúc trước, nay thành tử địch, ta rất khó chịu. Tiểu Hồng cũng cảm khái nói. Thế sự như cờ, ai có thể nắm trọn càn khôn. Năm đó trên hải thiên trấn. Đại ca ca vì giữ gìn ta, không tiếc cùng toàn bộ Đông Hải đối kháng, Tiểu Hồng cũng cảm giác rất ấm áp. Về sau đế giả đoạt thân thể ta, kết quả lại tiện nghi ta, thiên đạo tạo hóa kỳ diệu cỡ nào a? Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Hồng, mặc kệ lúc này tính cách của ngươi ra sao, ta vẫn rất cao hứng, vì ngươi không có bị đế giả chế ngự, hơn nữa trưởng thành. Tiểu Hồng mỉm cười nói. Tiểu Hồng cũng thật cao hứng có thể đứng ở nơi này cùng đại ca ca thổ lộ tình cảm. Chỉ tiếc đạo bất đồng. Nếu đại ca ca nguyện ý dâng ma thạch ra, đồng thời gia nhập vào thiên minh mà nói, Tiểu Hồng nguyện lấy thiên minh phó minh chủ vị đối đãi. Lời vừa nói ra, sắc mặt người thiên minh đều đại biến. Trên mặt cảnh thất cùng Ân Chỉ càng hiện ra vẻ lo lắng, thập phần không hài lòng. Lý Vân Tiêu nói, chính như ngươi vừa nói, đạo bất đồng. Tiểu Hồng nói, thực sự là quá đáng tiếc, cũng bởi vì chấp niệm của đại ca ca ngươi. Nhiều bằng hữu như vậy cũng phải theo ngươi chịu chết. Sa Vưu vẫn một mực điều tức dưỡng thương, rốt cục nhịn không được mở miệng mắng. Chết em gái ngươi a, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn đánh trực tiếp đánh, cũng không biết là ai chết. Mọi người đều kiên nghị, một bộ quyết tử chiến, tuyệt không sợ chết.
Lý Vân Tiêu nhíu mi nói. Tiểu Hồng, mục đích của ngươi chỉ là vì ma thạch. Vì tránh cho tổn thương lợi người bên ngoài, không bằng ta ngươi đánh cuộc một lần. Tiểu Hồng nói. Ân, đánh cuộc ra sao? Ân chỉ vội hỏi. Thiên nhân đại nhân, nghìn vạn lần không nên nghe hắn. Lúc này hắn tất sẽ trăm phương ngàn kế muốn lừa dối đại nhân, để cầu một đường sinh cơ. Hiện tại chúng ta chiếm hết thượng phong, hẳn nên thừa thế tiêu diệt bọn họ mới phải. Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Ngươi xem ta dễ bị lừa như vậy sao? Ân chỉ nhất thời không dám nói gì nữa. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chiếm hết thượng phong, Ân chỉ đại nhân cảm giác thật là tốt, tất cả mọi người nghe cho kỹ, nếu lúc sau hỗn chiến, bỏ qua tất cả, liều mạng toàn lực giết Ân chỉ đại nhân là được. Vâng. Tất cả mọi người cùng kêu lên, thoáng cái sát khí lan tràn, hung tợn nhìn chằm chằm Ân chỉ. Ân chỉ lại càng hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nếu những người này thật liều lĩnh giết mình hơn phân nửa phải bỏ mạng ở đây, hắn nhất thời vô cùng phiền muộn cùng biệt khuất, không dám nói một câu nào nữa. Khanh khách, đại ca ca thật biết dọa người. Tiểu Hồng cười nói. Ngươi nói nội dung đánh cuộc đi. Lý Vân Tiêu nói. Rất đơn giản, lấy vũ quyết đến định, song phương phái 7 người lên sân khấu, thắng 4 trận là thắng. Nếu các ngươi thắng, ta liền giao ma thạch, đồng thời gia nhập thiên minh. Nhưng nếu ta thắng, mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Bọn người linh mục địch thầm khen không ngớt, bên mình phái ra 7 người, muốn thắng 4 trận phần thắng cực lớn. Khanh khách, đại ca ca khi dễ người. Tiểu Hồng cười nói. Những bằng hữu này của ngươi, có mấy cái không biết là tài liệu gì làm, đánh như thế nào cũng không chết, đại ca ca là đang hãm hại ta à. Lý Vân Tiêu nói. Vậy ngươi cho rằng làm sao mới tốt? Tiểu Hồng nói. Đơn giản một chút, một đánh một, các ngươi phái ra một người đến đánh với ta. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến nói. Đây không phải là chuyện giữa hai người, mà là chuyện giữa hai đội người, sao có thể một đối một? Chí ít cũng phải năm đánh năm. Tiểu Hồng nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói. Rất phiền toái, liền ba đối ba đi, thắng hai là được. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, nếu trực tiếp chống lại Tiểu Hồng, căn bản là không có phần thắng. Nếu ba đối ba, đối phương chắc chắn sẽ phái cảnh thất cùng Ân chỉ lên sân khấu, vẫn là có phần thắng. Nhưng mà, hắn cau mày nói, cảnh thất lên trận, có mang thi khôi không? Cảnh thất cười lạnh nói, tự nhiên phải mang, thần sát thi khôi này sớm cùng bổn tọa tâm ý tương thông, giống như khôi lỗi của mục gia, người mục gia lên sân khấu lại không mang theo khôi lỗi sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, hảo, đã như vậy, vậy ba đối ba đi. Cảnh thất sửng sốt một chút, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ phản bác, nghĩ không ra lại sảng khoái đáp ứng. Ngay cả Tiểu Hồng cũng ngẩn ra, xác nhận lại nói. Cảnh thất cùng thi khôi từ trước đến nay là kề vai chiến đấu, chỉ có thể tính một người. Lý Vân Tiêu nói. Ta minh bạch, bắt đầu đi. Tiểu Hồng nhíu mi, nhìn thoáng qua hai người bọn hắn nói. Các ngươi ai lên trước? Cảnh thất thoáng cái đứng dậy nói. Ta trước đi. Thần sát thi khôi cũng xuất hiện ở phía sau hắn, hai người đồng thời đi lên phía trước, cảnh thất cười lạnh nói. Ai tới đánh với ta? Linh mục địch đi ra ngoài nói. Ta! Trong lòng cảnh thất trầm xuống, người này không sợ cưu sa huyền vũ của hắn, đích xác có chút vướng tay, nhưng chỉ cần đủ thời gian, muốn áp chế đối phương vẫn là hết sức dễ dàng. Linh mục địch ngoắc tay, bầu u một tiếng, tuần thiên đấu nghiêu cũng đi tới, hắn nói. Đây là tòa kỵ của bổn tòa. Thành viên thiên minh. Chấm. Cảnh thất cả giận nói. Con trâu này rõ ràng là khôi lỗi, tại sao nói là tòa kỵ? Linh mục địch nói. Khôi lỗi này là tòa kỵ của ta không giả, lui một vạn bước mà nói, coi như là khôi lỗi thì thế nào? Người có thể mang thi sát, ta không thể mang khôi lỗi sao? Sắc mặt tất cả thành viên thiên minh đều thay đổi. Ánh mắt Tiểu Hồng đảo qua hồ lô Tiểu Kim Cương, Ngạc Ngư, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên khó coi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trực tiếp thừa nhận nói. Đại ca ca không chỉ là tuần thú sư, hơn nữa còn là khôi lỗi sư, trận tiếp theo liền do ta đối chiến Ân chỉ đại nhân đi. Sắc mặt Ân chỉ trắng bệch, tuy rằng hắn là siêu phàm nhập thánh, nhưng nếu chống lại 4 người này, sợ là xong rồi. Hắc hắc, Sa Vưu cùng bọn người ác linh không nhịn được cười rộ lên, một bộ được như ý.
Đám người Trần Thiến Vũ cũng mỉm cười, kể từ đó, Phương Minh phần thắng càng lớn. Tuy rằng sắc mặt Tiểu Hồng tái nhợt, nhưng vẫn trấn tĩnh nói. Cảnh Thất, làm sao? Sắc mặt Cảnh Thất hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lập tức có một tia châm chọc ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Thiên Nhân đại nhân yên tâm, trận này ta tất thắng. Tất cả mọi người đều kỳ quái, Lý Vân Tiêu cũng nhíu mi, lấy linh mục địch cùng tuần thiên đấu ngưu kết hợp, hẳn là hoàn toàn có khả năng chống lại Cảnh Thất cùng thần sát thi khôi mới phải, mặc dù không thắng cũng không đến mức bị thua mới đúng. Đột nhiên Cảnh Thất huýt sáo một tiếng, thanh âm bén nhọn đâm rách màng tai. Trong lúc bất chợt thiên địa rúng động, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn, không gian hướng hai bên xé mở, lộ ra một lối đi tối thui. Ở trong lối đi kia, chậm rãi hiện ra một cái đầu. A! À, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, Lý Vân Tiêu càng là choáng váng, bất động quy lâm chậm rãi từ trong lối đi hiện ra, như là một tầng mây, che khuất bầu trời. Cảnh Thất nhịn không được cười như điên nói. Ha ha ha, bất động quy lâm này cũng là thi khôi của bổn tọa a. Không chỉ như vậy, trong bất động quy lâm còn có hơn 3.000 thi sát, bổn tọa coi các người đấu với ta thế nào. Đám người Lý Vân Tiêu triệt để trợn tròn mắt, ngay cả linh mục địch cũng há to mồm, như bị một bồn nước lạnh dội xuống. Khanh khách, Cảnh Thất đại nhân quả nhiên rất giỏi. Tiểu Hồng vỗ tay khen. Có đại nhân ở đây, chúng ta tất thắng không nghi ngờ. Thành viên còn lại của Thiên Minh cũng cười ha hả, tất cả đều dử tợn nhìn đám người Lý Vân Tiêu biểu tình đờ đẫn. Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước bọt nói. Đại nhân, còn có thể thắng sao? Linh Mục Địch không nói gì nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu một trận cười khổ, lắc đầu nói. Đã như vậy, ván này chúng ta trực tiếp nhận thua đi. Trong mắt Linh Mục Địch lóe lên hàn khí, lạnh lùng nói. Mặc dù không thắng được, nhưng bổn tọa cũng muốn vén xào huyệt của hắn a, ai bảo hắn phách lối như vậy, nhìn thật khó chịu. Tiểu Hồng cười nói. Nga, còn muốn đánh, thật là có dũng khí. Vân Tiêu đại ca ca, chẳng biết làm sao định thắng thua đây. Lý Vân Tiêu nói. Tựa như quy định vũ quyết của Thiên Tiệm Nhai đi, nhất phương sinh tử, hoặc một bên lên tiếng chịu thua. Tiểu Hồng nói. Tốt. Nàng hướng Cảnh Thất nói. Cảnh Thất đại nhân nỗ lực lên, ta sẽ không thay ngươi chịu thua, ngươi cũng không cần chịu thua a, thân là đứng đầu một phái. Mặc dù chết cũng không có thể chịu thua a. Cảnh Thất cười lạnh nói. Thiên Nhân đại nhân cứ yên tâm. Tiểu Hồng cười híp mắt nói. Hi hi, nhất định sẽ là một trận đánh rất đặc sắc, nhanh bắt đầu đi, ta có chút đợi không kịp đây. Nàng cùng người Thiên Minh trong nháy mắt thối lui nghìn trượng, nhường ra không gian. Linh Mục Địch ngồi ở trên tuần thiên đấu ngưu, hóa thành một đạo quang mang lao tới bất động quy lâm. Cảnh Thất lạnh lùng nói. Nếu chọn đánh một trận, ta sao có thể không thành toàn ngươi? Hắn cao giọng quát. Tất cả đệ tử thi sát tông toàn bộ ly khai. Nhất thời trong bất động quy lâm bắn lên mấy nghìn đạo quang mang, thoáng cái hướng bốn phía tán đi. Miễn cho hai người xuất thủ, dẫn đến tai ương. Đồng thời có một thân ảnh khổng lồ ở trong bất động quy lâm đứng lên, hai tay ở trước người khép lại, mạnh mẽ phách xuống. Thân ảnh kia Lý Vân Tiêu tuyệt không xa lạ, chính là Hải Ma Hầu. Chỉ bất quá trên thân thể có vết tích khâu lại rõ ràng, từ trong quần thẳng đến đỉnh đầu. Lý Vân Tiêu há to mồm, ngạc nhiên nói. Cái này cũng có thể. Thân thể tuần thiên đấu ngưu trong nháy mắt lớn hơn thập bội, hét lớn một tiếng, dùng hai sừng đâm tới. Ầm ầm. Song trưởng của Hải Ma Hầu vỗ vào đầu ngưu, nhưng không thể ngăn cản, thân thể to lớn bị chấn ngã ra sau. Từ sau khi bị Lý Vân Tiêu bổ một kiếm, lực lượng của Hải Ma Hầu liền sói mòn hơn phân nửa, đã không còn thần uy như trước. Ầm ầm. Hải Ma Hầu bị tuần thiên đấu ngưu đâm trúng, cũng không có rơi vào bất động quy lâm, mà rớt vào biển rộng vô biên. Hiu, hiu, hiu. Trong bất động quy lâm nảy lên tảng lớn thân ảnh, trên người tất cả đều có thi khí cuồn cuộn, trong đó có 18 bộ thi khôi khí thế ngập trời, đem một người một châu vây quanh. Cảnh Thất cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Mặt mang châm chọc cùng sát ý, kéo tay chém xuống nói. Giết! Nhất thời hai mắt của 18 bộ thi khôi hóa thành lục sắc, toàn thân xuất hiện bạch mao, từng cái vọt tới. Sắc mặt Linh Mục Địch thủy chung như nước, cái kết quả tỉ thí này cơ hồ đã định trước, hắn cũng không có áp lực tâm lý gì. Từ trong hư không chậm rãi rút ra một trường tiên màu bạc, dài 3 thước 6 thốn, trên có vòng tròn quấn quanh,
tổng cộng 21 tiết, vô số phủ văn ngân sắc vờn quanh trên đó. 3. Hắn quất một cái, một đạo ngân phong như rồng như xà ở trên không trung lóe lên, nhất thời trên người một thi khôi hiện ra vết roi, kêu thảm một tiếng liền ôm đầu lui về phía sau, ở trên không trung kêu rên không ngớt, tựa hồ dị thường thống khổ. Trong lòng cảnh thất cả kinh, sợ hãi nói. Đây là roi gì, ngươi làm cái gì? Linh mục địch lạnh nhạt nói. Thi sát cùng khôi lỗi không đồng dạng, khôi lỗi phải do thần thức của thi thuật giả điều khiển, cho nên một lần có thể điều khiển khôi lỗi số lượng hữu hạn. Mà thi sát lại khác, luyện chế thứ này phải kích ra hồn phách trong cơ thể, ba hồn bảy vía chỉ cần lưu lại một thứ liền có thể luyện ra thi sát, ta bất quá là đánh tan nhất hồn nhất phách trong cơ thể nó mà thôi. Cảnh thất hít một ngụm lãnh khí, cả kinh nói. Đánh tan hồn phách, điều này sao có thể? Hắn vội vàng hạ lệnh, để cho thi khôi ôm đầu kêu rên kia công kích, nhưng thi khôi thủy chung không có phản ứng, vẫn như cũ ôm đầu thống khổ. Ba, ba, lại là hai tiên đánh ra, lại có hai cỗ thi khôi thối lui mười mấy trượng, ôm đầu kêu rên. Cảnh thất giận dữ quát. Giết hắn, không nên để trường tiên bắn chúng. Còn dư lại 15 bộ thi khôi nhất thời di động, không trung chỉ còn lại có gió xoáy, hầu như nhìn không thấy thân ảnh. Linh mục địch nói. Vô dụng. Ngân tiên vung lên, lần thứ hai ba một tiếng, một thi khôi từ trên cao rơi ra ngoài, ôm đầu kêu rên. Ba, ba, ba. Nghịch hồn tiên ở trên không trung vũ động, hình thành một tầng quang cháo rậm rạp chẳng chịt, không ngừng đánh ra, mỗi một lần đều quất trúng một gã thi khôi, đem nó đánh bay. Lúc này cảnh thất sốt cục biến sắc, hai tay bấm niệm thần chú, một cái phủ văn kim sắc ở trên đầu ngón tay di động. Sau đó thần sát thi khôi mở mắt ra, gào to một tiếng. Giống. Thanh âm của thần sát thi khôi như là mãnh thú, ở trong toàn bộ bất động quy lâm đảo qua, chấn đến đại ô quy cũng run rẩy kịch liệt, vô số kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả thi khôi đều hoảng sợ phủ phục xuống, thân thể run rẩy. Mấy cổ thi khôi bị nghịch hồn tiên quất chúng cũng an định lại, trong mắt toát ra sợ hãi, đối với thần sát thi khôi quỳ xuống. Linh mục địch hơi biến sắc, thu hồi trường tiên, thầm nghĩ bất hảo. Quả nhiên, thần sát thi khôi là vạn thi chi vương, khí tức của nó làm tất cả thi khôi sợ run chiều bái, tất cả nguyên tố mặt trái trên người cũng trong nháy mắt tiêu thất, hơn nữa sát khí còn lên tăng gấp bội. Giống, giống, thần sát thi khôi tán đi uy áp. Mấy nghìn thi khôi đều ngẩng mặt giống to, liều mạng xông về phía trước, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, không sợ hãi chút nào. 3. Một tiên đánh xuống, con thi khôi ở trước nhất bị đẩy lui mười mấy trượng, nhưng chỉ dừng lại một chút, liền dương nanh múa vuốt tiến lên như cũ. Quả nhiên, linh mục địch thầm thở dài nói. Hồn phách của những thi khôi này, ở dưới uy áp của vạn thi chi vương triệt để mất đi linh thức, thành tử sĩ bất chiết bất khấu, không có kinh khủng. Không có thống khổ, chỉ biết xông về phía trước. Cảnh thất lạnh lùng nói. Ngươi có thể xem thấu thì tính sao, cũng chỉ có một con đường chết. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, mặc dù đối phương chịu thua, cũng phải đem hết toàn lực gạt bỏ người này. Bằng không trường tiên kia đối với thi sát thương tổn quá lớn. Bò u, tuần thiên đấu nghiêu giống to một tiếng, móng trước đập ra, lập tức phóng xạ quang võng màu xanh vô biên, đem tất cả thi khôi dính ở phía trên. Ngân tiên trong tay linh mục địch ở trên không trung vũ động, trực tiếp hóa thành một thành ngân sắc trường kiếm, đột nhiên chém tới. Suy a, kiếm mang tuyệt cường, nhưng dị thường sắc bén, quét ngang qua, chém nứt 5-6 bộ thi khôi ở trước mặt. Thi khôi còn lại liều mạng giãy giụa, ánh sáng thanh sắc chấn động vài cái liền hóa thành vô số ánh huỳnh quang tiêu tán. Bò u, tuần thiên đấu nghiêu ngẩng đầu kêu một tiếng, tựa hồ rất khó chịu. Linh mục địch vỗ vỗ nó nói. Giết đi, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Hắn phi thân lên, trực tiếp nhảy vào trong thi khôi, trường kiếm phi chạm, mỗi một lần đều có vô số tứ chi bay ra. Hai mắt đấu nghiêu cũng biến thành màu đỏ như bảo thạch, dùng sừng xông tới. Thình thịch, lúc này trong ngực thi khôi bị đính thủng hai lỗ động, nhưng không ngã không chết, mà là điên cuồng cua nắm tay, đánh vào trên người tuần thiên đấu nghiêu. Bang bang phanh, chấn lên tảng lớn quang mang. Thi sát tông đệ tử ở trên bầu trời đều là cả người mồ hôi lạnh, cảnh tượng thê thảm như vậy bọn họ chưa từng thấy qua, đại quân thi khôi giống như con kiến hôi, mặc cho người giết. Đặc biệt nam tử tay cầm ngân kiếm kia, hầu như mỗi một kiếm đều chém chết một mảnh. Tiểu Hồng chớp mắt,
giống như thiếu nữ thanh thuần vô tội nói. Vẫn là cảnh thất đại nhân tự mình ra tay đi, tiếp tục như vậy nữa mà nói, thủ hạ lâu la của ngươi sẽ bị giết sạch. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, thi khôi không có còn có thể luyện lại. Hơn nữa chân tay cụt còn có thể vá lại dùng, hải hầu tử kia không phải cũng vậy sao? Tiểu Hồng cái hiểu cái không gật đầu nói. Thì ra là thế. Cảnh thất nghe hai người đối thoại, tức đến thất khiếu bốc khói, không thể ngồi yên được nữa, mạnh mẽ vọt xuống dưới. Sắc mặt hắn âm trầm, trong nháy mắt liền bay tới trước mặt linh mục địch, hai tay kết ấn vỗ xuống. Thần sát thi khôi cũng hiện lên, đồng dạng đánh ra song trường. Linh mục địch trở tay đâm tới một kiếm, tranh quét ra một mảnh ngân quang, ngưng tụ thành quang cháo ngân sắc. Thình thịch, một người một thi công kích vỗ vào trên quang cháo, trong nháy mắt nghiền nát cản trở. Trường phong hùng hậu thuận thế bay tới, đánh vào trên người linh mục địch, đánh bay hắn ra ngoài. Mảng lớn thi khôi phóng lên, trong nháy mắt nuốt sạch linh mục địch. Bầu u, cách đó không xa, tựa hồ tuần thiên đấu nghiêu cũng phát hiện bất hảo, liên tiếp kêu to, có vẻ táo bạo bất an, muốn xông tới, lại bị đại lượng thi khôi vây quanh, làm sao cũng lao không ra. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, tuy nói linh mục địch là thần luyện thép chi khu, nhưng quần ẩu như vậy cũng khó nói không xảy ra vấn đề, huống chi trận chiến này ở thời điểm bất động quy lâm xuất hiện, cũng đã là đỉnh cục, đánh nhiều vô ích. Hắn nhất thời hạ quyết tâm nói. Không cần đánh nữa, ván này chúng ta chịu thua. Tiểu Hồng cười hì hì nói. Chịu thua, vậy chính là chúng ta thắng A. Nàng vươn tay ra, làm cái tư thế thắng lợi. Lý Vân Tiêu một trận cười khổ, ai có thể nghĩ dưới bề ngoài thanh thuần khả ái như vậy, sẽ có một trái tim băng lãnh cứng rắn. Hắn nói, chúng ta đã chịu thua, để cho cảnh thất dừng lại đi. Cảnh thất cũng nghe thấy hai người đối thoại, lạnh lùng nói. Ta đã dừng lại, đáng tiếc những thi khôi này bị thần sát thi khôi ảnh hưởng, mất đi linh thức, chỉ biết giết chóc, lúc này mặc dù là ta cũng không khống chế được. Sắc mặt mọi người đều đại biến, tràn đầy tức giận. Ai cũng biết đây là mượn cớ, nhưng đối phương đã ăn chắc ngươi, dù mượn cớ thì như thế nào? Nguyên lai là như vậy, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hồng nghẹo đầu, cũng một bộ suy tính. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu cảnh thất đại nhân đã nói như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là do ta đến để cho bọn họ dừng tay. Đầu xuất thiên phong trực tiếp bay ra, không ngừng hóa lớn, trong khoảnh khắc liền hóa thành ngọn núi, bay đến phía trên bất động quy lâm. Mọi người chỉ cảm thấy một bóng râm che khuất bầu trời, giống như đêm tối. Ngọn núi kia so với bất động quy lâm còn muốn lớn hơn vài phần, treo ở trên đó, tràn ra quang mang ngũ sắc. Sắc mặt cảnh thất đại biến, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Xin lỗi, sau khi ngọn núi này hóa thành cự phong, thể tích quá lớn, ta không khống chế nổi, chỉ có thể mặc nó hạ xuống A. Mặt của cảnh thất nhất thời tái xanh, ngọn núi này lợi hại hắn cũng biết một chút, nếu nện ở trên người bất động quy lâm, tông môn của mình liền triệt để xong đời. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, sợ run nói. Xúc sinh, dừng tay. Tiểu Hồng cũng thoáng cái xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, khuôn mặt non nớt dán đến, chóp mũi hai người hầu như đụng nhau. Hi hi, đại ca ca thật xấu, nhanh thu hồi ngọn núi này đi, ta bảo cảnh thất để yên người nọ. Khuôn mặt Tiểu Hồng đầy thiếu ý, thiên chân vô tà. Bọn người xa vưu cùng Bắc Quyến Nam thất kinh, vội vàng cảnh giác vây quanh Tiểu Hồng, tốc độ của nàng quá nhanh, vậy mà không người phát hiện. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, hắn biết nếu mình không thu hồi ngọn núi, Tiểu Hồng tất sẽ trực tiếp xuất thủ lấy tánh mạng của mình. Lúc trước may mắn, có 12 đạo pháp tắc hư ảnh hóa thành kết giới cứu mình một mạng, nhưng lúc này kết giới lực đã rời rạc, phòng ấn yếu ớt rất nhiều. Còn đối phương chắc chắn đã có phòng bị, xuất thủ lần nữa mà nói, bản thân sợ là khó tránh khỏi. Ha ha, Tiểu Hồng không cần khẩn trương, đại ca ca đùa hắn mà thôi. Lý Vân Tiêu cũng cười, vươn tay ra vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng. Tất cả mọi người là mặt đầy hắc tuyến, mở to hai mắt, hai tay chảy ra mồ hôi lạnh. Không chỉ có người bên Lý Vân Tiêu, mặc dù là thành viên thiên minh, cũng đều trợn mắt há mồm, thời gian tựa hồ vào giờ khắc này dừng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung hai người, một cái cười thiên chân vô tà, một cái cười dương quang sán lạn, bàn tay ấm áp của Lý Vân Tiêu đặt ở trên đầu Tiểu Hồng. Hi hi,
đại ca ca thật xấu, nguyên lai là đùa giỡn, Tiểu Hồng an tâm. Tiểu Hồng nở nụ cười, liền xoay người bay trở lại. Hu, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là đám người Sa Vưu, phát hiện vạt áo của mình bị mồ hôi thấm ướt. Lý Vân Tiêu thu tay lại, lăng không bấm niệm thần chú. Đầu xuất thiên phong xoay tròn trở xuống trong tay. Cảnh Thất thoáng cái thở ra một hơi, toàn thân đều dính mồ hôi, cực kỳ khó chịu. Hắn không dám lại vây công linh mục địch, vội vàng huýt sáo một tiếng, tất cả khôi lỗi lập tức tản ra. Linh mục địch cùng tuần thiên đấu ngưu thoát khốn, chật vật không chịu nổi. Lý Vân Tiêu nói, bất động quy lâm. Mục địch đại nhân cực khổ rồi. Linh mục địch cười khổ lắc đầu nói. Thua thật mất mặt, cái này phiền toái rồi. Hắn bại một trận, trừ khi hai trận sau toàn thắng, nhưng thực lực của Tiểu Hồng đã đạt tới đăng phong tạo cực, phương mình căn bản không có thể địch nổi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Đi một bước tính một bước đi, không đi đến cuối cùng, ai cũng nói không rõ thắng bại. Tiểu Hồng cười khanh khách nói. Đại ca ca, đa tạ, chúng ta thắng một ván, không biết ván thứ hai ai tới. Lý Vân Tiêu nói. Các ngươi ai tới chiến ván thứ hai? Tiểu Hồng cười nói. Lần này đến phiên các ngươi ra người trước a, bất quá nếu đại ca ca khó xử, chúng ta ra trước cũng không sao. Nàng xoay người nói. Ân Chỉ đại nhân, có thể nắm chắc không? Ân Chỉ nói. Làm hết sức. Hắn đi ra phía trước, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Một trận này căn bản không có áp lực, vô luận thắng bại làm sao, kết cục cũng chắc chắn là phương mình thắng. Bởi vì thực lực thiên nhân thâm bất khả chắc, đăng phong tạo cực. Hắn không khỏi nhớ tới lúc mới gặp thiên nhân, toàn thân đối phương bao phủ ở trong hắc khí, không hiện diện mục, nhưng một chiêu đơn giản đẩy lui mình, loại lực lượng áp đảo kia in dấu, khó mà ma diệt. Lý Vân Tiêu nói, trận này người nào lên? Sa Vưu trầm giọng nói, người này đã là siêu phàm nhập thánh, tuy Bắc Quyến Nam có khả năng duy trì bất bại. Nhưng muốn thủ thắng là rất khó, cũng chỉ có ta đến đánh trận này. Chỉ là trận cuối cùng. Hắn đem nội tâm lo lắng nói ra. Thu Lý Vân Tiêu nói. Trận cuối cùng ta đến. Ngươi. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần quá mức lo lắng, nếu không địch nổi, ta liền chịu thua. Nhưng thật ra trận hiện tại này mới là cực kỳ trọng yếu. Lão Long ngươi nghìn vạn lần không thể thua, bằng không sẽ không có trận thứ ba. Bắc Quyến Nam nói, trận thứ ba vẫn là do ta đến đi, có đám người ngạc ngư giúp, phần thắng vẫn là rất lớn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không được, người tùy có đại thành nhục thân, nhưng từ lâu đã thoái hóa. Hơn nữa đối phương có nghê hồng chi khu, căn bản không sợ đại diệt tuyệt ngũ độc, người đi không có phần thắng. Sa Vưu nói, lấy cái nhìn của ta. Trận này để cho Bắc Quyến Nam lên, trận thứ ba do ta đến. Trận chiến cuối cùng tự nhiên là do chủ tướng song phương lên sân khấu, giữa ta vài ngươi, ai là chủ tướng A? Hắn ưỡn ngực, một cổ khí thế tản ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Lời vô ích thật nhiều, nhanh lên đi, trận này nếu không thể thắng, liền triệt để xong đời. Tiểu Hồng có chút không nhịn được, cười nói. Thương lượng lâu như vậy, đã không người có thể chiến sao? Lý Vân Tiêu thúc giục. Lên đi, kéo lâu một chút cho ta tĩnh dưỡng, làm chuẩn bị cho trận thứ ba. Hắn phục dụng chút thiên tài địa bảo, liền lăng không ngồi xếp bằng điều tức. Trước đó một quyền của Tiểu Hồng triệt để đánh nát cánh tay phải của hắn, cũng may năng lực khôi phục của Bá Thiên Luyện Thể Quyết rất mạnh, đã phục hồi hơn phân nửa, Lý Vân Tiêu tranh thủ ở trước trận thứ ba đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sa Vưu thấy không lay chuyển được hắn, liền thở dài xông lên phía trước. Vết thương trên người hắn cũng không phải nặng, trước đó đại bộ phận lực lượng là dùng để áp chế độc tính, ở dưới long tức, cưu sa huyền vũ độc trên cơ bản giảm hơn phân nửa. Ân Chỉ cau mày nói. Ngươi sao? Sa Vưu nổi giận mắng. Mẹ ngươi! Tưởng là đối phương chửi mình, hơn nữa nội tâm lo lắng, làm cho một cổ lửa giận vô hình bạo ra, song kiếm lăng không chém xuống, giống như hai thanh long, tương hỗ rít gào. Sắc mặt Ân Chỉ đại biến. Lực lượng song kiếm này mạnh, hơn xa mình a. Hắn không dám khinh thường, vội vàng rút kiếm, chém ra một mảnh kiếm cương, đồng thời phi thân lui về phía sau. Ầm ầm, kiếm cương ở dưới song long rít gào trong nháy mắt nghiền nát, thanh sắc kiếm khí đuổi theo hắn chém qua.
còn muốn chạy, nạp mạng đi. Sa Vưu trong cơn giận dữ, sát khí trong mắt lan tràn, trong nháy mắt hóa long đuổi theo. Ầm, ầm, trong khoảnh khắc lại chém ra mấy kiếm, mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm, quét ngang bát hoang. Lúc trước Ân Chỉ cùng Bắc Quyến Nam, tuần thiên đấu ngưu chém giết đã tổn hao cực lớn, căn bản không có lực lượng chống lại Sa Vưu, chỉ có thể bị khảm, nguy hiểm nặng nề. Cảnh Thất nhíu mày, cực kỳ bất mãn nói. Lão thất phu Ân Chỉ này trong ngày thường nổ tạc thiên, làm sao hiện tại mềm yếu như vậy? Tiểu Hồng nói, nếu ngươi không có thần sát thi khôi tương trợ, cũng sẽ không hơn hắn bao nhiêu. Hừ, Cảnh Thất không phục nói. Thần sát thi khôi vốn là bộ phận trọng yếu cấu thành chiến lực của ta. Tiểu Hồng không nói, nhìn chiến trường một hồi mới nói. Ván này hầu như đã định, đánh nữa vô ích, Ân Chỉ đại nhân, có nguyện chịu thua không? Ân Chỉ sớm bị buộc khổ không thể tả, lại ngại mặt mũi không thể chịu thua, vội vàng nói. Tất cả do thiên nhân đại nhân làm chủ. Tiểu Hồng nói, nếu do ta làm chủ, vậy cứ tiếp tục chiến đi, có lẽ có cơ hội chuyển cơ cũng nói không chừng. Phốc, Ân Chỉ đang bị buộc khẩn cấp, nghe được lời ấy, nhịn không được phun ra một búng máu, vội vàng nói. Ta sắp cầm cự không nổi, chịu thua, ta chịu thua. Thành viên thiên minh đều là đầy đầu hắc tuyến, trên mặt sinh ra mấy phần miệt thị. Sa Vưu cả giận nói. Chịu thua em gái ngươi, đi tìm chết đi. Kiếm khí như cuồng phong bạo vũ, càng ngày càng mãnh liệt. Trên người Ân Chỉ có nhiều chỗ thụ thương, đã không chịu được nữa, vội vàng hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy. Tiểu Hồng cũng có chút nhìn không được nói. Đại ca ca, để cho thủ hạ của ngươi dừng tay đi. Lý Vân Tiêu mở mắt ra nói. Lão Long, trở về đi. Sa Vưu đuổi theo chém một trận, hỏa khí cũng tan hơn phân nửa. Hơn nữa cũng minh bạch nếu muốn giết Ân Chỉ là không thể nào, chỉ phải phẫn nộ quay về. Tiểu Hồng cười nói. Hai trận hòa nhau, vẫn phải do bổn tọa ra đánh một trận a. Ban đầu nếu nghe ta nói, đánh một trận định thắng bại thật tốt, sẽ không làm lỡ thời gian, đánh ra ván thứ ba. Lý Vân Tiêu cười nói. Giết nhiều thi khôi như vậy, còn để cho Ân Chỉ đại nhân mất mặt, cũng không phải là không có thu hoạch. Cảnh Thất hừ một tiếng. Vẻ mặt Ân Chỉ càng đỏ bừng, âm trầm không gì sánh được. Tiểu Hồng cười nói. Chẳng biết ván cuối cùng này, là ai đến cùng bổn tọa chiến, đại ca ca sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Phải. Tiểu Hồng nói. Cũng tốt, để Tiểu Hồng tự mình đến nghênh tiếp đại ca ca gia nhập thiên minh đi. Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, hồ lô tiểu kim cương, huyền lôi kinh vân hống cùng ngạc ngư cũng theo sát phía sau, cái tổ hợp quái dị này. Một người một khôi một thú một linh. Tiểu Hồng nói. Đội hình thật là cường đại, Tiểu Hồng cũng rất chờ mong biết một chút, thực lực của đại ca ca mạnh như thế nào. Nàng chậm rãi bay ra, cùng bốn người Lý Vân Tiêu cách nhau trăm trượng, xa xa nhìn nhau, quần dài màu trắng ở trên không trung phiêu đãng. Lý Vân Tiêu nói. Hôm nay đánh một trận, nếu ta thắng, chuyện cũ, ân oán trước kia tiêu hết, từ nay về sau như người qua đường. Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng rất khó chịu, ta nhất định sẽ nỗ lực thắng, để cho đại ca ca ở lại thiên minh cùng ta. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại, quát. Động thủ đi. Bốn người nhất thời hóa thành lưu quang xông tới. Tiểu Hồng vẫn như cũ đứng chắp tay, thân thể nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, tay ngọc nhanh như thiểm điện, hướng vào trong một đạo quang mang tìm kiếm. Trên người ngươi có mùi vị rất quen thuộc, là cái gì chứ? Trong tròng mắt Tiểu Hồng lộ ra suy ngẫm. Đạo ánh sáng kia chính là hồ lô tiểu kim cương, nó chợt ngừng lại, hai chân ở trên hư không đạp ổn định thân thể, một chiêu kim cương quyền lăng không đánh tới, trên quyền phong lóe ra băng sát tâm diễm màu trắng. Chi, là hồng thạch. Tiểu Hồng kêu một tiếng, khuôn mặt cơ hồ biến hình, vặn vẹo xấu xí lên, cười như điên nói. Ha ha, lại là một khối hồng thạch, đại ca ca ngươi thật tốt. Khuôn mặt Tiểu Hồng kích động, coi một quyền kia như không có gì. Tay trực tiếp chụp vào trong băng sát tâm diễm, chế trụ tay của hồ lô tiểu kim cương. Để cho ta xem một chút hồng thạch giấu ở đâu. Đôi mắt của hồ lô tiểu kim cương co rụt lại, trực tiếp dùng đầu đụng tới. Nó chẳng bao giờ gặp qua tình huống đánh ra kim cương quyền bị đối phương bắt được, chỉ số thông minh không đủ, dưới tình thế cấp bách liền trực tiếp dùng đầu. Ha ha, vật ngu xuẩn, thật đáng yêu a. Tiểu Hồng đưa một tay ra chụp tới. Thình thịch.
Chấn nảy lên tiếng vang to lớn, thân thể hồ lô tiểu kim cương run lên, từng đạo hà quang màu sắc rực rỡ từ lòng bàn tay tiểu hồng tràn ra, như là điện giật chảy qua cơ thể hồ lô tiểu kim cương. Ta tìm được rồi. Tiểu hồng mừng như điên, ở ngực trái của hồ lô tiểu kim cương, địa phương đối ứng trái tim, chính là một quả hồng thạch xoay tròn. Hô hấp của nàng dồn dập, không dằn nổi đưa tay tìm kiếm, muốn lấy ra. Ầm, một đạo lôi quang từ trên bầu trời đánh xuống, vậy mà mềm dẻo không gì sánh được, như thân rắn không xương quấn ở trên cánh tay tiểu hồng, ràng buộc thật chặt. Sau đó thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện lên, tay bấm niệm thần chú, một tay kia nắm thiên chùy hướng trên đầu tiểu hồng chém đi. Một ma ha cổ tự ở trên cây búa hiện lên, lớn như cái cối xay. Ầm ầm, thiên chùy hạ xuống, kim quang như yên hoa nở rộ, bên trong ngưng tụ ra một đạo tử long lớn bằng cánh tay, dương nanh múa vuốt, lăng không đập qua. Chi, tử phủ diệt thế thần lôi. Tiểu hồng hoảng sợ, thân thể chấn động, tay nắm hồ lô tiểu kim cương trực tiếp hóa trưởng, thoáng cái đánh văng hồ lô tiểu kim cương ra, bản thân chợt lui trăm trượng. Tử phủ diệt thế thần lôi cũng không phải đùa giỡn, mặc dù nàng là nghê hồng chi khu cũng không dám khinh thường. Tử lôi thất bại, Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, thu nạp lôi điện khắp bầu trời. Tiểu hồng lui ra sau, thân thể mới vừa đứng nghiêm, phía sau liền xuất hiện một bóng đen to lớn, ngạc ngư lặng yên không tiếng động lao lên, thân thể do vô số hạt ngưng tụ thành, một bên đỏ như lửa, một bên như trận gió xoay tròn. Giống, hai mắt ngạc ngư đột nhiên bạo ra hung quang, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập chụp tới. Phong hỏa xoay chuyển, trong nháy mắt lớn chừng trăm mẫu, trong phương viên trăm dặm, cũng cảm thụ được áp bách cực mạnh, phảng phất hơi nước toàn thân muốn ở trong phong hỏa bốc hơi. Đại ngạc ngư, lớn lên thật xấu. Tiểu hồng nộ quát một tiếng, thân thể nhảy lên, xoay người đánh tới. Thình thịch, trên quyền kia có băng sát tâm diễm uốn lượn, trực tiếp xuyên thấu phong hỏa, đánh vào trên mặt ngạc ngư, đem sọ đầu của nó đánh bể. Vô số hạt nhỏ tản ra, sau đó ở trên bụng ngạc ngư chậm rãi dài ra một cái đầu, tức giận giống to. Giống. Nó điên cuồng hét lên, thân thể không ngừng nở lớn, phanh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn hạt nhỏ, kẹp ở trong phong hỏa, hướng trên người tiểu hồng oanh tới. Thật đáng ghét. Tiểu hồng phỉ nhổ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Nhưng đối phương thanh thế lớn, khí thế hung mãnh, hơn nữa phong hỏa cũng là vật phi phàm, tuy rằng nàng không sợ, nhưng cũng không muốn cùng vật ngu xuẩn như vậy dây dưa quá nhiều. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong sát na thân như lá rụng, không ngừng bay về phía sau. Nhưng tựa hồ ngạc ngư triệt để phát điên, theo đuổi không bỏ, thần hỏa giống như giải lụa, điên cuồng gào thét mà lên. Ngu xuẩn, nếu muốn chết, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Trong lòng tiểu hồng tức giận, thân thể ở trên không trung dừng lại, hai chân đạp mạnh, một quyền đánh ra. Tư thế này cùng hồ lô tiểu kim cương giống nhau như đúc, cũng là kim cương quyền. Quyền này mặc dù đơn giản, nhưng lại là vạn quyền chi tông, thức mở đầu của tất cả quyền pháp. Đồng tử của Hách Liên Thiếu Hoàng co lại, tâm trạng kinh hãi không thôi, mình luyện quyền hơn 10 năm, ở trên một chiêu này thành tựu sợ là độc nhất vô nhị, nhưng tiểu hồng thi triển ra, quyền ý lại tinh túy hơn. Ầm ầm, quyền kình đánh ra, băng sát tâm diễm cũng lập tức nổ lên, lực lượng kinh khủng ở phía trước hóa thành vòng xoáy, trực tiếp xé rách hư không. Hơn nữa làm cho mọi người kinh hãi là, quyền của hồ lô tiểu kim cương chỉ có một đóa tâm diễm, nhưng tiểu hồng lại đánh ra 7 đạo liên hoa, trải rộng ở trên phong hỏa, trong nháy mắt nổ nát tất cả lực lượng phong hỏa, cùng vô số hạt nhỏ. Thảm nhất là người của Thi Sát Tông, sau khi bất động quy lâm được triệu hồi ra, vẫn đậu ở trên bầu trời xa xăm, bị dư ba kinh khủng đảo qua, mảng lớn võ giả tại chỗ bạo thể bỏ mình, ngay cả cơ hội biến thành thi sát cũng không có. Huyền lôi kinh vân hống cách hai người gần nhất, tại chỗ bị oanh kích thành kim lôi, sau khi năng lượng kích động qua đi, mới ở ngoài trăm trượng lần thứ hai ngưng thân, không ngừng phun huyết. Thân thể ngạc ngư trốn khỏi tiểu hồng truy sát, nhưng đã mất đi nhục thân thần hỏa cùng hạt căn bản, khôi phục lại phong chi linh, mới vừa thở một hơi, trong nháy mắt lại bị trùng kích, lần thứ hai ngưng tụ cũng biến thành hoảng hốt bất định, trọng thương trong người. Duy chỉ có hồ lô tiểu kim cương là không có chuyện gì, thần luyện thép chi khu là cứng rắn nhất thiên hạ. Ngạnh kháng lực trùng kích kinh khủng vậy mà không có việc gì. Phốc, Lý Vân Tiêu cũng phun ra một búng máu, cả người không ngừng bay ra phía sau. Thiên kiếm đồ thuấn thiểm băng khai,
tất cả đều bay trở về chủ nhân, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng rơi vào biển rộng. Cả người Tiểu Hồng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ma văn đều hỗn loạn, khắp nơi đều là vết thương kinh tâm, máu chảy ra tuy là màu đỏ, nhưng cực độ cổ quái, giống như thủy tinh thông thấu đỏ tươi. Phốc! Tiểu Hồng cố nén nhưng không được, phun ra một búng máu, không ngừng ho khan. Ma văn khắp người theo vết thương dũng mãnh vào trong cơ thể, trong khoảnh khắc biến mất, nhưng vết thương kia vẫn như cũ rất nặng, tựa hồ không dễ dàng khép lại. Mạnh, thật mạnh, thật mạnh. Đây là ý niệm trong đầu mọi người lúc này, đều hoảng sợ nhìn trên bầu trời. Sa Vưu mắng. Mẹ nó, lúc nào học được kiếm ý kinh khủng như vậy, vậy mà còn trên lão tử. Mọi người hồi tưởng lại vừa rồi, đều là lòng còn sợ hãi, run rẩy không ngớt. Trên bầu trời hồ lô tiểu kim cương hóa thành lưu quang chạy như bay, đỡ lấy Lý Vân Tiêu bị đánh bay. Lý Vân Tiêu cũng không ngừng phun huyết, kim quang trên người lóe ra bất định, may mà hắn mở ra thần thể lục môn, nhục thân đủ để chống lại đỉnh phong vũ đế, bằng không một kích vừa rồi kia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Vân Tiêu đẩy hồ lô tiểu kim cương ra, ổn định thương thế, lấy ra số lớn thiên tài địa bảo bắt đầu thôn phệ. Lúc này bất diệt kim thân vận chuyển, chữa trị thân thể của hắn, từng đạo minh nguyệt thần quang từ trong cơ thể bắn ra, ở trên không trung kết xuất dị tượng, phảng phất như một tòa bỉ ngạn chi kiều. Tiểu Hồng ngóng nhìn nói. Thân thể dị tượng, đại ca ca thật là lợi hại, một kiếm vừa rồi kia thiếu chút nữa giết Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu bất động thần sắc nói. Đáng tiếc, còn không có giết chết ngươi. Tiểu Hồng đột nhiên cười ha ha nói. Hi hi, thực lực của Tiểu Hồng dùng thời đại này đánh giá đến phân chia, là đăng phong tạo cực. Mặc dù là thần cảnh cường giả năm đó cũng không có chiến lực cường đại như vậy. Mà đại ca ca bất quá là võ đạo đỉnh phong, có thể đánh ta bị thương thành như vậy, đã là rất khó tưởng tượng. Lý Vân Tiêu nói. Năm đó, ngươi đã thu nạp toàn bộ trí nhớ của đế dạ sao? Tiểu Hồng thẳng thắn nói. Cũng không khác bao nhiêu, cho nên người xấu kia vẫn thỉnh thoảng sẽ chạy đến, Tiểu Hồng phải dùng một bộ phận lực lượng áp chế hắn, bằng không một kích mới vừa rồi kia, nếu Tiểu Hồng vận dụng toàn lực, rất có thể đã giết đại ca ca. Sắc mặt mọi người đều đại biến, lực lượng kinh khủng như vậy, vậy mà không dùng toàn lực. Lý Vân Tiêu cũng biến sắc, lạnh lùng nói. Nói như vậy, còn đánh nữa à? Tiểu Hồng lắc đầu nói. Sẽ không, tuy rằng nhục thân của đại ca ca mạnh mẽ, nhưng thương thế so với Tiểu Hồng nặng hơn. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, nhảy lên một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, một quyền đánh tới. Thân thể dị tượng đột nhiên vỡ nát, Lý Vân Tiêu cảm giác uy áp vô biên mà đến, hầu như ép mình biến hình. 3. Hắn trực tiếp giơ tay lên, sử dụng cầm long thức, trực tiếp chộp lấy quyền kia, cầm ở trong tay. Thình thịch. Trong nháy mắt một cổ ma uy ở lòng bàn tay đánh văng ra, thân thể hai người đều khẽ run lên. Bỗng nhiên Tiểu Hồng rút tay về, lần thứ hai kết ấn, sắc mặt dữ tợn, hung ác nói. Nếu đại ca ca vẫn khăng khăng một mực, Tiểu Hồng chỉ có thể hạ ngoan thủ. Chân ma pháp ấn lần thứ hai ngưng kết, bỗng nhiên hạ xuống. Chỉ là không có uy thế như lúc nãy, xem ra Tiểu Hồng cũng tiêu hao cực lớn, một chiêu không bằng một chiêu. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, cũng không kịp nghĩ nhiều, ngũ chỉ lăng không một chảo, thân thể bắt đầu hiện lên vô số ma văn, một thanh tiểu kiếm bạch sắc từ lòng bàn tay bay ra, giống như một đóa liên hoa không ngừng xoay tròn. Đó là... Tiểu Hồng bỗng nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ kinh hô. Nguyên thạch, nghe hồng nguyên thạch. Lý Vân Tiêu đem kiếm nắm trong tay, vô số ma lực điên cuồng dưới vào, nhất thời có một cổ khí tức kinh khủng lan tràn. Không chỉ có ma nguyên lực, trên không trung lần thứ hai hiện lên một đạo kiếm phù, toàn bộ hải thiên biến sắc, giống như đêm tối. Hàng vạn hàng nghìn ánh sao lấp lánh, lóe ra hóa thành vô số tinh vũ. Trên thân kiếm hiện ra hoa nhỏ bạch sắc. Là băng sát tâm diễm, từng vòng kiếm văn vần quanh, tinh quang như từ tuyên cổ tới nay bất diệt, tương hỗ chiếu rọi. Ngươi lại đem nghe hồng nguyên thạch luyện chế thành kiếm. Nội tâm Tiểu Hồng chấn động mãnh liệt, liều mạng bấm niệm thần chú, lần thứ hai tăng uy lực kết ấn, thậm chí bất chấp áp chế đế giả trong cơ thể, đem tất cả lực lượng dưới vào thủ ấn. Lý Vân Tiêu ở dưới kiếm quang thấp thoáng, hiện lên một tia bi ai nói. Kiếm này do nghe hồng nguyên thạch luyện. Vốn là vô danh. Nhưng hôm nay đại ca ca lấy kiếm này giết ngươi, từ nay về sau,
kiếm này tên là kiếm thương Trảm Hồng. Trảm Hồng, thật càn rỡ, ta sẽ không để cho đại ca ca Như Nguyệt. Khuôn mặt Tiểu Hồng cực độ dữ tợn, thậm chí ác cười rộ lên, hơi cong khóe miệng, cùng Đế Dạ giống nhau như đúc. Một kiếm Trảm Hồng khúc, nhất ca rời người thương. Trong mắt Lý Vân Tiêu như thu thủy, không hề bận tâm, kiếm ý tuyệt cường ở trên Nghê Hồng kiếm nhộn nhạo, bay lên vô số kiếm phù. Kiếm Trảm Tinh Thần. Ầm ầm. Kiếm thương Trảm Hồng trực tiếp đâm vào chân ma pháp ấn, xuyên thấu ấn quyết mà ra, đâm vào trái tim Tiểu Hồng. Ma pháp ấn lực cũng thuận thế đánh vào trên người Lý Vân Tiêu, chấn lên pháp tắc hư quang. Hư quang lực suy yếu, bị pháp ấn xuyên thấu qua, đánh vào trong ngực. Phốc. Hai người đều phun máu tươi, ầm ầm bay đi. Lần này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này trong biển rộng sớm bị trưng khô, phía dưới giống như vực sâu nghìn trượng, hai thân thể không ngừng rơi xuống. Hồ Lô Tiểu Kim Cương vội vàng bay đi, ôm lấy Lý Vân Tiêu, mà Tiểu Hồng thì là trực tiếp rơi vào đáy biển, thình thịch một tiếng đập ra một cái hố to, phạm vi nghìn trượng xung quanh đều vỡ vụn. Ha ha, thắng! Sa Vư cuồng hô lên, tuy mọi người lo lắng không ngớt, nhưng cũng lộ ra mỉm cười. Chỉ cần Lý Vân Tiêu không chết, lấy thân thể của hắn, muốn khôi phục là sự tình rất nhanh. Thành viên Thiên Minh đều cảnh giác. Ân Chỉ lạnh giọng nói. Cũng đừng cao hứng quá sớm, lấy quy tắc mà nói, phải có một phương chịu thua, hoặc một phương sinh tử mới tính thắng thua. Tựa hồ Thiên Nhân Đại Nhân còn chưa nhận thua à? Sa Vưu cười lạnh nói. Xác thực không có nhận thua, nhưng tất nhiên đã chết. Một kiếm kia đâm thủng ngực, coi như là bất diệt kim thân cũng phải chết. Người Thiên Minh cũng lộ ra vẻ lo âu, đặc biệt là Cảnh Thất cùng Ân Trì, nếu Thiên Nhân chết, toàn bộ Thiên Minh tất sẽ trong nháy mắt tan vỡ, mà bên mình đắc tội Lý Vân Tiêu sâu như vậy, nếu không có thể triệt để gạt bỏ Lý Vân Tiêu, sợ là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Đột nhiên Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói. Mau nhìn, hình như sư phụ có tình huống. Mọi người ngưng mắt nhìn sang, chỉ thấy Hồ Lô Tiểu Kim Cương ôm lấy Lý Vân Tiêu, không ngừng có ma khí từ trên người tuôn ra, càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu cùng Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã bị ma vân bao phủ, hầu như phân không ra. Linh Mục Địch sợ hãi nói. Bất hảo. Hắn mạnh mẽ tiến lên. Đột nhiên một đạo nhân ảnh ngang trời mà đến, ngăn ở trước người hắn, lạnh lùng nói. Tỷ thí vẫn chưa kết thúc, đây là muốn sớm nhận thua sao? Chịu thua em gái ngươi, không tránh liền chết đi. Sa Vưu giận dữ, cũng bay lên trời, không nói hai lời liền chém xong kiếm xuống. Hai thanh long bay lên không, rít gào lao xuống. Cảnh Thất giận dữ, thần sát thi khôi ở phía sau mở mắt, hai người đồng thời liên thủ bấm niệm thần chú, tứ trưởng đánh ra. Ầm ầm, thanh long ở dưới trưởng phong bị chấn nát, Cảnh Thất cùng thần sát thi khôi liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn như cũng ngăn ở phía trước. Sắc mặt Linh Mục Địch trầm xuống, lúc này Lý Vân Tiêu tình thế nguy cấp, cũng không kịp nghĩ vũ quyết gì, giơ tay lên một cái, nghịch hồn tiên nhất thời đánh tới. Người còn lại cũng lần lượt phóng lên cao, muốn gạt bỏ đối phương. Ân Chỉ trầm giọng quát nói. Lên! Thành viên Thiên Minh lập tức vào tới, người hai phái lại tranh chấp, lập tức muốn rơi vào hỗn loạn. Đột nhiên một tiếng cười điên cuồng của nam tử từ đáy biển truyền đến, thanh âm cực độ tà ác, truyền vào trái tim mỗi người. Lập tức có một đạo hắc mang phóng lên cao, ở bên người mọi người hiện lên, trong khoảnh khắc liền tới trên bầu trời, khuôn mặt hưng phấn dữ tợn. Ha ha, Lý Vân Tiêu, ngươi là giúp bổn tọa đại ân a. Hôm nay có thể thoát khốn, đều là công lao của ngươi. Để cảm tạ ân đức của ngươi, ta liền đoạt Nghê Hồng Nguyên Thạch đến, lại bớt thời giờ thu ma nguyên trong cơ thể ngươi, cuối cùng tiễn ngươi về Tây Thiên. Miễn phí phục vụ, không cần cảm tạ a. Thanh âm kia tà ác, khuôn mặt cũng sinh ra biến hóa vô cùng lớn, tuy rằng còn là thân thể của Tiểu Hồng, nhưng khuôn mặt dần dần càng giống như đế giả. Ân Chỉ cười to nói. Ha ha, Thiên Nhân Đại Nhân chưa chết, vũ quyết vẫn chưa kết thúc, các ngươi đều lui ra đi. Sắc mặt mọi người âm trầm, đâu thể đồng ý như vậy, liền rằng co trên bầu trời. Sa Vưu vội la lên. Đừng động cái vũ quyết gì nữa, sợ là Lý Vân Tiêu gánh không được ma chủ công kích, giết qua đi. Ở dưới hắn dẫn đường, song kiếm chém ngang, mọi người cũng vận chuyển nguyên công, muốn xung phá phòng ngự của Thiên Minh. Nhưng lực lượng của đối phương còn trên bọn hắn, đâu có thể trùng kích qua, trái lại bị bước lui mấy trăm trượng. Đế Dạ ở trên không trung bay nhanh,
mấy cái lên xuống liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, một chưởng vỗ xuống phía dưới, quát. Chết đi! Chết! Đột nhiên một âm thanh kỳ dị ở trong cơ thể Lý Vân Tiêu vang lên, ngay sau đó tiếng cười truyền đến, cười to nói. Ha ha, là đế chi phân thân sao, bất quá là phân thân mà thôi, cũng dám ở trước mặt bổn tọa nói từ chết. Sắc mặt đế dạ đại biến, thân thể ngừng lại, trưởng vẫn cách Lý Vân Tiêu vài thước. Toàn thân Lý Vân Tiêu đầy ma văn, thân thể cũng chậm rãi đứng lên, khí thế toàn thân chợt biến, trong mắt một mảnh châm chọc nhìn chằm chằm đế dạ. Bên người hồ lô tiểu kim cương tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân thể thần luyện thép vậy mà run lên. Lý Vân Tiêu trở tay một trưởng, trực tiếp vỗ vào trên người hồ lô tiểu kim cương, chấn lên ma khí vô biên, trực tiếp đánh bay hồ lô tiểu kim cương nói. Lớn lên xấu như vậy, không nên đụng bổn tọa. Hai mắt đế dạ ngưng lại nói. Hừ, quả nhiên là ngươi, nghĩ không ra ngươi cũng còn chưa chết. Thân hình của hắn đánh tới. Ngươi chưa chết, ta cũng sẽ không chết. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, tay phải bấm niệm thần chú, tay trái hóa quyền thành trưởng, nghênh đón công kích. Ầm, hai người chạm nhau một trưởng, ma khí vô biên hóa thành linh áp văng ra, bầu trời đen kịt không ngừng mở rộng, mọi người đều trừng mắt há mồm, đồng thời có loại dự cảm xấu. Sa Vưu cả kinh nói. Mục địch đại nhân, làm sao bây giờ? Linh mục địch cũng không có biện pháp gì tốt nói. Quan sát kỳ biến đi. Lần trước bị ma chủ phổ phụ thân, chính là tập hợp lực mọi người mới phong ấn hắn xuống, lần này không biết nên như thế nào. Sắc mặt đế dạ trầm xuống, phía sau trong nháy mắt hiện ra chân ma cự linh, quát. Chết! Con mắt chân ma pháp tướng dữ tợn, ở trên không trung hai tay kết ấn, mạnh mẽ ép tới, một đạo ma ấn như là thiên ngoại thiên thạch, lăng không rơi xuống. Ma phổ cười lạnh nói. Chân ma pháp ấn mà thôi, lẽ nào bổn tọa không có sao? Hắn cũng làm ra ấn quyết giống như đúc, phía sau ma nguyên đen nhánh không ngừng bay lên, hóa thành cự linh, cũng đồng dạng ấn đi. Hai chân ma pháp ấn ở trên không trung va chạm, từng vòng ma quang văng ra, ép mọi người đều lui về phía sau, người hai phái cũng đình chỉ tranh chấp, lần thứ hai tách xa nhau, xem chừng hai ma chi chiến. Ầm ầm, hai chân ma cự linh ở dưới lực lượng kích động đều đổ nát, sắc mặt đế dạ phát lạnh, nhất thời hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay. Sáu tay đều bấm niệm thần chú. Mười vạn năm, năm đó nếu không phải ngươi ngu xuẩn, bổn tọa cũng sẽ không bị phong ấn đến nay, hiện tại thù mới hận cũ đồng thời thanh toán. Nhất thời tầng mây ở quanh thân hắn bắt đầu khởi động, một tay đâm vào bên trong, lấy ra một thanh huyền khí hình thanh đồng phủ, lưỡi búa giống như đầu thú, dương nanh múa vuốt. Huyền khí vừa hiện, toàn bộ thiên địa bắt đầu đè nén, không ngừng có tiếng sấm nổ vang, như sấm chớp vang rền. Sắc mặt ma phổ phát lạnh, lộ ra thần sắc ngưng trọng nói. Lấy trạng thái của ngươi thời khắc này, vận dụng lục đạo ma binh, cẩn thận phản phệ tan tành mây khói a. Đế giả cười lạnh nói. Không cần quan tâm, trước quản tốt các ngươi đi. Thanh đồng chiến phủ bị dơ lên thật cao, toàn bộ thiên địa bắt đầu rung động kịch liệt, thân thể non nớt của tiểu hồng cũng theo đó phiêu diêu, phảng phất không thể thừa nhận được. Trong tròng mắt ma phổ phụt ra lửa giận. Hai tay ở trước người hợp lại, chậm rãi mở ra. Một lỗ đen lớn chừng quả đấm ở trên hai trường hiện lên, không ngừng có tinh hoàn tản ra, tỉ mỉ nhìn sang, phía trên có vô số hoa văn, như là một tấm chắn, đang không ngừng biến lớn. Lá chắn thôn phệ tất cả thần thức, mọi người muốn tìm tòi tình huống, đều như đá chìm đáy biển. Đồng tử đế giả co lại, quát. Ngươi thân thể phàm thai, cũng dám chơi thứ này, ngươi không muốn sống nữa sao? Ma phổ cười nhạo nói. Cần ngươi để ý sao? Xem ai chết? Đế giả cả giận nói. Phong tử, hôm nay bổn tọa liền triệt để kết thúc ngươi. Chém nát tất cả đi, A Lại Huyền Việt. Thanh đồng chiến phủ trong tay hắn chém xuống, toàn bộ bầu trời ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt chém thành hai khúc, uy năng vô biên hướng hai bên tán đi. Thể xác và tinh thần của tất cả mọi người cự chiến, có cảm giác như tận thế tiến đến. Huyền khí cường đại. Mặc dù là cao giai vũ đế cũng gánh không được, không ít thành viên thiên minh hét thảm lên, thân thể hóa thành thịt nát bị thổi tan. Xa xa bất động quy lâm càng thảm liệt, tất cả kiến trúc trong nháy mắt nát bấy, số lớn thi sát bị chấn lăng không bay lên, sau đó nổ tan. Trên mặt ma phổ tràn đầy phẫn nộ, quát. A Nan hành lộ sát. Hai tay không ngừng bấm niệm thần chú, đem ma nguyên đánh vào lá chắn trước người,
tấm chắn đen nhánh kia lập tức hóa thành to lớn, giống như lỗ đen thôn phệ tất cả lực lượng. Ầm ầm, phủ quang chém xuống, trực tiếp đánh vào trong lỗ đen, một cổ sức mạnh cuồn cuộn nổ tung. Trong thiên địa chỉ còn lại có tiếng nổ vang, hắc ám đem mấy ngàn dặm hải vực nuốt hết, nghìn dặm hải phận, không có một giọt nước, vô số sinh linh triệt để tan tành mây khói. Thình thịch, bất động quy lâm vốn là một con hải quy thi sát, ở dưới luân phiên trùng kích, rốt cục nổ lên, hóa thành vô số đá vụn, như mưa rơi vào đại địa. Không, cảnh thất kêu thảm một tiếng, trong sát na bay qua, nhưng toàn bộ thi sát đã vỡ vụn, không còn tồn tại nữa. Sóng lực lượng kia kích động, mặc dù là võ đạo đỉnh phong cường giả, cũng khó kháng ma uy kinh khủng, bị chấn liên tục thổ huyết. Sa Vưu vì bảo vệ Mạc Tiểu Xuyên cùng Hách Liên Thiếu Hoàng, liền trực tiếp hóa ra chân long pháp thân, một mảnh long vực ở trước người ngưng kết, cũng bị kích liên tiếp lui về phía sau. Mọi người không thể phân rõ tình huống, tất cả đều bị khuất phục trước lực lượng kinh khủng kia, tim đập loạn nhịp. Lúc này giữa hải thiên kích động ngàn vạn năng lượng, đều là vô cùng kinh khủng. Nếu thoáng bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Linh mục địch phi thân bay đi, đón từng vòng lực lượng mà lên, thân thể của hắn ở trong các loại dư ba không ngừng nổ vang, nhưng không tổn thương. Không trung toàn bộ đều là hắc ám cùng năng lượng, thần thức hoàn toàn phóng xạ không ra, chỉ có thể lấy mắt thường nhìn. Rốt cục ở địa phương cao mấy ngàn trượng, có một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng bay đi, như lá rụng trong gió, hoàn toàn không cách nào nắm trong tay vận mạng của mình. Tùy ý bài bố. Lý Vân Tiêu. Linh mục địch vội vàng kêu một tiếng, mấy cái lên xuống liền đến bên người Lý Vân Tiêu, ôm lấy hắn. Thời khắc này toàn thân Lý Vân Tiêu cháy đen, khuôn mặt cũng đen nhánh, không thể nhìn rõ. Linh mục địch hoảng hốt, bỗng nhiên dò xét khí thức của hắn, còn chưa chết, nhưng không biết tình huống cụ thể. Hắn hướng mọi người nói. Đi. Nơi đây đã không thể ở tiếp nữa. Nếu không thể đúng lúc cứu trị Lý Vân Tiêu, sợ là liền thật chết rồi. Người còn lại cũng nghiêm túc, lập tức đi theo linh mục địch. Còn muốn chạy, giết sạch bọn họ. Ân Chỉ hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đuổi đến, trong lòng hắn cũng vạn phần lo lắng, chẳng biết Lý Vân Tiêu sinh tử, nếu còn sống liền phiền phức lớn. Giết, làm được sao? Sa Vưu chém ra song kiếm, dốc hết toàn lực, một cổ kiếm uy ngang trời chém tới. Kiếm uy ép tất cả mọi người lui ra, không dám đuổi thật chặt. Ân Chỉ khẩn trương, hướng Cảnh Thất nói. Cảnh Thất đại nhân. Cảnh Thất phủ phục ở đáy biển, thân thể run rẩy không ngừng, đầy đất đều là toái phiến của bất động quy lâm cùng phần còn lại của thi sát, đầu rùa còn rơi ở cách đó không xa. Hết, xong, toàn bộ xong. Cảnh Thất hầu như mất đi thần trí, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có tư tưởng. Ân Chỉ gấp đến độ dậm chân. Lấy lực một người hắn căn bản ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Lý Vân Tiêu bay khỏi, rất nhanh liền tiêu thất ở trong tầm mắt. Giữa hải thiên, chỉ còn lại có Thương Di trước mắt, khắp nơi đều là khe rãnh, người xem hết hồn. Thiên nhân đại nhân đâu? Một võ giả kinh hãi hỏi, vừa nãy hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm, liền triệt để mất đi thân ảnh của Tiểu Hồng. Ân Chỉ cũng tản thần thức ra, mọi nơi tìm kiếm. Nhưng trong thiên địa chỉ có năng lượng mặt trái tàn sát bừa bãi, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị lan đến, nước biển bốc hơi sạch sẽ, chỉ dựa vào thị lực đâu thể nào tìm được. Chết, đã chết rồi sao? Thiên nhân đại nhân đã chết sao? Trong lòng võ giả kia không ngừng run rẩy, phảng phất là sự tình gì cực kỳ đáng sợ. Ân Chỉ nói, thiên nhân đại nhân thực lực thông huyền, đăng phong tạo cực, làm sao có thể chết, chắc chắn di tán ở nơi nào đó. Chúng ta trước tìm chung quanh xem, ba ngày sau không có kết quả mà nói, xin chư vị tới Bích Lạc Tông tụ họp, cùng thương thảo chuyện quan trọng. Thiên minh trải qua trận này, trực tiếp tổn thương nguyên khí, tuy rằng võ giả đỉnh phong không có tổn thất mấy tên, nhưng cao giai vũ đế lại tử thương hầu như không còn, ngay cả thi sát tông cũng triệt để hủy diệt. Ân Chỉ nhìn cảnh thất phía dưới hầu như đờ đẫn hóa đá, nội tâm cũng cực kỳ phức tạp, nếu là ở trước kia, hắn chắc chắn sẽ đại khoái nhân tâm. Uống vài chén chúc mừng, nhưng bây giờ thỏ tử hồ bi, phảng phất thấy được kết quả của mình. Cả người hắn không khỏi run lên, nhớ tới lúc trước Lý Vân Tiêu nói muốn tiêu diệt Bích Lạc Tông, liền giống như một tầng lo lắng bao phủ buồng tim, lái đi không được, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Sắc mặt chú cháu Nhuận Lung trắng bệch, cũng không biết nội tâm nghĩ gì, Nhuận Lung trực tiếp ôm quyền nói. Chư vị bằng hữu, ta cáo từ trước,
trở lại hướng huynh trưởng báo cáo việc phát sinh nơi đây. Đầu óc hai người hầu như trống không, đối với việc lần này đã mất đi năng lực suy tính, quan trọng là tứ hải công chúa trọng thương, hiện tại không biết sinh tử. Hai người cùng mọi người đơn giản chào hỏi, liền trực tiếp hóa thành lưu quang bay về phía Bắc Hải Vương Cung. Đám người linh mục địch ở trên biển rộng tốc độ cực nhanh phi hành mấy canh giờ, mới rốt cục thấy một tòa tiểu đảo, liền từ từ hạ xuống. Mọi người ngoại trừ linh mục địch cùng hồ lô tiểu kim cương, đều là một thân tổn thương, ngay cả thân thể tuần thiên đấu ngưu cũng hãm hơn phân nửa, thay đổi hoàn toàn hình dạng. Linh mục địch đặt Lý Vân Tiêu lên mặt đất, bắt đầu kiểm tra. Toàn thân Lý Vân Tiêu đen như than cốc, mới nhìn hoàn toàn không có sinh cơ, sắc mặt linh mục địch cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hách Liên Thiếu Hoàng vội la lên. Đại nhân, hiện tại sư phụ ta như thế nào? Sa Vưu cũng vội vàng nói. Đúng vậy, tổn thương nặng như vậy, có thể hủy căn cơ của hắn hay không? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến, nếu căn cơ vũ đạo bị hủy, đó là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Linh mục địch thở dài nói. Yên tâm đi, căn cơ vũ đạo không có hủy, chỉ là... Hu! Mọi người đều thở ra một hơi, chỉ cần căn cơ vũ đạo không có hủy, những thứ khác đều dễ nói. Hách Liên Thiếu Hoàng vội hỏi. Đại nhân mới vừa nói chỉ là cái gì? Linh mục địch nhìn mọi người một cái, đau thương nói. Chỉ là Lý Vân Tiêu đã chết. Toàn bộ đảo nhỏ im ắng quỷ dị, chỉ còn lại trận trận gió lạnh. À, cái gì? Sa Vưu sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Linh mục địch thở dài nói. Sinh cơ của hắn đã hoàn toàn không có. Lẩm bẩm. Chỉ nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng không ngừng, còn có âm thanh đầu khớp xương nổ vang. Hắc, đại nhân nói đùa cái gì vậy? Tiểu Lý Tử qua nhiều năm như vậy, chuyện nguy hiểm gấp trăm lần như thế này cũng trải qua, cũng không thấy hắn chết ha, ngài thật biết nói đùa. Sa Vưu cười ha hả, lắc đầu liên tục, tựa hồ đang nhớ lại nói. Viêm Vũ Thành dùng lực lượng Vũ Vương chống lại Vũ Đế, Đông Hải lấy lực một người chống lại một tộc, Vũ Địa gặp phải Thủy Long chân thân, Tiên Cảnh, Tu Di Sơn, Hóa Long Trì, vực ngoại tinh không, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ma chủ. Cũng không thấy hắn chết a. Bây giờ bị một tiểu cô nương đánh một chưởng liền chết, ngài hồ lộng ai đó. Người còn lại cũng đều khó có thể tin. Hách Liên Thiếu Hoàng đã là toàn thân trắng bệch, không có một tia huyết sắc, thân thể run rẩy, thấp giọng gào thét nói. Đại nhân, mau nói cho ta biết, ngài đang gạt ta đúng không? Linh Mục Địch nói. Thật không có lừa các ngươi, trái tim của Lý Vân Tiêu đã ngừng đập, sinh cơ tan hết, cái này cũng không tính chết. Lẽ nào cần phải chặt đầu của hắn mới tính chết sao? Thình thịch, Hách Liên Thiếu Hoàng đánh một quyền vào biển rộng, hai hàng nước mắt không nhịn được nữa, ở trong gió như châu liêm hạ xuống, khóc lớn lên. Mạc Tiểu Xuyên siết chặt nắm đấm, máu không ngừng theo móng tay chảy ra, huyết cùng lệ hòa vào nhau chảy xuống. Sa Vưu cũng trầm mặc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Toàn bộ hải đảo đều rơi vào trầm mặc cùng bi ai, ai cũng rất khó tiếp thu thực tế trước mắt. Tân thần than thở. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, thực sự là thiên đố anh tài a. Mọi người cố nén bi thương, võ đạo chi lộ vốn là nguy hiểm trọng trọng, vô luận là ngươi hay ta, thời điểm bước trên con đường này, ai mà không làm xong chuẩn bị tùy thời bỏ mình tuẫn đạo đây. Nghĩ tới Lý Vân Tiêu một đời phong lưu, hiện tại lại chật vật như vậy, sợ là hắn cũng không nguyện để mọi người thấy hắn khó coi a, vẫn là trước tìm một chỗ chôn hắn đi. Linh Mục Địch nói. Trước đừng nhúc nhích hắn. Tân thần ngạc nhiên nói. Làm sao, còn muốn trước tế điện một phen sao? Linh Mục Địch lắc đầu nói. Ta đang nghĩ nên làm sao cứu sống hắn. Cái gì? Tất cả mọi người quát to một tiếng, người thút thít khóc lập tức dừng nước mắt lại. Sa Vưu lau mắt, giật mình nói. Chết còn có thể cứu sống. Linh Mục Địch nói. Vốn là không thể, nhưng tình huống của hắn có chút đặc thù. Mặc dù sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng nhục thân bất hủ, các ngươi nhìn kỹ, vẫn đang không ngừng tự mình chữa trị. Hơn nữa đại diễn thần quyết thần diệu, mặc dù là ta cũng không có thể tham tường, trạng thái của hắn bây giờ nhục thân bất hủ, linh hồn không chết, tuy là trạng thái chết, nhưng ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Sa Vưu mừng đến chảy nước mắt, kích động nói. Đại nhân, ngài nhất định phải cứu sống hắn, tuy rằng hắn vóc người xấu, hành vi ác tâm, tà ác không có tâm đồng tình. Công năng của thận cũng không tốt, nhưng chung quy cũng không phải người xấu gì a. Linh Mục Địch,
Chấm. Phù phù. Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên quỳ xuống, bang bang phanh liều mạng dập đầu. Đại nhân, nhất định phải cứu sống sư phụ của chúng ta. Linh Mục Địch nhẹ nhàng phất tay, một đạo lực lượng vô hình nâng hai người lên nói. Các ngươi chớ quấy rầy, để cho ta suy ngẫm. Mọi người lập tức an tĩnh lại, không dám quấy rầy nữa. Mấy canh giờ sau, Linh Mục Địch mới thở dài một tiếng nói. Thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Mọi người đều run lên, trái tim trầm xuống, viền mắt bắt đầu ướt át. Linh Mục Địch nói. Chỉ có thể dùng loại biện pháp này à? Sa Vưu cả giận nói. Đại nhân nói chuyện không thể một lần nói xong sao, ta chỉ hỏi một câu, hắn có thể cứu hay không? Linh Mục Địch nói. Tự nhiên có thể cứu, chỉ là rất phiền phức. Hô! Sa Vưu thở phào nhẹ nhõm, nói. Phiền toái nữa cũng phải cứu, mọi người nhiều người như vậy, đồng tâm hiệp lực, có gì phải sợ? Linh Mục Địch nói. Trước nghĩ biện pháp để cho hắn khôi nhục thân phục, bằng không ta sợ hắn không chịu nổi phương pháp kích thích tác dụng, trực tiếp tan thành mây khói. Tân thần cao mày nói. Khôi phục nhục thân sợ là rất khó, vừa nãy ta cũng quan sát thoáng cái, lấy tình huống của hắn thời khắc này, muốn khôi phục như lúc ban đầu mà nói, ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi a. Bắc Quyến Nam nói. Hắn có thần thể, lại tu luyện thể thuật tuyệt đỉnh, muốn khôi phục cũng không phải là quá khó khăn, chí ít ta biết vài loại biện pháp. Hắn đã từng là nhục thân đại thành, đối với đạo này tự nhiên có nghiên cứu cùng tạo nghệ cực cao. Biện pháp gì? Sa Vưu không kịp chờ đợi hỏi. Bắc Quyến Nam nói. Đó là dùng âm dương điều hòa giữa các thần thể. Ánh mắt mọi người thoáng cái nhìn về phía tân thần, cả người tân thần run run, chợt lui mấy trăm trượng, cả giận nói. Thật ác tâm, giết ta cũng không có khả năng. Bắc Quyến Nam nói. Cũng không phải là tất cả thần thể đều thích hợp, có thể xứng đôi vốn cực nhỏ, nhưng một khi xứng đôi mà nói, uy năng cực lớn, đối với song phương đều có nhiều chỗ tốt. Sa Vưu lập tức nhớ tới Lạc Vân Thường, nói. Ta biết có một người có khả năng, nhưng người kia tung tích không rõ, Tiểu Lý Tử tìm nàng cũng rất lâu rồi. Bắc Quyến Nam nói. Vậy cũng chỉ có thể dùng linh dược tẩm bổ. Sa Vưu nói. Tiểu tử này trước đây rời sạch Đông Hải Vương Cung, trên người có vô số linh dược, nhưng bây giờ hắn bị vây ở trạng thái chết giả, giới thần bi cũng phong bế, trước đi tìm linh dược a. Tô Liên Y nói. Trên người ta có không ít. Nàng vốn là thiên nhất các chủ, thời điểm ly khai Thương Minh mang đi rất nhiều vật chân quý, so với trên người Lý Vân Tiêu còn nhiều không ít. Nàng gỡ xuống 3 cái thủ trạc, chia ra làm vàng bạc đồng 3 sắc, ném cho Bắc Quyến Nam nói. Đại nhân nhìn một chút, trong đó vật nào có thể dùng. Cấm chế trên 3 thủ trạc đã cởi ra, thần thức của Bắc Quyến Nam quét tới từng cái, sau đó nắm lên một đống vật phẩm, lại đưa vòng tay lại cho Tô Liên Y. Nói. Mấy thứ này có khả năng để thân thể của hắn khôi phục, nhưng vẫn là quá chậm. Ta đột nhiên nghĩ đến một vật, ở Bắc Hải Vương cung có. Trong lòng Linh Mục Địch khẽ động nói. Chẳng lẽ là Linh Nhũ tinh hoa vạn năm? Tô Liên Y giật mình nói. Vạn năm Linh Nhũ là bảo vật vô cùng khó được, thiên kim khó cầu, về phần Linh Nhũ tinh hoa, thậm chí ta chưa từng nghe qua. Linh Mục Địch nói. Vật này xác thực chỉ có Tứ Hải mới có. Nếu có thể tìm 2-3 giọt, nhất định có thể để cho nhục thân của Lý Vân Tiêu phục hồi như cũ. Sa Vưu Đại Hỷ nói. Nhanh đi Bắc Hải Vương Cung, chỉ cần Vương Cung có vật ấy, coi như là quật 3 thước đất ta cũng đem nó đào ra. Đột nhiên Hóa Tu nói. Bắc Hải Vương Cung đích xác là có Linh Nhũ tinh hoa. Sa Vưu vui vẻ nói. Ta thật ra đã quên, tiểu tử ngươi là từ Hải Hoàng Điện đến, chỗ Hải Hoàng khẳng định cũng có đúng không? Hóa Tu lắc đầu nói. Hải Hoàng Điện không có, nếu có chân bảo này, sư phụ đã sớm giao cho sư nương uống. Mẫu thân của Thủy Tiên hôn mê hơn 10 năm, Ba Long cách gì cũng nghĩ, các loại thiên tài địa bảo càng bỏ vào vô số. Hóa Tu nói. Bất quá ta ra mặt, Bắc Hải Vương thất bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi, dù là Linh Nhũ vạn năm cũng không che đậy. Sa Vưu nói. Hảo, lập tức đi Bắc Hải Vương cung, việc này không nên chậm trễ. Đáng tiếc Tiểu Diệp Tử còn đang bế quan, giới thần bi bị đóng, bằng không mượn lực lượng của cửu đỉnh Chi Chu sẽ nhanh hơn mấy lần. Tô Liên Y lập tức lấy ra một chiếc cửu giai chiến hạm, mọi người bay vào bên trong. Đột nhiên xa xa có một đạo quang mang chạy như bay tới,
trong khoảnh khắc liền đến trước mắt, là một trung niên nam tử, vừa thấy mọi người trong chiến hạm, sắc mặt liền vui mừng lớn tiếng nói. Chư vị là bằng hữu của Lý Vân Tiêu đại nhân. Sa Vưu ngưng thanh nói. Có chuyện gì? Người trước mắt này nhìn không quen mặt, hắn không có chút ấn tượng nào, nhưng thực lực người này chỉ là bát tinh vũ đế, nên hắn không quá quan tâm. Người nọ vội nói. Kẻ hèn này là Long Nha Sơn Trang Lãnh Khanh, trang chủ thành tâm mời Vân Tiêu đại nhân đi qua nói chuyện. Hắn lấy ra một tấm thiệp mời, hai tay đưa lên. Sa Vưu lăng không một chảo, thiệp mời nhất thời rơi vào trong tay, bên trong quả nhiên là tiêu ký của Long Nha Sơn Trang, là Tuyệt Thiên Hàn tự tay viết thư mời. Sa Vưu nói, Lý Vân Tiêu đang bế quan, tấm thiệp này ta sẽ chuyển giao cho hắn, hiện tại chúng ta có việc gấp trong người, chờ làm xong việc hắn sẽ trả lời các ngươi. Cái này, Lãnh Khanh sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ có chút không thích hợp. Sa Vưu không nhịn được nói. Cái này cái gì, mau tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta làm việc. Hắn khua ra một trường, nhất thời khắp bầu trời phong vân khởi động, thoáng cái cuồn cuộn nổi lên, hất Lãnh Khanh bay ra mấy ngàn trường. Lãnh Khanh lại càng hoảng sợ, vội vàng vận chuyển lực lượng chống đối phong vân, nhưng hoàn toàn là bọ ngựa đấu xe, đợi đến lúc thân thể đứng vững, chỉ nhìn thấy chiến hạm hóa thành một chấm đen, tiêu thất ở chân trời. Hắn một trận tim đập nhanh. May là đối phương không có ác ý, nên bản thân không có chút thụ thương. Mặc kệ, thiệp mời đã đưa, cũng nên trở về cùng trang chủ đại nhân bàn giao. Lãnh Khanh hít một hơi, vội vàng hóa thành lưu quang bay đi, tiêu thất ở trên biển rộng. Cửu giai chiến hạm đem cấp độ mở tới lớn nhất, một đường sóc này rung động không ngớt, giống như là muốn tán ra, nhưng mọi người còn nghĩ không đủ nhanh, lo lắng không ngớt. Dù sao Lý Vân Tiêu tổn thương kéo càng lâu sẽ càng phiền phức. Ở dưới hóa tu dẫn đường, nửa tháng sau liền lái vào một mảnh hải vực yên lặng. Là nơi đây. Sau khi hóa tu xác nhận không sai, chỉ vào phía dưới nói. Nơi này tự thành hải vực không gian, đó là chỗ của Bắc Hải Vương Thất. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Sa Vưu không dằn nổi nói. Tô Liên Y lập tức khu động chiến hạm, từng tầng phòng ngự như nước phao đem chiến hạm bao vây, nhảy vào trong biển rộng, không ngừng chìm xuống phía dưới. Người nào dám tự tiện xông vào nơi đây? Một tiếng quát chói tai truyền đến, sau đó không ngừng có thân ảnh ở trong nước biển hiện lên, vây quanh bốn phía chiến hạm, hung hăng nhìn chằm chằm. Hóa tu vội nói. Chúng ta có chuyện quan trọng gặp Bắc Hải Chi Vương, mong rằng giàn xếp. Hắn ném ra một tấm lệnh bài, bay về phía hộ vệ kia. Hừ, vương ta há là các ngươi muốn gặp liền gặp. Hắn hừ lạnh một tiếng, hùng hổ, nắm lệnh bài nhìn nhìn. Đột nhiên hai mắt hắn mở to, hóa thành khiếp sợ, cuối cùng sợ hãi không ngớt nói. Hải, Hải Hoàng Cung. Hộ vệ kia sợ đến thiếu chút nữa không cầm vững lệnh bài trong tay, vội vàng khom người nói. Nguyên lai là Hải Hoàng Cung đại nhân, ta liền đi thông báo. Sa Vưu nói. Không cần thông báo, chúng ta có việc gấp muốn gặp Bắc Hải Chi Vương, xin lập tức dẫn đường đi. Hộ vệ kia ngẩn ra nói. Cái này không hợp quy củ a. Hóa tu quát. Vậy ngươi nhanh lên. Dạ, dạ. Hộ vệ kia vội vàng xoay người, mấy cái hạ xuống liền tiêu thất ở đáy biển. Sa Vưu mắng. Nếu không phải là có cầu người ta, hiện tại lão tử liền vọt vào. Có thể thấy được lòng hắn nóng như lửa đốt. Linh Mục Địch nói. Hơn nửa tháng cũng chờ, còn không chờ được nửa canh giờ sao. Mọi người nội tâm luống cuống mới dần dần bình phục lại. Rất nhanh, hộ vệ kia liền dẫn một đội nhân mã đến, người cầm đầu dĩ nhiên là chú cháu Nhuận Lung cùng Nhuận Tông. Hai người nghe là người của Hải Hoàng Cung, liền càng hoảng sợ, thầm nghĩ công chúa mới vừa thụ thương, hơn nữa tung tích không rõ, Hải Hoàng Cung liền phái người đến, tốc độ cũng quá nhanh đi. Chú cháu hai người vội vàng tự mình nghênh tiếp. A, là các ngươi. Nhuận Lung vừa thấy, nhất thời kinh hô lên. Sa Vưu lạnh lùng nói. Việc Thiên Minh tạm thời không có hứng thú tính sổ với các ngươi, mau lấy linh nhũ tinh hoa vạn năm ra. Nhuận Lung cả kinh nói. Vạn năm linh nhũ tinh hoa, các ngươi là vì vật ấy mà đến. Nhuận Tông xoay động nhãn châu, lập tức nghĩ tới then chốt trong đó, vội hỏi. Là vì cứu Lý Vân Tiêu đi, đáng tiếc Bắc Hải Vương Cung không có linh nhũ tinh hoa vạn năm linh nhũ thì có vài giọt. Sắc mặt hóa tu trầm xuống, ngưng thanh nói.
việc này không được vui đùa, Lý Vân Tiêu sinh tử không chỉ quan hệ mình hắn, còn quan hệ tới Thủy Tiên công chúa an nguy, nếu có linh nhũ tinh hoa mà nói, nghìn vạn lần không nên che giấu. Nhuận Tông nói, tự nhiên là không, chư vị mời trở về đi. Hóa Tu ngây người ngay tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải, nếu đối phương nói thật không có, cũng không tiện cường hỏi. Trong lòng Sa Vư bốc lên một ngọn lửa vô danh, đầy cõi lòng hy vọng chạy tới, người ta lại nói không có, lạnh giọng nói. Nếu không có linh nhũ tinh hoa, chúng ta cũng không đi, hảo hảo tính toán chuyện cửu thiên thập địa sát trận đi. Nhuận Lung hoảng hốt, biết thực lực của hắn, vội vàng thối lui nói. Đừng vội sằng bậy, nơi này chính là Bắc Hải Vương Thất, người muốn làm gì? Làm gì, cửu thiên thập địa sát trận tạo cho chúng ta phiền toái không nhỏ, bút sổ sách này lấy tính mệnh vương thất các ngươi đến bồi đi. Sa Vưu thoáng cái nổi giận, tất cả oán khí toàn bộ rót vào kiếm trong tay, nước biển bốn phía lập tức dâng lên vòng xoáy, cửu giai chiến hạm cũng bắt đầu tan vỡ. Tính mệnh cả nhà vương thất. Chú cháu Nhuận Lung cũng kinh sợ không ngớt, nghĩ không ra đối phương tàn bạo như vậy, đều liên tục kinh hô. Dừng tay, mau dừng tay. Nhuận Lung vội la lên. Hóa Tu đại nhân, chúng ta thực sự cầm không ra linh nhũ a. Hóa Tu cũng muốn bảo Sa Vưu dừng tay, nhưng có thể sao, lúc này hắn đang nổi điên, mình lại đi ngăn hắn, làm bất hảo sẽ bị một kiếm chém chết a. Hơn nữa hắn cũng không tin Bắc Hải không có linh nhũ tinh hoa, vì vậy hừ lạnh một tiếng, liền đứng ở một bên nhìn. Sa Vưu lạnh lùng nói, có linh nhũ tinh hoa sẽ thứ tội cho các ngươi, không có vậy thì chết đi. Trên thân Tu Di Vô Ngã kiếm hóa ra một con thanh long xoay quanh, toàn bộ nước biển bị tách ra, biển rộng trong nháy mắt bị phân cách, kiếm uy thật lớn ép hai chú cháu Nhuận Lung thở không nổi. Sắc mặt hai người đều đại biến, một kiếm kia đã tập trung bọn họ, nếu chém xuống mà nói, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước mắt sống chết, Nhuận Tông cũng không kịp nghĩ gì, vội vàng hét lớn. Đại nhân dừng tay, ta đột nhiên nghĩ tới, Bắc Hải Vương thất còn vài giọt linh nhũ tinh hoa. Hắn vừa nói, nhất thời không ít người sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Hóa Tu, trên mặt đầy lửa giận, hung tợn theo dõi hắn, dám lừa gạt mình. Nhuận Tông cúi đầu, không dám nhìn Hóa Tu, nhưng lúc này bảo mệnh mới trọng yếu, chuyện khác tạm thời không lo được quá nhiều. Ta phi, dám lừa bổn tọa. Sa Vưu càng giận dữ, nhưng trong lòng trái lại đại hỉ, lạnh giọng nói. Lần này tạm thời ghi nhớ, nếu dâng linh nhũ ra để cho bổn tọa hài lòng. Sự tình gì cũng không có, bằng không ta không chỉ tiêu diệt tộc ngươi, còn diệt ngươi cửu tộc, đem toàn bộ Bắc Hải vén phân nửa a. Chú cháu Nhuận Lung chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, giận mà không dám nói gì. Nhuận Lung mặt âm trầm nói. Chư vị đi theo ta, muốn vận dụng vạn năm linh nhũ tinh hoa, phải được vương huynh cho phép mới được, chúng ta không có quyền làm chủ. Sa Vưu thu kiếm, mọi người theo Nhuận Lung đi. Linh Mục Địch che chở Lý Vân Tiêu. Xuyên toa qua một lối đi màu xanh, rất nhanh liền tiêu thất ở đáy biển. Lối đi kia trực tiếp thông hướng đáy biển, đi vào một không gian độc lập. Bên trong dùng vô số thủy tinh chiếu sáng như ban ngày, một tòa cung điện hùng vĩ huy hoàng tọa lạc ở trung ương, dùng dị bảo hiếm quý làm đẹp tứ phương. Nhuận Lung nói, chư vị chờ một lát, ta đi vào thông báo vương huynh. Sa Vưu nói, không cần thông báo, chúng ta theo ngươi cùng đi. Đột nhiên một giọng nói từ trong cung điện truyền đến nói. Có khách quý ở xa tới, Nhuận Hải không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Thanh âm kia trầm trọng hùng hồn, xa xa truyền đến tuyên truyền giác ngộ, thực lực siêu cường. Sau đó liền thấy một đạo long ảnh màu đen ở trên vương cung xoay quanh, mấy cái lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hóa thành một nam tử bận hắc bào, không giận mà uy, toàn thân lộ ra một cổ khí tức thượng vị giả. Vương huynh. Phụ vương, chú cháu Nhuận Lung vội vàng tiến lên bái kiến. Ánh mắt Nhuận Hải ở trên thân đám người Sa Vưu đảo qua, không khỏi một trận hết hồn, không biết từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy. Nhuận Lung cúi đầu, len lén truyền âm qua, giản lược giảng giải ngọn nguồn sự tình, cụ ung lai lịch những người này nói một lần. Sắc mặt Nhuận Hải đại biến, nếu những người này tìm tới cửa trả thù, toàn bộ Bắc Hải vương thất liền phiền phức, hắn vội vàng nói. Nguyên lai chư vị đều là bằng hữu của đệ tử Hải Hoàng Hóa Tu đại nhân, thực sự là thất kính thất kính. Hắn nắm tầng đầu mối này, vội vàng bám vào quan hệ. Sa Vưu nói,
không cần phải xen vào chúng ta là người nào, nói chung ngươi đắc tội chúng ta, nếu có linh nhũ tinh hoa, đồng thời để cho chúng ta thỏa mãn, liền xóa bỏ, bằng không liền chiến thôi. Hắn nói một chữ chiến, toàn bộ không gian rung động một cái, tất cả mọi người hải tộc kinh hãi không ngớt. Nhuận Hải cũng âm thầm lo lắng, hắn cũng phát hiện Lý Vân Tiêu bên người linh mục địch, chắc là vì cứu người này a, hắn cau mày nói. Vạn năm linh nhũ tinh hoa tuy rằng thần kỳ, có thể hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, nhưng đó cũng là khoa trương a, chỉ là dược y, ta xem vị bằng hữu này tựa hồ. Đã khí tuyệt. Sa Vưu lạnh lùng nói. Hắn bây giờ là trạng thái chết giả, nếu thật đã chết, ha ha, toàn bộ Bắc Hải Vương thất các ngươi chờ chôn cùng đi. Trong lòng Nhuận Hải giật mình, trong lòng giận dữ, vô số năm qua, chưa từng có người dám ở Bắc Hải Vương cung làm càn như vậy. Đối phương khẩu khí gây sự, động một chút là cầm diệt tộc uy hiếp, mình nói như thế nào cũng là cường giả chấp trưởng một hải, danh chấn thiên hạ, lúc nào bị uất ức như vậy. Bất quá tức thì tức, nhưng khi ánh mắt của hắn lần thứ hai đảo qua mọi người, vẫn là không dám nhiều lời, mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận nói. Vạn năm linh nhũ tinh hoa ở mấy giờ trước thì còn, nhưng bây giờ đã không có. Cho nên con ta nói cũng không phải lừa chư vị. Hóa Tu nhìn không được cả giận nói. Nhuận Hải đại nhân, là các người bày binh bố trận đả thương người trước, hà tất ngoan cố như vậy, đến nỗi đưa tới tai họa. Nhuận Hải than thở. Hóa Tu đại nhân, ta nói là thật. Vừa nãy trưởng lão Vân Sinh bộ tộc đã lấy linh nhũ tinh hoa đi. Vân Sinh bộ tộc. Sắc mặt Hóa Tu đại biến, cả kinh nói. Ngươi nói là thật. Vân Sinh bộ tộc ở trong hải vực thực lực mạnh mẽ, biết chủng tộc này cũng không có nhiều người, nhưng tộc trưởng tộc này mặc dù là hải hoàng Ba Long cũng không dám không nể tình, đại sư huynh của hắn Cốt Hồng cũng là người Vân Sinh bộ tộc. Sa Vưu lạnh giọng nói. Vân Sinh bộ tộc ở đâu? Hóa Tu kinh hãi. Vội vàng nói. Nghìn vạn lần không thể đi Vân Sinh bộ tộc, tộc này rất đáng sợ, bằng không có đi không về. Đồng tử linh mục địch hơi co lại, dừng ở trong vương cung nói. Ba vị ngồi trong kia uống trà, không phải là trưởng lão Vân Sinh bộ tộc chứ? Sắc mặt mọi người đại biến, ngay cả Nhuận Hải cũng kinh hãi, hắn quan sát linh mục địch lần nữa, nội tâm thất kinh không ngớt, tu vi người này mình hoàn toàn nhìn không thấu. Hừ, các hạ hảo nhãn lực. Trong vương cung truyền đến tiếng hừ lạnh, một người nói. Nếu chư vị là vì linh nhũ tinh hoa mà đến, thì vật ấy hiện tại ở trong tay ba người chúng ta, cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Vừa dứt lời, cũng không thấy có động tĩnh, trước người Nhuận Hải lập tức xuất hiện ba lão giả. Nhuận Hải vội vàng tiến lên hành lễ nói. Ba vị trưởng lão, một người trong đó râu tóc bạc trắng, trong trán lóe ra sát khí nói. Đại nhân không cần đa lễ. Những người này hướng về phía linh nhũ tinh hoa mà đến khó xử đại nhân, cũng chính là khó xử chúng ta. Sa Vưu nói, vạn năm linh nhũ tinh hoa ở trong tay ba người các ngươi. Lão giả lông mày trắng ngẩng đầu lên, hình dạng khinh miệt nói. Phải. Hu. Sa Vưu thở phào một cái, tâm tình thoáng cái vô cùng tốt, cười nói. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được rồi. Lão giả lông mày trắng lạnh lùng nói. Có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn dám từ trong tay chúng ta lấy đi sao? Lấy, không không không, đương nhiên không có hứng thú. Sa Vưu híp mắt nở nụ cười. Lão giả lông mày trắng hừ nói. Coi như ngươi thức thời. Nụ cười trên mặt Sa Vưu băng lãnh mà sắc bén, nói. Là bảo các ngươi ngoan ngoãn hai tay dâng đến. Cái gì? Ba lão giả thất kinh, ngay cả người của Bắc Hải Vương thất cũng biến sắc. Bất quá trong lòng người vương tộc lại vui vẻ, ước gì bọn họ nảy lên xung đột. Một Lam Y lão giả khô gầy lạnh lùng nói. Ngươi là thật khờ hay giả ngốc? Lai lịch ba người chúng ta ngươi nghĩ là giả sao? Giả ngốc, ba vị nghiêm trọng rồi. Sa Vưu cười ha hả nói. Ta lười nói nhiều với các ngươi, trong 10 hơi thở, không giao linh nhũ tinh hoa ra, chết. Ba người đều há to miệng, phảng phất khó mà tin được. Vân Sinh bộ tộc bọn họ ở tứ hải ngang dọc, chưa từng có người nào dám không nể tình, đừng nói phản kháng. Hóa Tu nóng nảy, hắn tự nhiên biết tộc này đáng sợ, vội vàng nói. Sa Vưu đại nhân, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Đột nhiên Bắc Quyến Nam nói. Vân Sinh bộ tộc, ta nhớ ra rồi. Lão giả lông mày trắng hừ một tiếng, quát. Hừ, hiện tại mới nhớ tới, không cảm thấy chậm sao,
việc này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Linh Mục Địch nói, ta làm sao không có ấn tượng nhỉ? Bắc Quyến Nam nói, đại nhân đã quên sao, năm đó lúc đại chiến, có một người hải tộc thực lực phi thường được đại nhân cứu, khóc hồ muốn thể chết theo đại nhân, nhưng đại nhân không đáp ứng hắn. Người nọ hình như chính là Vân Sinh bộ tộc tộc trưởng, tên là gì ấy nhỉ? Linh Mục Địch nhớ lại thoáng cái nói. Người vừa nói như vậy ta thật là nghĩ tới, thời gian lâu quá quên tên gì, hắn hình thể như núi, là hải tộc có khả năng sinh ra hai cánh, đầy người đỏ bừng, ngũ chỉ như nanh vuốt. Mặc dù hắn không nhớ rõ tên, nhưng đem đặc trưng chiến đấu của đối phương nói ra. Ngươi, các ngươi thật dám nói lung tung a! Lão giả lông mày trắng kinh hãi cùng tức giận đến cả người run rẩy. Người Bắc Hải Vương thất cũng đều hết hồn, giật mình nhìn hai người kia, dám trêu chọc Vân Sinh bộ tộc như thế, đương kim thiên hạ sợ cũng chỉ có hai người này. Nhưng bọn hắn không biết là, Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam chỉ là chuyện thật mà thôi, không hề có trêu chọc. Trọng địa chính là Vân Sinh bộ tộc đệ nhất đại tộc trưởng, có một tòa điêu khắc thật to ở trong tộc cung, nhưng người thường căn bản không biết. Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Tên trưởng lão Vân Sinh tộc khô gầy hống khiếu một tiếng, thân ảnh liền vọt tới, một trưởng vỗ tới Bắc Quyến Nam. Bắc Quyến Nam tự nhiên không hãi sợ, né người sang một bên, vận trưởng đánh ra. Thình thịch, trưởng phong của hai người kích động, lão giả khô gầy đột nhiên kinh hãi, phát hiện lực lượng của đối phương hơn mình xa lắm, hắn vội vàng muốn thối lui, lại phát hiện song trưởng bị một cổ lực lượng khổng lồ hút chặt. Lui về phía sau không đường, nhưng trước mặt thì trưởng lực của đối phương càng ngày càng mạnh, không ngừng nghiền nát trưởng cốt của mình, hai cánh tay như bị vô số lưỡi dao từ trong cốt tủy thổi qua, đau đến hắn cả người đổ mồ hôi lạnh. Làm càn! Hai lão giả khác đồng thời giận dữ, yêu khí cường đại dâng trào ra, cũng không kịp nhớ mặt mũi gì, một tả một hữu phi tập đến. Bắc Quyến Nam bỗng nhiên vỗ lên, đánh văng đối phương ra, đồng thời xoay người lại, tay bấm niệm thần chú, một mảnh kiếm ảnh nảy lên. Bát giác chiếu ảnh, muôn đời ngự kiếm. Một kiếm chia làm hai, hướng trên người hai gã trưởng lão chém tới. Thình thịch, thình thịch. Hai người đều chấn động, cảm giác khí huyết của mình kích động, lục phủ ngũ tạng lăn lộn, mạnh mẽ ngăn chặn một ngụm máu tươi, không ngừng lui về phía sau hóa giải thế kiếm kia. Một người hai chiêu, liền đẩy lùi ba người bọn họ. Lão giả lông mày trắng biết tình thế không xong, quát. Trước tiên lui, tương lai lại theo chân bọn họ tính sổ. Lui, cái vui đùa này quá lớn rồi. Thân ảnh xa vưu lóe lên, liền ngăn ở trước mặt ba người, lạnh giọng nói. Giao vạn nam linh nhũ tinh hoa ra đây, có khả năng tha các người đi. Lão giả lông mày trắng cả giận nói. Vạn nam linh nhũ tinh hoa là Vân Sinh bộ tộc ta có trọng dụng, nếu thức thời liền tránh ra. Sa Vưu lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta người này từ trước đến nay không có thức thời. Lão giả lông mày trắng tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói. Xem ra ngươi căn bản không biết Vân Sinh bộ tộc ta lợi hại. Sa Vưu lạnh giọng nói. Lời vô ích nhiều lắm, bổn tọa không thích. Tu Di vô ngã kiếm hiện ở trong tay hắn, trực tiếp chém xuống một kiếm. Ba người hoảng hốt, nghĩ không ra đối phương liền trực tiếp động thủ. Cổ kiếm uy kia mênh mông cuồn cuộn, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ, đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhuận Hải bây giờ nhìn không nổi nữa, thân ảnh lóe lên, che ở trước mặt ba người. Hai tay bấm niệm thần chú, một vòng kim hoàn từ song trưởng nảy lên, hóa thành tầng tầng vầng sáng. Thình thịch, vầng sáng tấn tán, kiếm khí chém ở trên kim hoàn, chấn lên thanh âm giòn giã, song trưởng của Nhuận Hải đẩy một cái, nội tâm dị thường kinh hãi. Lão giả lông mày trắng nói. Nhuận Hải đại người, ngươi ngăn cản những người này, ba người chúng ta về trong tộc phục mệnh, đồng thời phái cao thủ đến tiêu diệt. Ba người nhất thời hóa thành lưu quang bay lên, muốn phá không đi. Nhuận Hải một trận không nói gì, nội tâm biệt khuất rồi lại không lời nào để nói, Vân Sinh bộ tộc hắn không dám đắc tội, hơn nữa cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn ba người chết ở chỗ mình, bằng không phiền phức liền lớn, nếu ba người có thể đào tẩu đó là hay nhất. Ầm ầm, đột nhiên một vòng sáng ở trên không hiện lên, Cửu Thiên Lục Đại La hoàn hóa thành to lớn, đem ba người ngăn chặn, sau đó Linh Mục Địch rút ngân tiên, vô số phủ văn lóe lên bắn tới. Ba, 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 liên tiếp ba tiếng, ba người đều tại chỗ thổ huyết, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần thức bị thương nặng, từ trên không trung rớt xuống.
Sa Vưu nói. Ba người này quá ngoan cố, mục địch đại nhân trực tiếp siêu hồn đi. Siêu hồn. Ba người lại càng hoảng sợ, vội vàng từ dưới đất bò dậy, kinh sợ gào thét liên tục. Nhuận Hải cũng vội la lên. Không thể, ba vị trưởng lão này ở Vân Sinh bộ tộc đức cao vọng trọng. Mặc dù là Hải Hoàng Cung cũng không dám tùy ý đắc tội Vân Sinh bộ tộc A. Linh mục địch cau mày nói. Hải Hoàng Cung lại là thế lực của ai? Người Bắc Hải đều há to mồm, một trận dại ra. Niên đại của Linh mục địch là không có Hải Hoàng Cung, tứ hải hỗn loạn một mảnh, không có trật tự giống như bây giờ. Ha ha! Sa Vưu cười ha hả nói. Đừng để ý những thứ ngốc này, nhanh siêu hồn đi. Cái gì Vân Sinh bộ tộc, cái gì Hải Hoàng Cung, cái gì Thánh Vực, cái gì Hóa Thần Hải, lại cái gì Thiên Tiệm Nhai, chúng ta đều không coi vào đâu. Nên đánh thì đánh, đáng chết liền giết. Mọi người đều nghe mà trợn tròn mắt, đặc biệt là người hải tộc, Hải Hoàng Cung hoàn toàn là thánh địa trong lòng, Vân Sinh tộc càng là thế lực kinh khủng từ xa xưa, về phần Thánh Vực, Hóa Thần Hải, Thiên Tiệm Nhai, đều là thánh địa của nhân tộc. Những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dám cuồng vọng như vậy a? Ngân tiên của linh mục địch quất một cái, ba một tiếng, một lão giả lần thứ hai phun ra máu, cả người chấn nhập vào đáy biển. Linh mục địch ngũ chỉ một chảo, nhất thời nhiếp hắn tới, treo ở trước người mình. Sau đó hai tay không ngừng bấm niệm thần chú, các loại dấu ấn từng cái đánh vào trong cơ thể đối phương, bạo lực xé mở linh đài thức hải của đối phương, thần thức điên cuồng trào vào. A a a! Tên lão giả kia kêu thảm thiết liên tục, thân thể ở trên không trung không ngừng co quắp, nhưng một lát sau liền triệt để dừng lại, khuôn mặt một mảnh dại ra, hai mắt vô thần. Phanh! Siêu hồn hoàn tất, thân thể bị ném ra, như một bãi thịt vụn quỳ dạp trên mặt đất, nhưng không có chết, chỉ là triệt để phế đi. Chi! Hai người khác hoảng sợ kêu to lên, sợ đến lạnh run. Ánh mắt linh mục địch nhìn về phía tên lão giả lông mày trắng kia, nói. Vạn năm linh nhũ tinh hoa ở trên người ngươi, là đàng hoàng giao ra, hay là ta đến lấy? Lão giả lông mày trắng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lấy ra một ngọc bình đưa tới, rung giọng nói. Đừng, đừng giết ta! Linh mục địch lăng không một chảo, liền nhiếp ngọc bình vào trong tay, mở ra nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lão giả lông mày trắng rung giọng nói. Ta, chúng ta, có thể đi được chưa? Sa Vưu hừ nói. Trước lưu lại, xem hiệu quả của vạn năm linh nhũ tinh hoa một chút, nếu hiệu quả không tốt, ta còn phải bắt các ngươi chút giận. Hai người đều run rẩy, bị sợ không nhẹ. Linh mục địch đổ ngọc bình vào miệng Lý Vân Tiêu, nhất thời có một mùi thơm ngát khó diễn tả được lan tràn. Ngửi vào cũng thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Trên mặt Nhuận Hải lộ ra vẻ nhức nhối, nếu chai linh nhũ tinh hoa này bị Vân Sinh bộ tộc lấy đi. Chờ là một cái đại nhân tình, sau này ở Tứ Hải sẽ lăn lộn rất tốt, bây giờ bị những người này lấy đi, sợ là bánh bao thịt đánh chó, đối phương ngay cả một khối nguyên tinh cũng sẽ không cho mình. Theo linh nhũ tinh hoa nhỏ vào, vết thương trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, bị ma diễm đốt đen cũng không ngừng từ trên da bong ra, sinh ra da thịt mới. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn một màn kia. Rất nhanh, một Lý Vân Tiêu sinh cơ bừng bừng. Dung quang tỏa sáng hiện lên ở trước mắt, hơn nữa so với lúc trước càng trẻ tuổi tinh thần. Linh mục địch khen. Vạn năm linh nhũ tinh hoa quả nhiên là chí bảo thiên kim khó cầu. Sa Vưu cũng thở dài nói. Thần kỳ như vậy, Nhuận Hải đại nhân, quý cung còn có hay không, bổn tọa muốn mua mấy bình uống một chút. Gương mặt Nhuận Hải đầy hắc tuyến, hừ một tiếng nói. Ngươi cứ nói đi. Hắc hắc. Sa Vưu cười cười. Cũng biết mình là vọng tưởng nói. Mục địch đại nhân, hiện tại như thế nào? Linh mục địch nói. Nhục thân đã gần khôi phục, hơn nữa còn hơn trước, hiện tại trọng yếu nhất chữa trị tâm mạch của hắn. Phương pháp này ta vốn không muốn dùng, nhưng ta mới vừa kiểm tra, tình huống của hắn so với trong tưởng tượng còn kém, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mọi người thoáng cái khẩn trương. Linh mục địch nói. Mọi người không cần khẩn trương, xác suất cứu sống cực lớn. Ta chỉ lo lắng tác dụng phụ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hồ lô tiểu kim cương, đột nhiên tay bấm niệm thần chú, ngũ chỉ hóa chảo, chộp vào thân trước của hồ lô tiểu kim cương. Giống. Thân thể hồ lô tiểu kim cương run lên, trong miệng phát sinh tiếng gào trầm thấp, tựa hồ cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn như cũ cố nén.
một khối thạch đầu tản ra bạch quang từ trong ngực hồ lô tiểu kim cương bị rút ra. Chi! Sa Vưu hít một ngụm lãnh khí, thất kinh, hắn đương nhiên nhận ra đây là hồng thạch, cả kinh nói. Đại nhân ngươi là! Linh Mục Địch nói. Đem khối hồng thạch này bỏ vào trong trái tim của Lý Vân Tiêu, kích hoạt cơ năng của hắn. Sa Vưu sợ hãi nói. Nhưng này là hồng thạch a. Linh Mục Địch mặt không biểu tình nói. Ta biết, mặc dù là ta, trước đây cũng chống đỡ không được hồng thạch này mê hoặc, cho nên ta mới nói phiền toái. Trong lòng Sa Vưu dâng lên tức giận nói. Đã như vậy, vậy ngươi còn dùng phương pháp này, ngươi nghĩ hắn có thể gánh được sao? Linh Mục Địch nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Được, bởi vì hắn là Lý Vân Tiêu. Sa Vưu ngạc nhiên, lập tức trầm mặc không nói, nhưng vẻ lo âu trên mặt lại không giảm. Linh Mục Địch không dám đụng vào hồng thạch, từ từ dùng nguyên lực bao lấy, trực tiếp đặt ở trên ngực Lý Vân Tiêu. Hồng thạch tựa hồ có linh tính, trong nháy mắt liền không bị khống chế ẩn vào. Một thanh âm giống như trái tim nhảy lên từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu truyền đến, thân thể của hắn mãnh liệt co quắp, trực tiếp tác động tất cả mọi người. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, hồng thạch phảng phất như trái tim, không ngừng hấp thu máu huyết trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Trong toàn bộ Bắc Hải Vương thất, thời gian tựa hồ dừng lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một màn bất khả tư nghị kia. Tất cả mọi người là cao thủ, trước đó có thể nhìn ra Lý Vân Tiêu đã tuyệt khí, nói hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, cũng bất quá là thuật pháp khoa trương, kia là nói không chết, chết làm sao có thể sống lại. Nhưng Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Ha ha, rốt cục sống. Sa Vưu mừng như điên. Người còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm, Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên mừng đến chảy nước mắt. Linh Mục Địch ở trước ngực Lý Vân Tiêu gật liên tục mấy cái, liên tiếp bày ra mấy đạo phong ấn, lúc này mới hỏi. Người cảm thấy thế nào? Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại nói. Trong huyết dịch tựa hồ có một loại khí tức cuồng bạo, làm ta không nhịn được muốn giết người. Đại nhân là đem hồng thạch để vào trong trái tim của ta sao? Linh Mục Địch nói. Chỉ có như vậy, mới có nắm chắc cứu ngươi. Hắn lập tức đem tiền căn hậu quả nói một lần nói. Hiện tại tâm mạch của ngươi được hồng thạch duy trì, nó sẽ không ngừng chữa trị trái tim bị hao tổn. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Loại cảm giác quái dị này thật không dễ chịu, hồng thạch vào cơ thể tóm lại là chuyện phiền phức, khi nào ta có thể lấy nó ra. Bắc Quyến Nam nói. Trái tim chính là đứng đầu ngũ tạng, mặc dù thân thể của ngươi lại cường đại làm sao. Cũng không thể tự mình chữa trị, duy chỉ có đại thành nhục thân, mới có năng lực chữa trị hết thảy. Đợi ngươi nhục thân đại thành, liền có khả năng lấy hồng thạch này ra. Linh Mục Địch nói, phiền toái là, chờ thời điểm ngươi bước vào đại thành thánh thể, hồng thạch này đã cùng trái tim dung hợp làm một, còn có thể lấy ra hay không ta cũng không biết. Lý Vân Tiêu buồn bực nói, cũng không thể để ta cả đời đều mang viên thạch đầu tâm này đi. Sa Vưu nói, sợ cái gì, người khác cả người đều là thạch đầu, người chỉ là trái tim mà thôi. Hơn nữa lấy hồng thạch này làm mắt trận bày ra phong ấn, tạo ra đại thế pháp tắc hư quang, thay ngươi ngăn thông đạo. Nếu ma phổ lần thứ hai mạnh mẽ chiếm thân thể của ngươi, tất phải phá hủy hồng thạch này phong ấn, hồng thạch vừa vỡ, vậy ngươi cũng trong nháy mắt xong đời, hắn chiếm thân thể liền không có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu, ta có thể chửi thề không? Cái phong ấn này thật mẹ nó quá thất đức đi. Trước đây bị ma chủ chiếm thân thể còn có cơ hội cướp về, giờ lại là trực tiếp đồng quy vu tận. Bắc Quyến Nam an ủi. Sống chính là tốt rồi, đi một bước xem một bước đi, thảm nữa cũng thảm bằng ta sao. Thân thể của hắn từ lâu hóa thành hủ thi, phải sửa nhan đổi mặt mới có thể gặp người. Mặc dù thân thể là đại thành nhục thân, có khả năng bất hủ, nhưng 10 năm vạn năm tuế nguyệt thật sự là quá lâu. Mà thôi, Lý Vân Tiêu cũng không cầu cái gì. Có thể kiểm về một cái mạng đã là chiếm đại tiện nghi. Thứ không có tiền đồ, mắt cũng khóc đỏ. Hắn ở trên đầu Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên gõ qua, hai người đều là mừng đến chảy nước mắt. Hách Liên Thiếu Hoàng khóc thút thít nói. Chúng ta còn chưa bước vào võ đạo đỉnh phong, sư phụ ngươi không thể ném chúng ta mặc kệ a. Lý Vân Tiêu mắng. Võ đạo đỉnh phong đều là tự mình đi, sư phụ chỉ là dẫn vào cửa mà thôi. Các người đã cách đỉnh phong không xa, nhưng đỉnh phong cũng bất quá là khởi điểm mà thôi. Đỉnh phong chỉ là khởi điểm,
Lý Vân Tiêu chợt nhớ tới đế giả đã nói với hắn, nhịn không được nói ra. Ở đây, ngoại trừ Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam gia, trong lòng đều dùng mình, đối với con đường trước mắt sinh ra hướng tới vô hạn. Dạ, đồ nhi thụ giáo. Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên đều bái hạ. Sa Vưu nói, mấy vân sinh bộ tộc này xử lý như thế nào? Tha mạng a, vạn nam linh nhũ tinh hoa đã cho chư vị đại nhân, xin tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta đi. Lão giả lông mày trắng cầu xin tha thứ. Sa Vưu mắng, ta phi, ta có nói tha các ngươi sao, nói phải xem tâm tình của bổn tọa, bây giờ tâm tình của bổn tọa còn không tệ. Hai trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, ngươi tâm tình tốt, nhưng bản thiếu tâm tình không tốt, trực tiếp giết đi. Chữ giết vừa ra, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, nội tâm không nói ra được luống cuống, trên người trong sát na dâng lên vô số ma văn. Chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt hai gã trưởng lão, trong tay một đạo kiếm mang chém ngang ra. Kiếm phong như lửa, mơ hồ có liên hoa hiện lên. Suy, kiếm quang lướt qua, hai gã trưởng lão bay thẳng lên, tiên huyết phun trào. A, à, tất cả mọi người không kịp đề phòng, nhìn hai cỗ thi thể không đầu đang không ngừng phun máu, đều là triệt để trợn tròn mắt. Trên người Lý Vân Tiêu tràn đầy sát khí, xoay đầu lại nhìn chằm chằm đám người Nhuận Hải, lạnh giọng nói. Các ngươi những con trùng này, cũng đồng thời đi chết đi. Kiếm thương chạm hồng lóe lên bạch mang, khí tức kinh khủng lan ra. Đột nhiên một vòng sáng màu đỏ hạ xuống, trực tiếp khóa Lý Vân Tiêu lại, đem toàn thân của hắn ràng buộc, chính là Cửu Thiên Lục Đại La Hoàn. Linh Mục Địch quát to. Thủ vững tâm thần, không thể nhập ma. Cả người Lý Vân Tiêu run lên, trên thân thể lập tức tản mát ra ánh sáng thông thấu, chính là Minh Nguyệt thần thể dị tượng, không ngừng tịnh hóa ma khí. Bắc Quyến Nam cau mày nói. Đại nhân, thần thể này của hắn hình như. Linh Mục Địch nói. Ta cũng phát hiện, chính là Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân. Sắc mặt Bắc Quyến Nam chợt biến, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, không có nhiều lời. Sa Vưu nói, thần thể này làm sao vậy? Có vấn đề sao? Năm đó ở trong Nam vực Thiên Châu Môn đạt được thần thể truyền thừa, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa chỗ truyền thừa, khắp bầu trời đều là Đông Hải Nguyệt Minh Châu chân quý. Bây giờ nghe hai người Linh Mục Địch nói như vậy, xem ra cũng là đồ đạc có lai lịch. Linh Mục Địch có chút hồi ức nói. Đây là thần thông tuyệt kỹ của Nam vực Chi Vương Hiểu Phong Tàn năm đó, cũng không có gì đặc biệt hơn người, chính là sẽ phát quang dựng lên, cuối cùng vẫn bị ma chủ một trường vỗ chết. Sa Vưu. Chấm. Bắc Quyến Nam nói. Khó trách hắn một thân ma nguyên, không chỉ không có nhập ma, trái lại có thể tiến hành vận dụng, đúng là lấy được Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân, thần thông này là vì chống lại lực lượng ma nguyên mà sinh. Toàn bộ người Bắc Hải đều vạn phần cảnh giác, người người sắc mặt tái nhợt, nội tâm không ngừng kêu khổ, làm sao tới một đám sát tinh như thế. Minh Nguyệt thần quang trên người Lý Vân Tiêu thông thấu như Nguyệt, như một quả bảo châu, lóe ra vài cái, đôi mắt từ từ khôi phục lại bình tĩnh như nước. Kiếm thương chạm hồng ở trong tay từ từ nhỏ đi, co rút lại thành một đóa bạch sắc liên hoa, ẩn vào lòng bàn tay không thấy. Xin lỗi, kích động, kích động. Lý Vân Tiêu có chút lúng túng cười ha hả. Bọn người Nhuận Hải là có khổ khó nói, người kích động một cái liền giết trưởng lão Vân Sinh tộc, sổ sách này ngay cả Bắc Hải Vương thất cũng thoát không khỏi liên quan, bao nhiêu sẽ phải chịu liên lụy. Sa Vưu cười nói. Ha ha, hoàn hảo không có gây thành đại họa. Nhuận Lung thực sự không nhịn được, kêu lên. Giết ba vị trưởng lão của Vân Sinh bộ tộc, cái này còn chưa gây thành đại họa. Các ngươi đã đại họa lâm đầu rồi. Lý Vân Tiêu đối với Hóa Tu nói. Vân Sinh bộ tộc chính là tộc của Cốt Hồng đi. Sắc mặt Hóa Tu ngưng trọng nói. Phải, thực lực Vân Sinh bộ tộc thậm chí không dưới Hải Hoàng Điện, mặc dù là sư tôn đối với bọn họ cũng lễ nhượng ba phần. Nghĩ đến Cốt Hồng, cả người hắn không khỏi sợ run cả người, khó ức chế sợ hãi ở trong tâm lan tràn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vừa lúc, sổ sách lần trước còn cùng hắn tính toán. Các ngươi nhanh đưa tin cho Vân Sinh bộ tộc, để cho bọn họ phái người đi tìm cái chết, bản thiếu liền ở chỗ này chờ. Lời vừa nói ra, người Bắc Hải đều là mắt choáng váng. Nguyên tưởng rằng sau khi giết người khẳng định sẽ trước tiên đào tẩu, ai biết những ác nhân này sẽ ở lại, nhất thời tâm hoa nộ phóng,
chỉ cần Vân Sinh bộ tộc phái người đến, trách nhiệm của mình liền nhỏ đi rất nhiều. Nhuận Hải vội vàng nói. Nhanh, nhanh đưa tin cho Vân Sinh tộc. Tựa như sợ mọi người đổi ý, Nhuận Hải vội nói. Không bằng chư vị đại nhân tới trong cung nghỉ ngơi một chút. Trong mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, năm đó rời trống Đông Hải Vương cung, được ích lợi không nhỏ, nhưng miệng ăn núi lở, thiên tài địa bảo trên người cũng không nhiều. Được rồi, mọi người vào nghỉ ngơi một chút đi. Xin đại nhân cho ta chút thiên tài địa bảo khôi phục nguyên lực, đợi lát nữa còn phải giết đám người Vân Sinh tộc a. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Nghìn vạn lần phải là năng lượng lớn, năng lượng không lớn cũng đừng trách chúng ta không khách khí, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nhuận Hải chấp trưởng Bắc Hải nhiều năm, cũng là tồn tại như cáo già, tự nhiên nghe được ý của hắn, đối phương đây chính là bắt chẹt a. Nhưng bắt chẹt cũng phải nhịn, chỉ cần có thể lưu lại những ác nhân này, chờ Vân Sinh bộ tộc đến, xuất chút huyết cũng không sao. Đó là tự nhiên, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Nhuận Hải lập tức phân phó xuống, cung ứng thiên tài địa bảo cho mọi người hưởng dụng. Mọi người nhất thời dũng mãnh vào vương cung, không khách khí ngồi xuống chè chén, Lý Vân Tiêu chết mà phục sinh, tâm tình của tất cả mọi người vô cùng tốt. Bác Quyến Nam nói, Vân Thiếu, thân thể của ngươi là sắp phá bỏ đệ thất trọng phải không? Lý Vân Tiêu mỉm cười, buông chén rượu xuống nói. Hảo nhãn lực, ngươi làm sao nhìn ra được? Tân thần cả kinh nói. Quả nhiên muốn phá bỏ đệ thất trọng, ngươi có dấu hiệu rồi sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Có một chút, nhưng chỉ là loáng thoáng, nắm lấy bất định. Ha ha, ta nói rồi mà. Sa Vưu cười ha hả nói. Khó trách tiểu tử ngươi sẽ ở lại chờ Vân Sinh bộ tộc, nguyên lai là vì tìm đối thủ luyện thể. Bắc Quyến Nam nói. Không sai, phương pháp này quá mức diệu. Chỉ cần thực lực đối phương đủ, ở trong chiến đấu đột phá đệ thất trọng xác suất cực lớn. Tân thần nói. Lát nữa ta cũng muốn chiến. Trên người hắn mơ hồ có trận quang hiện lên, tựa hồ hết sức kích động. Lý Vân Tiêu cười nói. Muốn tu luyện đều có thể lên. Mong Vân Sinh bộ tộc phái người tới không để cho chúng ta thất vọng mới tốt. Sa Vưu nói. Nếu thất vọng, chúng ta liền trực tiếp giết tới cửa. Cái phá tộc này nếu có danh tiếng như vậy, trong tộc vẫn phải có mấy nhân vật lợi hại. Nhuận Hải nghe mà một trận kinh hồn táng đảm, cũng không tiện tiếp lời, chỉ là ở một bên không ngừng cười làm lành mời rượu. Tân thần lại bắt đầu hướng Bắc Quyến Nam thỉnh giáo một chút công việc tu luyện nhục thân, mặc dù hắn không biết lai lịch người này. Nhưng giảng giải cùng kiến thức lại làm hắn trợn mắt há mồm, hơn xa bản thân không chỉ gấp 10 lần. Mọi người cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu, thảo luận bất diệt nhạc hồ, đều được ích lợi không nhỏ. Người Bắc Hải ở một bên nghe được cũng tâm hoa nộ phóng, đặc điểm của long tộc hậu duệ vốn là nhục thân mạnh mẽ, rất nhanh cũng tham dự thảo luận. Linh Mục Địch năm đó thân là Bắc Vực Chi Vương, thiên hạ công pháp thuộc như lòng bàn tay, đừng nói phạm chủ vũ đạo, dù là đạo thần cũng có tạo nghệ sâu đậm. Mọi người nghe được như mộc xuân phong, về sau thảo luận không chỉ cực hạn ở nhục thân, mà là xâm la vạn tượng, không chỗ nào không có. Cũng không biết trải qua bao lâu, tất cả mọi người tinh thần hưng phấn, không có chút ủ rũ nào. Đột nhiên một cổ nguyên lực ba động truyền đến, cắt đứt mọi người nói chuyện, tiếng gầm lên giận dữ truyền khắp cung điện, ở trong không gian chấn động liên tục. Tạp chủng dám phạm Vân Sinh bộ tộc ta, lăn ra đây. Vừa hô thoáng cái. Đã bao hàm lửa giận cùng uy nghiêm vô thượng, trong vương cung bị chấn hỗn độn một mảnh, đại lượng thị vệ hải tộc cùng người hầu sợ đến hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng run rẩy. Đám người Nhuận Hải giật mình, trong lòng cũng dâng lên lửa giận, viền mắt hơi phiếm hồng. Đang nghe giảng võ đạo, cơ hội ngàn năm khó được, liền bị cắt đứt như vậy, nếu đổi thành người khác, sợ là trước tiên liền xông ra giết người. Mặc dù tới là Vân Sinh bộ tộc, thần sắc cùng thái độ của Nhuận Hải cũng triệt để thay đổi. Không chỉ bởi vì người tới cắt đứt hắn nghe thuật pháp, hơn nữa trải qua nói chuyện với nhau, nội tâm càng lúc càng kinh sợ, kiến thức cùng lý giải đối với thiên đạo của đám người Linh Mục Địch hơn xa mình, có thể nói là theo không kịp, nhân vật như vậy lai lịch sợ là sẽ không kém Vân Sinh bộ tộc. Lý Vân Tiêu cười nói, bia ngắm tới, đi thôi. Không gian trong đại điện hoảng hốt thoáng cái, tất cả mọi người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, đều xuất hiện ở bầu trời Bắc Hải Vương Cung. Chỉ thấy cách đó không xa, trên một thông đạo đen nhánh, chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một người thắt lưng như thương,
xương gò má nhô cao, một người lông mày rậm mắt to, hai tròng mắt như điện, hai người nổi lên, toàn bộ không gian cũng tùy theo vặn vẹo. Sát khí lạnh thấu xương ở trên không lượn vòng, lửa giận của Nhuận Hải nhất thời tiêu tán không còn, nhớ tới Vân Sinh bộ tộc kinh khủng, đâu còn dám có nửa điểm bất mãn, vội vàng nghênh đón. Nguyên lai là hóa xà cùng địa cốt thái thượng trưởng lão. Nhuận Hải kinh hãi không gì sánh được, hai vị thái thượng trưởng lão này của Vân Sinh bộ tộc đã sống hơn mấy trăm ngàn năm, ngay cả hắn cũng không biết hai người này còn sống. Ngươi là nhi tử của Nhuận Phí sao? Lão giả lưng thẳng mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Thân là Bắc Hải Chi Vương, lại trơ mắt nhìn tộc nhân ta bị người giết, người cái Bắc Hải Vương giả này xem ra cũng nên chấm dứt. Nhuận Hải lại càng hoảng sợ, xem tình thế là muốn giận chó đánh mèo đến mình, vội vàng nói. Hóa xa tiền bối, những người này thực lực thông thiên, cũng không phải là vãn bối có thể đỡ nổi. Hóa xa lạnh lùng nói. Đỡ không được tại sao ngươi không chết đi? Tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh thiên động địa kéo tới, Nhuận Hải vừa sợ vừa giận, song trưởng đánh ra. Trưởng thế lại bị tay áo đối phương chấn vỡ, thân thể bị đánh ra xa trăm trượng. Hóa xà nói, mới vừa bước vào siêu phàm nhập thánh, tứ hải vương giả là một đời không bằng một đời. Tên lão giả lông mày rậm mắt to địa cốt kia hừ lạnh một tiếng, nói. Thực sự là không được. Ta xem Vân Sinh bộ tộc phải một lần nữa xuất thế, giữ gìn trật tự tứ hải mới được. Nhuận Hải bị đánh giận mà không dám nói gì, gương mặt âm trầm, đứng ở xa xa. Sa Vưu nói, đưa tới hai lão gia hỏa siêu phàm nhập thánh, xem ra Vân Sinh bộ tộc này thật có chút thực lực. Lý Vân Tiêu cười nói, không có chút tài năng mà nói, dám đánh cả Bắc Hải Chi Vương sao? Sau khi Bắc Hải Chi Vương chịu đòn cũng không dám nói một tiếng. Có thể thấy được lốm đốm. Nhuận Hải đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể có cái khe chui vào, người Bắc Hải còn lại cũng đều xấu hổ và giận dữ không ngớt. Nhưng tức thì tức, còn không có tức đến đầu óc hỏng mất, cũng không dám tự tiện động thủ. Hóa xà cùng địa cốt đưa mắt quét mọi người một cái, nhất thời hơi biến sắc, những người này không phải siêu phàm nhập thánh chính là võ đạo điên phong, còn có mấy người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả thực lực cũng không nhìn ra được. Hóa xà lạnh giọng nói. Các ngươi là người của thế lực nào? Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút nói. Viêm Vũ Thành. Tất cả mọi người sửng sốt, thầm nghĩ Viêm Vũ Thành là thế lực gì a? Hóa xà suy tư, hoàn toàn không có ấn tượng, lúc này mới nói. Xem ra là hai ta bế quan quá lâu, thiên hạ này thế lực phân bố biến hóa, nhưng vô luận thay đổi như thế nào, chỉ có thế gia chân chính có nội tình, mới có thể kéo dài không suy. Vĩnh viễn tiếu ngạo trên đời. Lý Vân Tiêu cười nói. Chê cười, trên đời này không có thế lực vĩnh viễn. Hóa xà hừ nói. Đó là bởi vì các ngươi chưa thấy, Vân Sinh bộ tộc ta là chọn đời không suy. Lý Vân Tiêu nói. Đó là bởi vì tiền bối của Vân Sinh bộ tộc hiểu được dấu tài, cho tới bây giờ sẽ không ra ngoài gây sự, càng không dám tùy tiện đắc tội bản thiếu. Nhưng Vân Sinh bộ tộc hôm nay, đã không hiểu được những đạo lý này. Càn rỡ. Địa cốt phẫn nộ quát. Lão phu cả đời cũng chưa từng thấy qua hậu bối cuồng vọng vô tri như vậy, theo chân bọn họ lời vô ích làm gì, toàn bộ giết là được. Hóa xà nói. Những người này thật có chút bản lãnh, vị long thân cường giả kia chính là siêu phàm nhập thánh, những người còn lại cũng không phải tầm thường a. Địa cốt lạnh lùng nói. Mặc dù đều là siêu phàm nhập thánh, chênh lệch cũng thiên địa khác biệt, càng đi về phía sau, nhìn chính là thiên đạo lĩnh ngộ. Chẳng lẽ thiên đạo lĩnh ngộ của những người này còn có thể qua ta ngươi? Nhuận Hải ở phía xa thầm nghĩ, so những thứ khác là không được, nhưng đối với thiên đạo lĩnh ngộ, những người này thật là đáng sợ đến cực điểm. Hóa cốt nói. Nói rất phải. Địa cốt nói. Ngươi cuốn lấy tên long thân cường giả kia, đợi ta giết hết mấy người kia lại tới giúp ngươi. Hóa cốt cười nhạo nói. Còn không biết người nào giết hết trước a, ta chỉ giết một người. Mà ngươi phải giết mấy người. Hắn mới vừa nói xong, thân ảnh liền hoảng động một cái, một đạo lưu quang chạy như bay xuống, hướng Sa Vưu công kích. Địa cốt cười ha ha một tiếng nói. Cáo già, thật giảo hoạt, vậy nhìn một chút người nào giết hết trước. Trong mắt hắn lóe lên hàn khí, khí thế ngập trời tản ra, một cước đạp xuống. Ầm ầm, đại địa trong nháy mắt nổ lên, không gian chỗ đám người Lý Vân Tiêu bị xé rách. Ở dưới khí tức uy mãnh thuấn di ra ngoài.
Sa Vưu lại là hai tay bấm niệm thần chú, đi ra trước một bước, hóa giải thế tiến công của hóa xà. Sau đó hai người đều bị dư ba của một cước oai kia nuốt hết. Gì? Trong dư ba truyền đến thanh âm ngạc nhiên của hóa xà, phảng phất có chút không thể tin tưởng. Gì em gái ngươi? Sa Vưu mắng một câu, liền thấy một đạo kiếm mang phóng lên cao, giống như núi non trùng điệp, thập vạn đại sơn lướt ngang mà đến. Thiên Thu Phong. Sắc mặt Địa Cốt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ngươi đã muốn tìm chết, vậy trước giết ngươi. Hai cánh vỗ mạnh, cả người xông về phía trước, không gian cũng tùy theo tan nát, vẫn thạch to lớn rơi xuống đất. Lý Vân Tiêu thu kiếm, giật lại tư thế, ngũ chỉ hư nắm, một kích kim cương quyền trực tiếp đánh tới. Cái gì? Không ít người kinh sợ, trong lòng Nhuận Hải càng lộp bộp thoáng cái, mặc dù biết những người này là Cầm Vân Sinh bộ tộc thối luyện nhục thân. Nhưng thời điểm mắt thấy Lý Vân Tiêu thu hồi kiếm ý kinh khủng, dùng quả đấm nghênh địch vẫn là thất kinh. Cuồng vọng, chết! Địa Cốt dị thường nổi giận, hét lớn một tiếng, càng gia tăng vài phần quyền uy. Ầm ầm! Hai người cứng trọi cứng một quyền, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hắn tràn đầy kim quang, thỉnh thoảng có ma văn hiện ra, rồi lại bị một đạo nguyệt hoa như nước tẩy sạch, quyền cốt bạo liệt ra tiên huyết. Nhưng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Đồng tử của Địa Cốt co lại, nội tâm hoảng hốt không ngớt, nguyên bản cho là một quyền của mình, làm sao cũng có thể lấy mệnh đối phương, nhưng chỉ là đơn giản kích thương, hơn nữa hắn thu tay về, cảm thấy quyền cốt của mình cũng đau nhức không thôi. Trở lại, không trung vang lên tiếng cười to liên tiếp, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền hung ác nện xuống, quả đấm như là sao trời, phía trên còn mang theo vết máu. Chết! Địa Cốt hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, mạnh mẽ vỗ tới. Hắn cũng không ngốc, mới không ngu xuẩn cùng đối phương liều mạng như thế. Ầm ầm, quyền kình của Lý Vân Tiêu vẫn chưa chạm đến thân thể đối phương, nắm tay kích vào trong ấn, đã bị văng ra, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đánh vào trên người, bị tạc bay ra ngoài. Nhìn ngươi có chết hay không? Địa Cốt nộ xích một tiếng, vỗ cánh liền truy kích lên. Lý Vân Tiêu, ta cũng muốn vui đùa một chút. Tân thần hét lớn một tiếng, trên người dâng lên vô số trận quang, nhìn hoa cả mắt. Thân thể của hắn được khen là tuyệt thế thần thể mạnh nhất, mắt thấy bị Lý Vân Tiêu giành trước, từ lâu ngồi không yên, liền xông lên phía trước. Khoa phụ truy nhật. Hai hắn tay chặp lại, một mảnh thần thể dị tượng hiện lên trên không trung, đánh xuống phía dưới. Chết tiệt. Địa Cốt biến đổi phương hướng, thân thể linh hoạt ở trên không trung xoay tròn. Chính là một cước thích thiên. Phanh! Thần thể dị tượng trong nháy mắt vỡ nát, tân thần cũng ngụm lớn thổ huyết, như là đạn pháo bị bắn ra ngoài. Nơi đây chính là không gian độc lập dưới đáy biển, nhìn không thấy Bạch Vân A. Ha ha, có cảm giác, vẫn kém một chút. Xa xa Lý Vân Tiêu đứng lên, cả người là huyết, nguyên khí sói mòn lợi hại, nhưng trong ánh mắt lại hưng phấn không thôi, lại là kim cương quyền ẩm đến. Địa Cốt kinh sợ không thôi. Cửu tinh đỉnh phong vũ đế sống dai như vậy, hắn vẫn chưa từng thấy qua a. Nội tâm cũng không biết nghĩ thế nào, nhưng mà sát cơ lộ ra, hai tay kết ấn, từng vòng hồng mang ở lòng bàn tay nổi lên. Đồng tử của Linh Mục Địch co lại nói. Lý Vân Tiêu, chiêu này nguy hiểm, có cần. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng là tinh quang bạo phát, quát. Không cần, để cho ta tới. Trên thân thể của hắn hiện ra ba loại ánh sáng, tương hỗ hỗn tạp cùng một chỗ. Mất trật tự không thể tả, lực lượng ở trong thân thể không ngừng kích động. Ta và ngươi cùng gánh. Âm thanh của tân thần từ phía chân trời truyền đến, tựa hồ cảm nhận được tần suất dâng trào thần thể của Lý Vân Tiêu, dẫn tới thần thể của hắn cũng sinh ra cộng minh, vô số trận quang như là kinh mạch từ trong cơ thể bắn ra, giống như thái dương, mạnh mẽ phi tập xuống. Ầm ầm. Ba đạo lực lượng ầm cùng một chỗ, dư ba lan ra. Xa xa Bắc Hải Vương cung bị trùng kích cũng phế bỏ hơn phân nửa. Hai đạo tiên huyết phiêu sái trời cao, Lý Vân Tiêu cùng tân thần bị đánh văng ra, ngã trên mặt đất, trên người hai người đều là quang mang xoay chuyển, có vẻ táo bạo không thôi. Nội tâm của Địa Cốt đã kinh hãi không cách nào hình dung, dưới khiếp sợ thậm chí sinh ra một tia sợ hãi mà mấy trăm năm qua chưa từng có. Hai người này tuyệt không có thể lưu. Nội tâm hắn sinh ra ý niệm này, nhất thời thân ảnh lóe lên. Muốn bổ một kích lấy tánh mạng hai người. Hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta cũng ra tay đi. Linh Mục Địch lo lắng nói,
giơ chân lên đạp ra một bước, liền thủ hộ ở trước mặt Lý Vân Tiêu, tay bấm niệm thần chú. Sắc mặt Địa Cốt trầm xuống, phẫn nộ quát. Chết chung đi. Ngũ chỉ của hắn khép lại như đao, trong nháy mắt chém ra quyết ấn, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của Linh Mục Địch. Phanh. Địa Cốt chỉ cảm thấy ngũ chỉ câu liệt, đau đớn không thôi, mà Linh Mục Địch lại như không có việc gì, chỉ là chân mày cau lại, lạnh lùng nói. Dám đánh đầu của bổn tọa. Trong tay hắn xuất hiện một thanh ngân kiếm, trực tiếp đâm ra. Địa Cốt bất chấp đau nhức trên bàn tay, mạnh mẽ đá lên một cước, móng chân phong duệ như là móc câu, móc lấy ngân kiếm. Nhưng kiếm này lại đột nhiên mềm nhũn, hóa thành trường tiên, từng vòng quấn ở trên đùi của hắn, cuối cùng đem cả người trói lại. Từng phù văn ngân sắc thật nhỏ, giống như nước thủy triều ở trên trường tiên lưu chuyển, không ngừng đâm vào trong da thịt Địa Cốt, bắt đầu có huyết chảy ra. Đây là roi gì, nát cho ta. Địa Cốt hoảng hốt, nộ giống liên tục, từng đạo kinh khí kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra, muốn đem roi chấn vỡ, nhưng chỉ là chấn lên vô số phù văn ngân sắc, roi vẫn như cũ gắt gao quấn chặt, không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng Linh Mục Địch cũng hơi biến sắc, nghịch hồn tiên cùng hắn tâm thần tương liên, tuy rằng không có khả năng bị đối phương chấn vỡ, nhưng ở dưới Địa Cốt phản kháng, lực lượng kia phản chấn vào tâm thần của hắn, so với trực tiếp công kích thân thể còn bị thương gấp trăm lần. Hắn bấm niệm thần chú, nhất thời nghịch hồn tiên như xà xoay chuyển, bay trở về trên tay, hóa thành ngân kiếm. Trên người Địa Cốt còn có từng vết xiết màu đỏ, có vẻ rất buồn cười. Hắn cúi đầu nhìn một chút, cảm giác vô cùng nhục nhã, nhất thời cả người toát ra khói trắng, thân thể nguyên bản chính là màu đỏ liền càng thêm đỏ tươi. Linh Mục Địch cảnh giác nói. Hắn muốn điên, cùng động thủ áp chế hắn. Lúc này trạng thái của Lý Vân Tiêu cùng tân thần cũng cực kém. Hai đạo quang mang không hề có quy tắc chấp động, hơn nữa số lớn tiên huyết và mảnh vỡ nội tạng cũng từ trong miệng phun ra. Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên liên thủ bày một đạo kết giới, thủ hộ ở trước mặt hai người. Người còn lại thì trong nháy mắt vây quanh Địa Cốt, nhưng không có động thủ, tựa hồ đang đợi hắn cuồng bạo. Xa xa hóa xà cũng càng đánh càng kinh hãi, đã hoàn toàn bị xa vưu dưới áp, hơn nữa hắn thỉnh thoảng nhìn lén tình huống bên này. Mỗi một lần nhìn cũng làm cho tim hắn nhanh vài phần. Địa Cốt, ngươi. Cho đến thấy trạng thái của Địa Cốt thời khắc này, hắn càng hoảng sợ đến thất thanh kêu lên, bởi vì cuồng bạo là thần thông cường đại nhất phân sinh bộ tộc, cũng là con bài chưa lật sau cùng. Thông thường tộc nhân không đến lúc sống còn, căn bản là không dám sử dụng chiêu này, bởi vì lúc cuồng bạo sẽ mất đi tất cả linh trí, thậm chí giết chết địch nhân xong cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Chỉ cần có một đường sinh cơ, ai cũng sẽ không đi nếm thử. Dù cho thực lực đến trình độ như bọn họ, cũng không dám bảo đảm bản thân sau khi cuồng bạo còn có thể khôi phục, thời gian cuồng bạo càng lâu, khả năng khôi phục lại càng thấp, một khi khôi phục thất bại, như vậy liền vĩnh viễn tìm không thấy linh trí của mình, triệt để trở thành mãnh thú lục thân bất nhận. Hóa xà vẫn đang khổ cực chống đỡ, chính là chờ Địa Cốt đến trợ giúp hắn, nhưng nghĩ không ra chờ đến lại là kết quả như vậy. Hắn nhất thời hoang mang lo sợ, chẳng biết như thế nào cho phải. Sa Vưu cũng quan sát tình huống bên này, nên không ép thật chặt, bởi vì muốn chém giết một đối thủ thực lực không sai biệt lắm, cơ hồ là sự tình không thể nào, đối phương cố ý muốn chạy trốn mà nói, trừ khi mọi người cùng nhau vây công, bằng không căn bản là ngăn không được. Theo hóa Sa không còn tâm tư chiến đấu, hắn cũng vừa đánh vừa xem, tiêu điểm chú ý của hai người đều ở trên người Địa Cốt. Bắc Quyến Nam nói. Quả nhiên là cuồng bạo, lực lượng tăng gấp bội, chỉ là hắn có nắm chắc khôi phục lại sao, năm đó trọng địa là nhờ đại nhân giúp hắn khôi phục thần trí. Linh Mục Địch nói, có lẽ là từ trước tới nay dưỡng thành thói quen tự đại, để cho hắn không thể tiếp thu một chút ngăn trở trước mắt, nên đơn giản khiến bản thân cuồng bạo, không có gì đáng giá đồng tình. Người Bắc Hải đều muốn ngất, ở dưới khí tức kinh khủng kia, bọn họ đều vì những người này lo lắng, mà những người kia lại bắt đầu đồng tình Địa Cốt. Hóa xà cũng nghe mà một trận không nói gì, hắn có loại cảm giác xấu ở dưới đáy lòng lan tràn. Trần Thiến Vũ cau mày nói. Nếu người này lúc cuồng bạo cường đại như vậy, hiện tại sao không đánh chết? Linh Mục Địch nói. Hiện tại khí tức trong người hắn thập phần hỗn loạn, nếu bị công kích, sợ là trong khoảnh khắc sẽ lấy thế bài sơn đảo hải phản kích lại, ngược lại sau khi cuồng bạo hoàn thành mới là an toàn. Mấy thứ này mọi người đều không rõ. Nhưng hóa xà nghe mà tâm kinh đảm hàn, không khỏi nhìn Linh Mục Địch vài lần, càng xem càng nghĩ thâm bất khả trắc.
lúc này Trần Thiến Vũ mới chợt hiểu nói. Thì ra là thế, vậy đợi a. Bắc Quyến Nam nói. Không cần chờ, ta trước dùng độc ngâm hắn, đợi hắn dĩ nhiên là chết. Mọi người. Chấm. Dĩ nhiên là chết. Mọi người đều là mắt choáng váng, có đơn giản như vậy sao? Bắc Quyến Nam đã xuất thủ, ở trước người kết xuất một dấu ấn cổ quái, nhất thời từng vòng lục văn ở trên thân thể hiện ra. Sau đó hắn giơ tay lên, bầu trời xuất hiện một mảnh lục quang, sáng như gương, bên trong phảng phất có linh vật du động. Lục quang chậm rãi xoay tròn, không ngừng đè thấp, cuối cùng như là một tầng thủy màng, đem địa cốt bao vào, chậm rãi dán ở trên da của hắn. Thân thể địa cốt tựa hồ run lên một cái, nhưng không có bao nhiêu phản ứng. Tất cả mọi người mở to mắt, lục sắc bắt đầu ở trên da địa cốt không ngừng lan tràn, hình thành vô số độc ban. Bắc Quyến Nam nói, quá trình vân sinh bộ tộc tiến nhập trạng thái cuồng bạo có chút chậm, cho nên vẫn là rất an toàn. Giống, mới vừa nói xong, địa cốt rốt cục có phản ứng, một tiếng nộ hống kinh thiên từ trong thân thể truyền ra. Cả người đỏ bừng như làm bằng tiên huyết, nhưng cổ quái là trên đỏ tươi mọc đầy độc ban, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Mặc dù là hóa xà cũng nhìn mà trợn mắt há mồm, tuy rằng hắn không cho là có độc có khả năng thương tổn được địa cốt, nhưng lục ban kia quá mức tiên diễm, hơn nữa còn lan tràn trên da thịt địa cốt, thậm chí thấm vào. Địa cốt vừa hô xong, khí tức kinh khủng tản ra, sắc mặt đám người Trần Thiến Vũ đều đại biến, lấy tu vi của bọn họ vậy mà bị đánh văng ra mấy trượng. Xa xa sắc mặt của Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên càng đại biến, bọn họ ở dưới tiếng hô kia thiếu chút nữa tại chỗ quỳ xuống. Hách Liên Thiếu Hoàng càng kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngọt ngọt. Mạc Tiểu Xuyên ngưng thanh nói. Làm sao vậy?